Quý Phật tử thường nghe các bậc cổ đức á, thường dạy cho chúng ta đó là có đức thì mặc sức mà ăn. Phật tử có nghe câu này không? Có không? À, ngoài đầu tử là nghe câu này ông bà ta nói nó hoài đó ha. Có đức mặc sức mà ăn. Thì đây chính là cái câu mà người xưa nói á. Thì cái câu này đây là cái căn do chánh yếu của sự ngu mê, nghèo khổ, hoạn nạn, tai ương. Như vậy thì á, cái người mà không sanh ra đời mà không có cơm ăn áo mặc, sanh ra đời nghèo khổ đói khát là do cái gì? Là do thiếu đức. Mà tới nghe rõ chưa? Có đức thì mặc sức mà ăn. Còn bây giờ mình làm người mà không có cơm ăn áo mặc, mình nghèo khổ là do cái gì? Căn do là tại không có đức. Mà tới nghe rõ nha, đó là do cái đức. Đức là quan trọng nhất. Đức nó quan trọng hơn cái phước nữa đó. Phật tử nhớ, mà đa số người đời chúng ta nói chung là Phật tử chúng ta nếu không học Phật á, thì chúng ta chỉ đi tìm phước thôi, đi cầu phước thôi. Thí dụ như Phật tử đi chùa làm công quả, nấu cơm, xếp bát, bố thí cúng dường cho người ăn nghèo, người nghèo, ăn mày ăn xin á, đó là Phật tử chỉ đi tìm phước thôi. Nhưng mà ít có người Phật tử nào đi tìm đức hay là tu đức. Cho nên đó là phước mà tội là tội. Còn con người có đức rồi á, thì cái đức này nó diệt tội, nó chuyển nghiệp mình đó là... Còn cái phước là phước, tội là tội, chỉ có đức mới diệt tội. Cho nên tự thấy có nhiều người làm phước thì làm phước dữ lắm, bố thí cúng dường lắm, nhưng mà không có tu đức. Cho nên tánh tình thì gian tham, tánh tình thì là tham sân si dữ dằn. Cho nên cúng bố thí thì bố thí, đi chùa thì đi chùa, nhưng mà đụng chuyện thì chửi á, thì có không thua người đời. Có không tự? Đụng chuyện thì chửi thôi, bởi ta nói ăn mặn nó ngay đó, ăn chay nó dại, cái người ăn chay nó láo còn hơn người ngoài đời nó. Có không Phật tử? Phật tử thấy có không? Đó, cho nên đó là giờ khi mình tu đi chùa đi chứ mà đụng tới thì biết. Ha, đụng tới là không có nhịn ai nha. Như vậy là Phật tử chỉ tu phước thôi, không có tu đức. Cho nên chính vì không có tu đức cho nên chúng ta khốn khổ hoài. Cho nên cổ đức dạy có đức mặc sức mà ăn á, đây là cách chỉ dạy của người xưa để mà chúng ta có cơm ăn áo mặc, không bị đói nghèo, không bị tai nạn vô phước. Mà cái câu này thì ai cũng hiểu chứ á. Mình thường nghe người ta nói hoài, ông bà mình nói lại đó thì mọi người ai cũng hiểu, cũng biết cái câu dạy có cổ nhân á, có đức mặc sức mà ăn. Nhưng mà biết là biết, mà biết trên cái lý chung vậy thôi. Nhưng có nhiều người không rõ đó, đức là cái gì. Có nhiều người không hiểu cái đức là cái gì chẳng á. Mình nói là có đức mặc sức mà ăn, đức trọng quỷ thần kinh á, nói thì nói nhưng mà không biết đức là cái gì, mà phải làm sao cho có đức. Đó, đây là cái quan trọng nhất mà cái bài pháp hôm nay tôi muốn gửi đến phi Phật tử á, là đức là cái gì, nghe rồi á, là phải làm sao cho có đức để được mặc sức mà ăn. Cho nên nghe thì có nghe, nói thì có nói, nói thì cũng nói theo người ta, người ta nói vậy thì nói theo vậy, nhưng mà rồi nghèo khổ vẫn nghèo khổ hoài, nghèo khổ hoài, thiếu ăn cũng thiếu ăn hoài. Cho nên là có nhiều người là đã nghèo đã khổ rồi lại còn mắc eo, mà Phật tử từng nghe nói đã nghèo còn mắc eo nữa. Phật tử biết nghèo mà mắc eo là mắc sao không? Nghèo mắc eo là sao biết không? Có một cái chùa đó tôi đi giảng á, tôi đến chùa đó tôi giảng cũng còn dư thì giờ, thì gần cái chùa đó cái có một cái nhà gần cái chùa đó, mà cái nhà của cái này cái người ở xóm thôi, người dân ở xóm của cái ngôi chùa đó thôi, nghèo khổ tự biết không, đi làm thuê làm mướn á, mẹ đi ra cánh nước mướn, con thì đi bóc giác, đói đi ra cánh nước mướn, con thì đi bóc giác, đói khổ lắm. Cho nên ngày ăn có bữa cơm mà sáng không ăn điểm tâm vậy, rồi trưa ăn một bữa thiệt no, rồi qua ngày sau ăn thì quá nghèo khổ đi. Rồi có tự biết không, một hôm cái bà mẹ đó mới dành dụm được cái tiền mà đi làm mướn làm thuê đó, mới mua được cái nồi nấu cơm. Nhà không có nồi nấu cơm nữa, cái nồi nó cũ rồi là nó bị sức quay cho rồi nấu đỡ thôi. Cho nên dành dụm mua được cái nồi nấu cơm, mà nồi bằng gang nha, nấu cũng được mấy lít gạo. Mới mua nấu được bữa, cái bữa đó cái bà đi, nhà nghèo đâu, cửa đâu có chắc đâu, cuột lại, gài rồi lấy dây cuột lại, ăn trộm vô chôm của bà, lấy cái bà cái nồi mất tiêu, cái nồi bằng gang. Thôi ơi, bà đi về, bà đứng bà chửi tan nát luôn. Thì tôi đến tôi giảng, tôi đứng kế cái nhà kế gần chùa, tôi nghe hết trơn, tôi hỏi đầu do sao, nói trời, bà nghèo mất cái eo, thầy ơi. Nghèo khổ rồi chết mới mua cái nồi trộm vô đây đó, cái đó nghèo mất eo là vậy đó, tôi biết không. Thôi rồi bà đứng bà chửi, trời bà chửi độc địa, tôi không dám lặp lại nghe, bà chửi bà đào mồ cuốc mã tiên sư thôi đó, rồi bà môi hết dòng họ cái thằng ăn trộm đó, thằng ăn trộm nào mà lấy bà chắc cũng nhất mình. Bà tử thấy không, như vậy là cái người này có đức không? Bà tử đã nghèo mà còn dữ nữa, thấy không?
Thay vì cái người có tu á, mà nếu mà tử mà tu á, mà tử hiền á, thì thôi lỡ mất là thôi ha, mà tử niệm Phật thôi, tại cái số của mình, số nghèo cho nên á, là mới vừa sắm cái nồi mình mất. Thì đó là mình có tu đức. Cái người có tu đức á, thì thôi giờ cái số mình mất cái nồi thôi, giờ ráng làm ăn kiếm nữa rồi giữ gìn cẩn thận. Thì đó mình tu đức. Còn đã nghèo rồi, không có đức, mất cái nồi thôi mà bươi cả dòng họ, ông nội, ông ngoại, ông có, ông sơ mà chửi tràn gian đại hải ra vậy. Thì đây là con đâu có đức phải không tử? Đó, cái đức là ở nơi chỗ nội tâm của chúng ta. Mà tử nghe rõ chưa? Đó, cho nên Phật tử biết là cái người mà nghèo khổ á, thì không có học Phật á, thì khi mà lâm vào cái hoàn cảnh gì đó là họ dữ dằn lắm, họ không có cái phước. Cho nên chính vì không có cái phước, không có đức, cho nên nhiều khi cái lộc nó đến rồi mà họ không có ăn. Như tại tỉnh xá của mình á, hồi năm ngoái á, thì bên hông tỉnh xá tôi có bữa đó tôi thấy có cái bà đó cũng 40-50 tuổi, bà làm cỏ. Làm cỏ cái tôi mới kêu nói cô ơi, cô có làm cỏ đó, thì cô vét ba cái cỏ dưới mương lên cho nó đường mương nó sạch, là nó thông cái đường mương, lặn nước ra vô, lặn có nước thì tôi tưới kiển. Cái cổ nghe là kêu vậy, cổ dạ dạ, cái thấy cổ nghèo quá, tôi mới lấy cho chai nước tương với 50 ngàn biếu cổ, thấy cổ nghèo khổ quá. Là cái tôi dặn lấy 23 tháng chạp tới đây á, tại tỉnh xá tôi có tổ chức cái quỹ lạo cho đồng bào nghèo. Bữa đó cô đi vô đi, tôi dành cho cô phần quà. Rồi cô nhớ là cô nhắc lại là tôi là cái người làm cỏ kế bên đình xá đó. Ông sư hôm trước ông sư có kêu tôi á, thì tôi vô đây thì sư cho tôi. Thì cô nhắc vậy đó thì tôi sẽ nhớ. Và tự biết không là tôi cũng thật lòng thương cái người nghèo. Chỉ vét ba cỏ dưới mương lên mà cho chai nước tương. Ăn dưới 50 ngàn về có mua gạo ăn đỡ rồi, nửa tháng nữa là tới ngày 23 tháng chạp. Nhưng mà Phật tử biết không, cô này không có cái phước để hưởng cái lộc đó. Cho nên ngay cái ngày 22 á, là cổ chuẩn bị rồi. Cổ gia đình rất nghèo, người chồng thì bị bại sụi, hai đứa con thì nó khổ. Đi bán vé số nghèo khổ lắm. Rồi á, là 22 là cổ nói là ngày mai này mẹ đi vô tỉnh xá đó, mẹ sẽ lãnh quà của ông sư cho. Để về á, là mẹ nấu một bữa cơm thiệt ngon cho các con. Nhưng mà chiều sáng 22 cái bà bị đụng xe. Thà đã bị xe đụng, ta nói chở vô bệnh viện cấp cứu là hơi thở còn mong manh, Phật tử, hơi thở mong manh đó. Mà cái bệnh đó là chết, nhưng mà con không chịu chết, tại vì còn nhớ cái 23 là lãnh quà nè, mà chết đâu có đành. Mà trong khi hai đứa con thì đang nghèo khổ nữa, cho nên cổ cà hứa và cổ chờ tới lãnh quà được cổ mới chết. Nhưng mà bây giờ bệnh nằm vậy, đã bị thương tai nạn vậy, làm sao lãnh quà được. Thì cổ có nhờ cái người bạn cổ á, người bạn có vô thăm á, cổ mới thiều thào, cổ nói bây giờ nếu mà em thương chị á, em vô tỉnh xá Ngọc Đồng bữa 23 đó, em vô em nhắc với ông sư trong đó là ông sư có hứa cho chị á, là một phần quà 10 ký gạo với tiền với nước tương gì đó, chị lãnh giùm em, lãnh giùm chị cho chị đi không nổi. Thì cái người bạn ở cổ á nghe vậy thương tình, cho nên cái bữa 23 Tết năm rồi đó thì cổ vô cô lãnh, cô nhắc lại mới hỏi sao cô kia không đi. Tại tôi nhớ mặt mà. Thì cô kể tình trạng vậy, nó trời sao khổ vậy. Cho nên tôi cho thêm, thay vì 10 ký gạo nó tương đương mà 50 ngàn thì tôi cho thêm 100 ngàn. Thì cô đem về, cái cổ vừa nhìn thấy món quà xong, mà tự băng đem về món quà thì cô giao cho hai đứa con cô xong rồi, cô mới nhắm mắt ra đi. Và tự đây không, chờ lãnh quà về cho con rồi mới chịu chết. Và tự đây không, đó là cái cảnh đói nghèo của nhân gian mà Phật tử nghe trên cuộc đời là rất nhiều các hoàn cảnh thương tâm vậy đó. Đó. Thì bây giờ Đức Phật dạy cái diệu pháp mà chúng ta tu tập đó, thì Phật tử nhớ rằng phần đông mọi người chúng ta đó đều hiểu những cái câu nói có đức mà sức mà ăn. Nhưng mà Phật tử để kỹ đi, không ai quyết tâm làm cho được để mà sao làm sao cho có đức, để mình có mặc sức mà ăn, để thoát khỏi cảnh đói nghèo. Nhiều khi chúng ta nghe họ biết vui vui vậy thôi, nhưng mà không chịu quán xét, không thực hành, không chịu thực hành, không chịu tu đức, cho nên nghe phớt phớt qua lỗ tai rồi thôi. Rồi chúng ta trở về đời rồi tánh nào tật nấy, cũng gian tham, cũng hung dữ, ăn rồi cũng là ăn ở cũng thất đức, không có tình người á. Thì đây là cái căn do chính yếu mà làm cho con người chúng ta ngu mê và đói nghèo mãi, là tại vì chúng ta không quyết tâm tu tập để chúng ta được có cái đức. Thì bây giờ cái diệu pháp tu tập để thoát khỏi đói nghèo á, thì đây là cái câu chuyện mà thở Đức Phật còn sinh tiền á.
Thì một hôm Đức Phật cùng với A Nan và chư thánh chúng á, trên con đường mà Đức Phật đi du phương hành đạo thuyết pháp độ đời đó, thì Đức Phật đi ngang một cái làng đó thì có một ông ăn mày. Ông ăn mày này rất là nghèo khổ đói rách. Ông ta đứng bên lề đường á, ông nhìn thấy Đức Phật sao mà tướng tốt quá. Phật tử nhớ rằng Đức Phật là một vị thái tử đi tu, mà trong kinh á, nói là ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà lại xuất thân từ một vị hoàng tử là con của vua. Cho nên nói về cái phước tướng á, cái tướng của ngài rất đẹp. Mắt tai mũi lưỡi tướng này rất là đẹp, tỏ ra hoàng tử là con của vua. Cho nên nói về cái phước tướng á, cái tướng của ngài rất đẹp. Mắt tai mũi lưỡi tướng này rất là đẹp, tỏ ra một cái phước tướng, và tỏ ra một cái đức độ, và nét mặt ngài tỏ ra một cái từ tâm. Rồi ông ta dòm lại mình á, ông ta thấy mình sao nghèo khổ bần cùng xấu xí, nước da đen sạm tay chân này nước nẻ, ông ta thấy tủi thân và ông ta ngưỡng mộ Đức Phật quá. Và ông ta thường nghe nói rằng trên cái nhân gian này có một vị Phật ra đời, chắc đây là ông này đây. Cho nên ông ta mới đến khiêm cung là cúi chào Đức Phật. Rồi ông ta mới hỏi Đức Phật, ông ta than thở, ông ta than thở với Phật là về cái nghèo, cái đói, cái khốn khổ, cái bất hạnh của mình. Rồi ông ta mới chắp tay xin Đức Phật là xin Phật từ bi chỉ dạy, giúp đỡ cho con một cái phương cách gì đó để mà cho con thoát khỏi cái cảnh đói nghèo khổ sở bất hạnh này. Đó, thì Đức Phật nhìn cái người đàn ông này một hồi, Đức Phật thương tâm và cảm thông được cái nỗi khổ của ông. Rồi Đức Phật mới từ tốn, mới nói với ông lão ăn mày này như sau. Đức Phật nói rằng, này ông lão, nay Như Lai chỉ cho ông một cái phương cách thật dễ nhớ, dễ làm. Ai mà làm đúng cái phương cách này, như vậy người đó đều thành tựu được. Vậy ông hãy lắng nghe, ghi nhớ và thực hành cho được. Như vậy thì ông có muốn đói, muốn nghèo cũng không được. Đó, đây là Đức Phật phiên ông lão là thực hành cái pháp này. Bây giờ Phật tử có chịu nghe cái pháp này không? Ai muốn thoát khỏi đói nghèo là ráng nghe nha, nghe cái pháp này rất là hay nha. Đó. Thì lúc bây giờ chư tăng theo Đức Phật rất đông. Thường thường Đức Phật đi đâu là có 1250 vị sư đi theo, đi cùng với Phật. Thì mấy chư tăng này nghe Đức Phật nói thế thì rất là ngạc nhiên. Vì cái ông lão này á, chư tăng nhìn thấy ông này vừa nghèo khổ mà vừa dốt nát, mà tướng thì nó bần cùng, tức là nó dòm con người rất là khốn khổ. Mà bây giờ nếu bây giờ mình nói thật ra đó, thật tình mà khó dùng cách phương pháp gì để cho cái ông này thoát khỏi cái đói cái nghèo, quả mai là chỉ cho ông ta cái cách gì đó đủ ăn đủ mặc thôi, chứ chưa dám nói là thoát khỏi nghèo khổ. Cho nên chư tăng cũng hơi hoang mang. Cho nên chư tăng đều là yên lặng để mà cố ý lắng nghe xem Đức Phật chỉ dạy điều gì. Đây chắc phải là một cái diệu pháp gì đó. Tại vì chư tăng thường theo Đức Phật á, thì Đức Phật thường dạy rằng á, cái đói hay cái nghèo khổ á, đó là quả báo của cái nghiệp nhân mà chúng sanh nó tạo ra nhiều đời. Phật tử nhớ rằng cái người sanh ra mà phải nghèo khổ đói khát, tật bệnh tai ương, cuộc đời luôn luôn gặp nhiều bất hạnh á, đó là Đức Phật thường dạy, đó là cái quả báo của những cái nghiệp, những cái tội lỗi mà mình đã tạo ra nhiều đời. Mà bây giờ muốn thoát khỏi nghèo khổ đó thì phải tu nhân tích đức, làm phước thiện nhiều đời mới chuyển đổi cái quả nghiệp đó. Mà bây giờ Đức Phật chỉ dạy cái pháp này chỉ là thoát khỏi cảnh đói nghèo trong hiện tại. Và tự thấy đây là một cái diệu pháp rất là hay, chắc là di diệu lắm. Cho nên chư tỳ kheo, chư thánh tăng là cũng là nôn nóng chờ Đức Phật dạy như thế nào. Cũng như mới hôm qua ngày 14 đó, có cái ông đó, thầy biết không, ổng cục hết hai cái giò, không biết ở đâu ổng chống nạn vô đây ổng xin gạo. Rồi thôi tôi cũng cho ổng gạo chút đỉnh tiền. Rồi cái ổng thấy có một cái Phật tử ngoài chợ vô mượn cái đĩa để coi, vô xin đĩa giảng á, về coi. Cái ổng thấy vậy ổng nói, ông sư cho tôi đĩa chứ. Cái tôi hỏi ông nghèo, không phải tôi khi dễ ông, mà hỏi ông nghèo thế này là có máy hát đĩa không? Ổng nói có, cái máy nó cũ của người ta cho. Ông sư cho tôi đĩa thì tôi coi cho tu chứ.
tôi cầm tôi đưa cho ông cái đĩa mà sao tôi có cái gì đó nghi ngại, là thấy ông này đó nghèo khổ quá mà lại bị cục hai cái giò nữa, mà bây giờ ông ta nghe cái này thì không biết ông ta tu được không, mà tới nghe kia không tu được không, tại vì tu là phải có cái vốn, tức là con người là phải có cái phúc đức làm sao thì tu mới trổ được. Giống như bây giờ mà tự thấy như một cái cây này nó già, nó cằn cỗi rồi, nó cằn cỗi rồi, bây giờ mình tưới phân vô thì có dựng dậy được không bà tử, được không? Một cái cây mà nó già, nó cằn cỗi rồi, bây giờ mình có tưới phân vô nữa thì biết bao nhiêu tâm trời ra. Như cái ông này đã nhiều đời nhiều kiếp ông làm nghiệp gì đó, bây giờ phải cục hai giò nghèo khổ ăn xin, bây giờ có nghe được cái băng đĩa này nữa thì bất quá thì cũng có niềm tin vậy thôi. Mà nói tu thì ông ta bắt đầu tu từ đâu? Ông tự thấy không? Thôi thôi, nhưng mà ông cần cho biết đâu thì ông nghe cái đĩa này về, ông hồi tâm lại, ông hiền bớt cũng được. Ông hường hiền bớt, ông có xin ai ta không cho, ông không chửi người ta cũng được rồi. Mà thấy nghe kẹo chưa, cho nên suy nghĩ là cho ông cái đĩa. Đó, thì cái ông lão này giống như vậy đó, ha, chư tăng cũng nghi ngại. Thì bây giờ á chưa Đức Phật mới bắt đầu, Đức Phật dạy cho ông ta cái diệu pháp. Và tự lắng nghe nha. Đây là cái diệu pháp rất là quan trọng mà ai cũng cần phải tu, mà tôi cũng đang tu nữa, tu cái pháp này nữa. Đó, Đức Phật dạy rằng ông lão hãy ghi nhớ đây. Là bắt đầu từ đây á, trở đi á, ông lão phải sống như thế nào cho cái mặt của ông á, ai thấy cũng mến thương. Được như thế á, thì ông có muốn nghèo, muốn đói, muốn khổ cũng không thể được. Hả? Thầy tự thấy dễ ợt không? Là Đức Phật dạy là ông lão á, ông hãy ghi nhớ đó, là bắt đầu từ đây á, ông sống như thế nào mà cho cái mặt của ông ai thấy cũng mến thương. Được như thế thì ông có muốn nghèo, muốn đói, muốn khổ cũng không thể được. Phật tử thấy, Phật tử nghe vậy tự hiểu gì không? Làm sao cho cái mặt mình dễ thương. Bây giờ cái mặt Phật tử có dễ thương không? Có không? Bây giờ bây giờ Phật tử mình về là lấy cái nghe là tôi mỗi ngày đi ha. Phật tử về lấy cái gương dò vô cái mặt này có ai thương không ta? Cái mặt này chẳng ăn chẳng quấn, cái mặt này khó đâm đâm, cái mặt này đã quả quọ vợ, cái mặt là thấy ghét rồi sẽ thương được. Mà ta ghét mình thì ta có cho mình không? Ta ghét mình giúp đỡ mình không? Mà Phật tử biết không, có nhiều người cái mặt khó ưa nha Phật tử, có không? Dòm cái mặt là có nhiều người có nhiều người cái mặt dòm là thấy không có cảm tình, dòm cái mặt sao mà nó quạo vọ nhăn nhó, nhất là cái mặt người nào mà tối ngày cái nhăn nhó quạo vọ ha, thì cái người đó khó thương. Rồi nói cái gì, cái mặt của mình nhiều khi giận chồng giận con là cố chấp này kia, mặt lúc nào cũng quạo vọ, mặt lúc nào cũng cao có đụng chút gây được chút giận hờn á, thì cái mặt này nó nghèo chết luôn. Phật tử đồng ý không? Cái mặt mình á, cái mặt mình nó cũng nói là phước báo của mình, mà người ta cho mình mượn tiền hay không cũng nhờ cái mặt nữa. Còn này mà giá cái mặt khó ưa mình mà đi mượn tiền là không có một cách đâu. Rồi tới nghe kiểu được. Rồi bây giờ mình có nghèo khổ nào muốn ta giúp mình á, mà cái mặt mình nó khó khăn quá không ai cho mượn nữa. Đó. Cho nên cái Phật tử biết không, cái mặt nó quan trọng đó Phật tử. Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Cho nên á là Phật tử bắt đầu từ đây về sau, Phật tử coi cái mặt của mình có dễ thương không. Mỗi sáng mà trước khi đi chợ á, dòm vô cái gương coi cái mặt của mình chút đi. Cái mặt mình sửa cái mặt lại. Cho nên trong bảy cách tu có người nghèo đó, thì trong đó có cái tu là hòa nhan thí, là bố thí cái khuôn mặt. Có nhiều người sáng đi ra chợ không biết ai ăn gì của mình, nó ra ngoài chợ đi mua hàng hóa, mua này kia đó, đó rồi trả treo mà cái mặt khó khăn cây gỗ. Có nhiều người đi chùa giận chồng đời, giận ai không biết đời kiếp nào á, mang cái mặt khó đăm đăm đi vô tới chùa luôn. Rồi Phật tử hỏi thăm, bữa nay chị làm gì buồn vậy, sực người ta luôn. Rồi ông thầy, ông sư không biết nay sao bà hay cô làm gì thấy nét mặt buồn, đau khổ vậy. Cự ông sư luôn, nói sư biết gì, sư hỏi. Ông mới chửi tôi nè. Bây giờ chồng chửi mình, đó chuyện của mình, còn vô chùa ông sư hỏi bác mớ gì vậy ông sư. Hai Phật tử rồi huynh đệ không bạ nhau. Cho nên cái mặt của mình đi đâu mang cái nét mặt đó thì tức là khó thương, mà khó thương á. Thì làm sao thầy ông sư không biết nay sao bà hay cô làm gì thấy nét mặt buồn đau khổ vậy. Cử ông sư luôn, nói sư biết gì sư hỏi. Ông mới chửi tôi nè. Bây giờ chồng chửi mình, đó chuyện của mình, còn vô chùa ông sư hỏi bác mớ gì gây ông sư. Phải không tử, rồi huynh đệ không hòa nhau. Cho nên cái mặt của mình đi đâu mang cái nét mặt đó thì tức là khó thương, mà khó thương á
thì làm sao chúng ta được người giúp đỡ. Cho nên cái mặt mình đó cũng là cái nghiệp chướng của mình, mà cái mặt mình cũng là phước báo của mình. Có nhiều người ta nhìn thấy cái mặt mình là ta muốn mượn, muốn kêu lại cho mượn tiền này, có không Phật tử? Có không? Mà có nhiều người thấy cái mặt mình là ta thấy là ta, dù có hỏi mượn tiền nữa người ta cũng giấu cất. Cho nên cái mặt nó quan trọng nha Phật tử. Đó. Bây giờ cái những người xuất gia đó, Phật tử biết không, có nhiều khi là người ta nhìn thấy cái mặt một người tu, mặt ông sư đó, người ta cúng năm, cúng 50 ngàn thôi mà thấy mặt ông dễ thương quá, cúng 100. Cái này có rồi đó nha Phật tử biết ha. Còn là cái người có gì, có nhiều vị thầy tu á mà cái mặt không dễ thương á, người ta tính cúng cho ông thầy đó 100 mà thấy mặt không khó ưa quá rút lại còn 50. Tại vì Phật tử không có tu biết, cái nào tôi có đi tu tôi biết ha. Cho nên á, cái mặt mình lúc nào cũng phải dễ thương. Thì Phật tử thấy á, đây là một cái cơ duyên là có một cái ông lão nghèo khổ gặp Đức Phật và thưa hỏi Đức Phật như vậy đó. Cho nên Phật muốn chỉ dạy, trước tiên là hiện thực á, thì Đức Phật chỉ dạy cho ông lão này trước. Nhưng mà ý Đức Phật á, muốn chỉ dạy chung cho tất cả chúng sinh. Cho nên mới kết tập kinh điển thành cái câu chuyện này. Nhất là những chúng sinh đang nghèo khổ, chứ chẳng phải là nói riêng cho ông già kia. Đây là Đức Phật trao cho chúng ta một cái mấu chốt, một cái chìa khóa để mà mở cửa thiện căn trong lòng ta, cho lòng ta được đức độ phước báo tỏ rộng ra để gặt hái sự an lạc, no vui, hạnh phúc. Đây là cái chìa khóa mở cửa thiện căn, tức là cái mặt chúng ta, nếu mà mặt chúng ta dễ thương, đây là cái chìa khóa mở cửa thiện căn. Đây là cái lời dạy, là một cái chìa khóa mà mở cửa thiện căn, phúc đức trong tâm chúng ta tuôn trào ra để đời sống chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Mà ở đây Phật tử nhớ rằng đa số chúng ta đó chưa thật biết đó, vì sao chỉ làm cho cái mặt mình ai thấy cũng mến thương thì hết nghèo khổ đó. Phật dạy nghe thì rất là thú vị, nghe rất hay, nhưng mà quá đơn giản, nhưng cũng không phải ai cũng thông hiểu đó, và cũng không biết thật biết phải làm sao để cho cái mặt mình ai thấy cũng ưa. Bây giờ ai không muốn, bây giờ Phật tử mình ngồi đây có ai mà muốn mình ra đường ai thấy mình cũng chửi không? Có không? Có ai muốn ra đường người ta thấy mình, người ta ghét, người ta luyện cà thúi không? Ai cũng muốn mình đi ra đường là ai thấy thương mình. Nhưng mà bây giờ quan trọng là Đức Phật dạy chung chung vậy thôi. Nhưng mà giờ quan trọng là làm sao mà mình cho cái mặt mình dễ thương đây? Mà tự biết cách làm sao không? Biết cách làm sao cho mặt mình dễ thương không? Tôi và tự nó vui vẻ mặt thiệt, cái đó cũng chưa phải nữa. Cho nên là bây giờ Đức Phật dạy vậy đó. Nhưng mà làm sao cho cái mặt mình dễ thương đây? Và Phật tử biết á, nghe thì nghe vậy đó, ngồi đây nghe vậy đó, nhưng mà tôi dám bảo chắc rằng á, sau khi nghe cái lời dạy Đức Phật xong á, thì tôi dám chắc rằng cũng không có ai quyết tâm làm cho được cách nào để cho cái mặt của mình ai cũng thấy dễ thương. Cho nên những người đó nghe thì nghe pháp thì nghe thấy hay, nhưng mà không quyết tâm làm, cho nên vẫn nghèo khổ hoài đó. Cho nên ở đây thì Phật tử nhớ rằng cái lời dạy Đức Phật tuy đơn giản, nhưng mà tôi trình bày ra đó, nó rất là sâu, rất là hay vô cùng luôn. Đây là lời giải thích của chư tổ á, chư thánh tổ đó. Cái lời dạy mà mình lúc nào cũng làm cho cái mặt của mình dễ thương á, thì cái lời dạy đó, đây là một cái chìa khóa để mà mở cửa cái thiện căn trong lòng chúng ta. Đa số thì những người đời đó không có thiện căn, mà thiện căn bởi tại lòng ta mà tu là cội phúc, tình là dây quan. Cái người mà có thiện căn á, là cái người đó có cái gốc lành ở trong tâm rồi, thì cái người này lúc nào, cái tâm người này lúc nào cũng hoan hỷ tha thứ, có tình thương, sống thì có sự chân thật. Còn cái người mà không có cái gốc thiện căn á, mà cái gốc của họ là cái gốc ích kỷ, cái bản tâm của họ giống là ác căn á, tâm niệm họ lúc nào cũng ác, ích kỷ, lúc nào cũng ganh tị tật đố, hiềm thù ganh ghét á, đây là những cái ác căn. Mà một cái con người mà thường ích kỷ, ghen ghét, ganh tị á, thì cái người đó có dễ thương không Phật tử? Có dễ thương không? Cái người lúc nào cũng ghen ghét, ích kỷ, không bằng lòng hạnh phúc với người ta thì lúc nào cũng đố kỵ thì làm sao mà dễ thương được đó. Cho nên đó là cái chìa khóa mở cửa thiện căn á, là ở nơi chỗ mấu chốt á, là làm sao cho cái mặt mà dễ thương đây. Thì chư thánh tổ dạy rằng á, muốn cho cái mặt mình lúc nào người ta thấy cũng mến cái đức, mến thương mình á, là cái người đó phải sống chân thật. Và tới nghe kỹ ha, phải sống chân thật, sống hiền hòa, sống từ ái. Ba điểm này nè, sống chân thật, sống hiền hòa, sống từ ái, đó là căn bản để cho mọi người đều mến thương.
Một người như thế thì sống ở nơi nào cũng không thể đói nghèo được. Sống chân thành, sống hiền hòa, sống từ ái. Đó. Thì đây là ba cái yếu tố để cho cái mặt mình dễ thương. Phật tử nghe rõ ha. Bây giờ tôi nói thí dụ thế này, Phật tử thấy một cái con người á, tuy nghèo, cái người đó tuy nghèo khổ, nhưng mà cái người này sống thật hiền hòa, Phật tử thấy thương không? Cái người đó nghèo nhưng họ sống hiền hòa, cái lời nói của họ đó im dịu dễ nghe, họ không nói cái lời hỗn hào, phách lối, trịch thượng, họ không nói đâm thọc, không biêu riếu tật xấu của người khác. Cái người nghèo nhưng mà không vong ân bất nghĩa, không gian tham trộm cắp, không ganh ghét tật đấu, thì cái người này Phật tử có ghét họ được không? Có ghét không? À thì cái người này ai thấy cũng ưa tin hết trơn á. Nhưng mà cái người này á, ai cũng ưa tin, nhưng mà người ta quý mến thương yêu mình này chưa được, tay chỉ mới bước đầu thôi. Ví dụ giờ chúng ta nghèo khổ nhưng mà chúng ta sống trong một cái xóm, chúng ta đi vào chùa vào đạo mà chúng ta hiền hòa không hung dữ, mình đi vào đạo mình biết nhường nhịn với nhau, rồi cái lời nói của mình á, nói là im dịu ngọt ngào, rồi mình không nói như là hỗn hào và không nói đâm thọc, không biêu riếu tật xấu của người khác, và nhất là mình sống có trước có sau, có tình có nghĩa, và đặc biệt á là mình sống đừng có gian tham trộm cắp. Mình nghèo thì nghèo nhưng mà nghèo cho sạch, rất cho thơm. Mình đi đến nhà ai cũng vậy, mình đến nhà anh ruột của mình, chị ruột của mình, mình đến nhà cha mẹ ruột của mình á, thì mình giờ mình tâm mình phải cho ngay thẳng, không có ăn trộm cắp của cha mẹ, không ăn trộm cắp của anh chị em của mình. Mà đi vào chùa cũng vậy, đang vào chùa là mình nhất định nghèo thì nghèo chứ không ăn cắp của chùa. Mà tới nghe rõ chưa? Không trộm cắp. Thì những người này là có cái uy tín là người ta tin tưởng. Mà tự nghe rõ rồi phải không? Nhưng mà đây chỉ mới bước đầu thôi. Nhưng mà muốn được người ta mến hơn nữa hen, thì cái điều quan trọng đó là chúng ta phải bước thêm một bước nữa, đó là phải sống với cái tâm chân thật, đó, có lòng từ ái. Hai cái điểm này rất quan trọng. Tức là mình có cái tâm chân thật là mình không ganh tị tật đấu với ai cả. Mà từ từ mà tự biết cái người nghèo thì còn có cái tâm hay ganh tị. Mình nghèo mà thấy ai giàu hơn mình á, là cái tâm mình nó khó chịu rồi. Mà tự nghe kêu không? Nó khó chịu, nó không quan hỷ. Rồi nhiều khi mình không bằng lòng cái giàu của người ta, mình nghèo hơn người ta thì mình làm sao mình bằng lòng cái giàu của người ta được. Mình bất hạnh làm sao bằng lòng với cái hạnh phúc của người ta được. Mình xấu mà làm sao mình bằng lòng được cái đẹp của người ta được. Đó. Cho nên á, cái mà mình sống chân thật á, mà cái chân thật đây là không ganh tị. Không ganh tị đó trời ơi. Khi mình xấu, mình xấu gái, mà mình gặp ai đẹp hơn mình có cái lòng chân thật, mình mừng cho người ta. Trời ơi, chị tu nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay kiếp này chị đẹp quá, còn em chắc ở ác nhiều kiếp quá, rồi kiếp này thì xấu quá, rồi em ráng em tu cho nhiều sao để bằng chị. Cái người vậy dễ thương không Phật tử? Dễ thương không? Còn này mình xấu người ta gặp cái mình chê cái mặt bà đó, bà đẹp cái gì, tại bà tha phấn, bà tha son đánh phấn cái đẹp cái gì, tìm đủ chuyện đấy mà bươi móc người ta, phải không Phật tử? Thì cái tâm này ta giật ta thương mình không đó. Có cái ông đó hen, ông nghèo lắm mà ông có cái anh ruột á giàu lắm Phật tử. Cái ổng người ta mới gặp ổng thấy trời ơi cậu sao mà nghèo khổ quá, rồi con thấy anh của cậu sao mà phước đức giàu có quá. Thì nếu con người có tu tập tâm á, với cái tâm chân thật á, thì mình nói anh hai của tôi ảnh sống được nhiều người thương mến, cho nên ảnh có uy tín làm ăn khá giả, ai cũng thương ảnh, trời ơi tôi mừng ảnh không hết á. Còn tại các tôi thiếu phước nhiều rồi, những cái tôi nghèo tôi khổ, đó là tại cái số phận của mỗi người. Mình nói vậy thì anh hai của mình nghe vậy có thương mình không Phật tử? À thương à, cái thằng ba nó nói câu đó thương quá. Thôi con này mình xấu người ta gặp cái mình chê cái mặt bà đó, bà đẹp cái gì, tại bà tha phấn, bà tha son đánh phấn cái đẹp cái gì, tìm đủ chuyện đấy mà bươi móc người ta, phải không Phật tử? Thì cái tâm này ta giật ta thương mình không đó. Có cái ông đó hen, ông nghèo lắm mà ông có cái anh ruột á giàu lắm Phật tử. Cái ổng người ta mới gặp ổng thấy trời ơi cậu sao mà nghèo khổ quá, rồi con thấy anh của cậu sao mà phước đức giàu có quá. Thì nếu con người có tu tập tâm á, với cái tâm chân thật á, thì mình nói anh hai của tôi ảnh sống được nhiều người thương mến, cho nên ảnh có uy tín làm ăn khá giả, ai cũng thương ảnh, trời ơi tôi mừng ảnh không hết á. Còn tại các tôi thiếu phước nhiều rồi, những cái tôi nghèo tôi khổ, đó là tại cái số phận của mỗi người. Mình nói vậy thì anh hai của mình nghe vậy có thương mình không Phật tử? À thương à, cái thằng ba nó nói câu đó thương quá. Thôi thằng ba mày gần Tết tới rồi, 23 rồi, qua tao cho mày giả gạo cho đấy 1 triệu về xài mày. Phật tử thấy có phước không? Một cái lời nói chân thật thôi,
không ganh tị anh của mình đó thì mà tự thấy có phước. Đằng này mình nghe khen vậy đó, ôi thằng cái ông đó mà giàu cái gì, tham nhũng gian lận mua bán cháo chở mới giàu, ổng mà giàu gì có ngày coi chừng thế vụ vô tịch thu chân vậy. Giàu mà ác gì lắm, tại không biết chứ coi giàu đó. Thì anh mình nghe vậy thì có cảm tình với mình không? Rồi Tết mình nghèo qua mượn tiền không cho không? Ông đó, mình qua mượn tiền ông tới, mày nói tao già ngán là kia giờ mượn tiền chi phải không? Đó mà tự thấy sống chân thật, mình chân thật cái tâm mà tâm mình không gian ác, không ganh tiền đâu với ai á, và luôn luôn mình hoan hỷ trước sự thành công của người khác. Ví dụ giờ mình nghèo mà ai giàu hơn mình hoan hỷ, không ganh tị thật đấu, ai đẹp hơn mình xấu hơn ta mình cũng hoan hỷ. Đó, cái đức tánh hoan hỷ và sống chân thật là mình muốn cho cái người đó được hạnh phúc mà không có lòng đố kỵ hơn, đó là cái đức của Phật tử. Phật dạy chúng ta là cái đức ở chỗ đó đó. Đó, cũng như có kỳ đó có một Phật tử vô nói chuyện với tôi á, nói sư biết không, có cái cô Phật tử đó nghe nghe pháp của sư á, cái chê sư giảng không hay bằng cái ông giảng sư kia. Tôi không nói giảng sư nào, giảng sư kia. Cái tôi nghe vậy tôi nói trời ơi, nếu vậy tốt chứ làm sao, bây giờ nếu có vị sư nào vị thầy nào mà giảng hơn sư á thì đó là Phật pháp nó thạnh thế mà tử, chứ không lẽ giờ một mình tôi dành tôi giảng hay sao. Bây giờ nếu bây giờ trong đạo Phật mà có những vị sư, những vị thầy, những vị thượng tọa, những vị hòa thượng mà những vị đó đều giảng hay hết thì Phật pháp hoằng truyền độ cho tất cả chúng sinh thì biết đạo tu thì mình mừng chứ sao, mình vì Phật pháp mình mừng thế mà tử. Còn mình nghe ai chê mình thua người ta cái là mình cái tâm mình nó bực tức, cái tự ái nó sanh ra, cái người mà hay tự ái bực tức sanh ra cái người nó tổn đức liền. Phật tử đồng ý không? Đó, cho nên đó là cái người nào mà lúc nào cái tâm không ganh tị tật đố, sống với lòng thành thật của mình á, thì cái người đó 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 là trọn vẹn cho cái mặt của mình lúc nào cũng dễ thương ha. Đó, và cái người như vậy đó quả tình muốn đói muốn nghèo á cũng không phải được. Cho nên Phật tử biết á, cái gốc rễ của sự khổ đau của con người trong kiếp sống này á, nó phát sinh từ cái chỗ là thiếu sự chân thật tâm và không có lòng từ ái, tức là có tình thương. Cái con người mà có tình thương rồi đó là cái người đó có cái sự thành thật tâm là muốn cho cái người thương mình hạnh phúc. Thí dụ bây giờ một cái người mẹ mà thật sự thương con rồi mà thấy con mình á nó lấy được người chồng đàng hoàng giàu có, thấy đứa con mình nó thành đạt trên cái cuộc sống á, thì là người mẹ đó mừng cho con mình. Đây là cái tình mẹ mà, tình mẹ lúc nào cũng muốn cho con mình hạnh phúc. Còn mấy cái người mẹ mà đi ganh tị hạnh phúc của con thì đâu phải là mẹ. Rồi cái người anh á thì lúc nào cũng muốn cho em mình được hạnh phúc, người chồng cũng muốn cho người vợ hạnh phúc, và một vị thầy lúc nào cũng muốn cho người đệ tử mình á hạnh phúc, và cái người đệ tử cũng muốn cho thầy mình á được hạnh phúc. Thì đó là sống với sự chân thật. Còn đằng này á, con người mình á là thiếu sự chân thật mà lòng ganh tị thì nhiều thì đầy, thì đây là chúng ta, cái mặt chúng ta không có cái đức, mà không có đức thì không bao giờ dễ thương được. Cho nên có cái câu mà người xưa ta dạy đó ha, phú á thì nhận ốc, đức thì nhận thân. Tôi tới nghe rõ ha, phú thì nhận ốc, đức nhận thân. Phú là giàu, mà nhận á là thấm nhân, ốc á là nhà. Bây giờ Phật tử bước vô một cái nhà có người nào á, Phật tử nhìn cái ngôi nhà đó đó, mình Phật tử nhìn thấy sự trang trí trong cái nhà của người đó là Phật tử biết người đó giàu hay nghèo liền. Ví dụ giờ cái nhà người đó bước vô thấy cái bộ ghế salon là 5-70 triệu là thấy nó giàu rồi, phải không Phật tử? Đó, rồi dòm ta thấy truyền hình, tủ lạnh, rồi ta cất nhà cao cửa động, biết đây là cái nhà giàu rồi. Cái nhà giàu họ có tiền, họ trang trí nhà cửa. Thì đó là phú nhận ngốc. Còn bây giờ mình nghèo á, cái nhà nghèo vô giờ biết là trong nhà nghèo, trong nhà bước vô nhà trống bập không có thì có gì đâu mà để trang trí. Đó, thì phú nhận ngốc. Còn tưởng không, đức nhận thân, cái người có đức á thì nó tỏ ra cái mặt á, nó dòm cái mặt người đó, trời ơi cái bà đó bà giàu mà sao bà phúc hậu quá, hay cái cô nghèo mà sao cô dễ thương quá, hay cô nghèo mà cô có cái tâm chân thật, không ganh ghét từ đó ai. Nó lộ ra cái đức, tuy là cái phước không có nhưng mà cái đức có. Có nhiều người có phước không có đức, có nhiều người sống trên đời tại biết không, có đức là không có phước, mà có nhiều người có phước không có đức. Có phước là có nhiều người họ có tiền có của, nhưng mà tánh tình của họ thì thôi nó sanh tật nhiều cái, nhiều người ta không ưa cái mình, cho nên nhiều khi họ giàu là giàu cái phước, giàu công cải vật chất, nhưng mà cái đức họ không có. Cái này bà tử thấy có không? Có không? Có nhiều người nói cái bà đó giàu mà sao thấy ghét quá, có không bà tử? Đó là cái người này có phước không có đức. Còn cái có nhiều khi á, trời cái cô nghèo mà sao ai cũng thương mến nhân á, là họ có đức mà không có phước. Đó, như vậy thì cái phước cái đức nó khác nhau xa lắm. Đó, từ từ tôi trình bày bà tử phước đức thế nào. Cho nên đó, đa số người đời á, sống với cái tâm chân thật á,
và họ không sống tâm thật và thiếu lòng từ ái á, cho nên họ thường rơi vào cái con đường tội lỗi xấu xa. Đó. Đa số người đời sống với cái tâm không chân thật. Mình sống mà nếu thiếu cái tâm chân thật mà mình sống giả dối á, và mình không có cái tình thương mà lúc nào cũng đố kỵ đó ha, thì cái người này thường dễ làm ác và thường rơi vào trong cái tội lỗi xấu xa. À, tôi thường kể tử nghe là ở ngoài Bắc có cái câu chuyện là có cái ông thầy giáo đó, rồi chồng chết, vợ chết đó, mới để lại đứa con gái mới 5-6 tuổi thôi. Rồi khi mà vợ qua đời, ông ta nuôi con á, gà trống nuôi con vất vả quá, cho nên ông ta muốn cưới thêm người vợ thứ hai để có người về đặng mà chia sẻ với mình, để mà nuôi con của mình. Thì cưới làm quen và định cưới một cái cô giáo. Cô này tên là Hà. Thì cái cô giáo này lần đầu tiên về nhà của người hôn phu của mình á, thì cô nhận thấy là cái đứa bé gái mà con của người vợ trước á, của người chồng sắp cưới mình á, thì ai cũng thương nhá. Chồng mình cũng thương đứa bé này, mà ông nội bà nội cũng thương đứa bé này à, mà ông cha của đứa bé này là ông thầy giáo đó, mà sợ dĩ thương đứa con này là muốn bù đắp lại cái sự thiếu thốn của đứa con của mình. Vừa mới 5-6 tuổi thôi là đã mất mẹ rồi, cho nên mà cô ta quan hỷ và cô ta có tình thương đứa bé đó, cô ta nghĩ rằng tội nghiệp bé gái này quá, đã mất mẹ sớm à, sau này mình về á, mình làm mẹ kế của đứa bé này, mình sẽ đem tất cả tấm lòng của mình ra để thương yêu đứa bé này à, thì nếu bây giờ cái người cô giáo kia đó mà đem tấm lòng chân thật ra mà coi cái bé gái này là con của người vợ trước á, mà coi cũng như là con ruột của mình á, mà hết lòng thương yêu nó, thì nó có mang ơn mình không Phật tử? Nó sẽ mang ơn mình, nó sẽ coi mình như người mẹ ruột, và sau này lớn lên đó, nó sẽ nuôi dưỡng lại mình, nó phụng dưỡng mình. Và nếu một người mẹ kế mà hết lòng thương yêu con chồng thấy đó đó, con người vợ trước đó, như vậy thì cái người chồng này á, có thương quý người vợ này không? Rồi gia đình bên chồng có thương không? Rất thương. Đằng này cô không có lòng từ ái với một đứa bé, mà không có cái chân thật tâm, mà cái lòng ganh tị, ghen hờn nổi lên. Cô nói rằng cái đứa bé nhỏ này thấy ghét. Cái mặt nó giống mẹ nó quá. Mà mai mốt đây mình về mình làm vợ chồng của mình đây á, thì ông dành cái tình thương cho đứa bé này đâu còn cho mình bao nhiêu. Do cái lòng ích kỷ đó, cho nên cái cô giáo này mới dụ cái đứa bé. Vào cái buổi trưa đó, gia đình đi vắng á, thì có mình cái cô giáo này, cái đứa bé gái nhà có cô dụ ra ngoài sau giường đó tử. Rồi bất hằng á là bồng đứa bé này bỏ xuống cái giếng cạn sau giường. Xô đứa bé rớt xuống giếng cạn xong rồi lấy cái nắp đậy lại. Và khi cha của đứa bé này á, và gia đình đi về thấy mất đứa bé này mới đi kiếm bắt đầu đi lần lần ra sao tuốt sau giường á, cũng mấy trăm thước á, thì thấy có cái giếng cạn đậy lại, thì cha đứa bé này mới nghi con mình mất tích kỳ lạ quá, kêu kiếm không có, thì bất thần dở cái nắp giếng lên này rồi đàn pin xuống thấy đứa bé gái nằm bất tỉnh ở dưới, thì người cha mới la lên, mới đầu mọi người súng nhau, có người hy sinh mới bắt thang xuống cứu đứa bé lên, đứa bé bị gãy tay thương tật mà còn sống, gọi chở về bệnh viện cứu sống đứa bé vậy. Rồi cái người cha của đứa bé này còn dám cưới cái cô gái này về làm mẹ kế của con mình nữa không? Cưới không? Rồi cha mẹ của cha ông nội bà nội đứa bé này có thương cái cô này sắp về làm dâu mình nữa không? Rồi ai cũng ghét bỏ cả sớm, ai không ai ưa chứ. Rồi báo đăng chụp hình rồi. Mà tử thấy không? Vì con người ta sống không chân thật để thương yêu tới nhau. Chính vì không chân thật yêu nhau cho nên cái mặt của mình á là mặt ác quỷ, chứ không phải là cái mặt Bồ Tát. Mà tử nghe rõ chưa? Cho nên người nào sống được cái chân thật tâm rồi đó, thì nó lộ ra được cái phúc đức. Đây là một người chân thật đức độ và sống đó là chân thật tâm và cái lòng từ ái đó, thì đây là chúng ta chuyển được cái nghiệp xấu chúng ta, cái mặt dữ dằn chúng ta, cái mặt ác độc chúng ta, mặt ác quỷ chúng ta sẽ chuyển thành là cái mặt của Quan Âm. Phật tử muốn làm Quan Âm hay muốn làm giả sơ? Muốn làm Quan Âm thì từ đây về sau là Phật tử sống phải có tình thương lòng chân thật với nhau, phải không? Đó thì là cái người mà thường thường không có lòng chân thật và thiếu lòng từ ái á, nên nó thường rơi vào con đường tội lỗi xấu xa và theo sau đó là tù tội đau khổ và không ai ưa mến, bị mọi người khinh khi xa lánh, thì làm sao sống an ổn trong cuộc đời được? Một cái con người mà đi đâu cũng hay ganh tị tật đó, một con người đi đâu mà sống giả dối thì Phật tử thấy người đó có được ai thương mến không? Đó, Phật tử là nhớ đây là cái điểm Đức Phật dạy, nên là bắt đầu từ đây về sau ông phải làm sao cho cái mặt ông dễ thương, tức là do nhiều đời nhiều kiếp ông không có lòng chân thật và không có lòng từ ái thương người, cho nên hôm nay ông bị nghèo khổ đói khát thế đó. Như vậy thì qua cái lời dạy Đức Phật á, chúng ta thấy rằng cái sự thật, cái lòng, cái tâm chân thật á,
hay là cái sự thật á, đó là tiêu chuẩn đầu tiên của cuộc sống. Chúng ta muốn thành đạt thành công, chúng ta muốn được người thương mến là chúng ta phải sống với cái tâm chân thật. Sự thật á, lúc nào ai cũng quý chăng á. Thí dụ bây giờ tôi hỏi Phật tử á, cái lửa mà mình nấu cơm á, mà cái lửa đó mà cái lửa không thật, cái lửa giả đó, thì nấu là cơm chín không? Cái lửa mà thí dụ như mà tự thấy cái lửa điện tử mà dập trờn mà tự vô mấy cái tiệm mà điện máy đó, thì lửa cái lửa giả đó thì là sao nấu cơm? Lửa mà muốn nấu cơm cho chín là phải lửa phải thật. Rồi bây giờ nước á, mà không thật á, thì làm sao mà mình uống cho hết khác đó hen. Rồi cái tình thương mà không thật á, thì không bao giờ mình cho ai được cái gì, hay là mình dâng tặng lẫn nhau cái gì, rồi làm sao hạnh phúc. Người chồng mà không có tình thương chân thật với vợ thì làm sao cho người vợ được hạnh phúc. Người vợ không có tình thương chân thật với chồng thì làm sao mà hết lòng phục vụ cho chồng. Rồi một nàng dâu mà không hết lòng thương yêu bên nhà chồng á, thì làm sao mà gây dựng bên nhà chồng cho được hạnh phúc. Cho nên cái đức của người chồng, cái đức của người vợ, và cái đức đó là đức chân thật rất quan trọng trong cuộc sống. Phật tử là nhớ điểm này ha. Rồi bây giờ mình đi đánh với đạo đó mà mình không có sự chân thật thì làm sao mà mình tu tập được đó. Cho nên Phật tử biết á, trên đời này cái gì mình có thể giả dối được, mình mua bán giả dối, ăn nói giả dối, nhưng mà hãy nói là đạo đức là phải chân thật. Mà mình đã tu rồi mà nếu muốn tu trở nên một người đạo đức thì phải chân thật. Mà anh chị muốn trở nên người đạo đức mà anh chị cứ sống giả dối hoài, cái tâm anh cứ gian dối xạo trá hoài, thì bây giờ mình tu suốt đời cũng không bao giờ trở nên một người đạo đức được. Mà có đạo đức rồi thì chúng ta mới tiến hóa từ phàm mới lên thánh được. Có đạo đức chân thật rồi thì ai thấy cũng thương cũng mến. Phật tử đồng ý điểm này không? Còn bây giờ cũng như giống giờ mình, cái nhân mình không có mà muốn có cái quả là sao được. Phật tử muốn nấu cơm thì Phật tử phải lấy gạo mới nấu cơm được. Còn đằng này Phật tử muốn nấu cơm mà Phật tử lấy cát nấu cơm thì có thành cơm không? Đó. Cho nên trên đời này á, có nhiều người sống họ gian dối. Gian dối họ muốn tìm một cái quả phúc nào đó, nhưng mà cái lòng họ không chân thật, cho nên họ không có quả báo. Cho nên đối với họ đó, họ cố tình cho rằng 2 với 2 là 5. Nhưng mà Phật tử 2 với 2 là mấy? Nhưng mà người ta nói 2 với 2 là 5, Phật tử chịu không? Đó. Cho nên những người họ giả dối vậy đó, họ ma mị hen, họ lường gạt, họ đạo, họ làm ra cái vẻ đạo đức á, hen vẻ thì vẻ đạo đức, nhưng mà đó là đạo đức giả. Mà đạo đức giả thì làm sao thành Phật được, mà đạo đức giả làm sao tiến hóa được, mà đạo đức giả làm sao mà có phước đức được, mà con người sống đạo đức giả làm sao có cơm ăn áo mặc được. Đó, cũng giống như là 2 với 2 là 4 mà anh cứ cho 2 là 5. Anh muốn trở nên người đạo đức, chị muốn trở nên người đạo đức thánh hiền, anh muốn trở nên một con người dễ thương có đức độ để mà quỷ thần kính trọng chúng ta đó, thì người mình phải có cái đạo đức. Mà không có đạo đức thì giống như là 2 với 2 là 5 vậy đó. Thì cái người này á thì làm sao mà thành nhà toán được? 2 với 2 là 4 mà anh nói cái 5 làm sao thành nhà toán học? Bất quá là con người mình vụ lợi thôi chứ không trở nên nhà toán học được. Đó. Cho nên trên đời này mà tự biết không? Có nhiều người á, họ mở miệng ra họ nói á, trên đời này không có gì quá sự thật á. Phật tử có thường nghe nói không? Trên đời này không có gì quá sự thật, sự thật lúc nào cũng cao quý. Nhưng mà sau câu nói ấy đó, Phật tử coi chừng nha, là những một cái chàng dối trá. Dối trá là tiếp theo liền. Cho nên Phật tử biết là nếu Phật tử chỉ nghe cái lời đầu môi chót lưỡi những người mà họ mở miệng nói sự thật, Phật tử coi chừng bị người ta gạt. Có không Phật tử? Có không? Nhiều khi Phật tử biết á, người ta, tôi là còn bị gạt nữa như Phật tử. Có nhiều bữa ta đem vô ba cái son nồi, thầy ơi thầy con nghèo con khổ quá này kia, thầy mua giúp giùm con cái bộ son nồi, nói trên trời nói hồi khóc lóc, làm như là cái miệng họ có bùa đó, nói rồi mượn tiền tới mua xong rồi coi lại ba cái đồ si không, mà họ nói dễ thương lắm Phật tử. Rồi có cô đó cô vô cô bán mấy cái chiếu, mà sau này tôi mới biết ra là cô ăn cắp của ai, cô đem vô cô bán cho mình. Mà cô vô cô khóc, trời ơi tôi khóc nghe động lòng. Mà mình này có cái tâm của người tu á, đa số tâm người tu giống như tâm tam tạng vậy. Mà cái người đời nó ma mị như Hồng Hài Nhi hay là Cốt Tinh vậy đó. Mà tôi nghe rõ chưa, nó ma mị đủ chuyện hết trơn á. Rồi cái tim Bồ Tát của mình tu á, thương người quá à Dương. Đó, mới đây có một cái tỉnh xá trên Sài Gòn á, cái vị sư này kể tôi nghe, mà tự biết không, có cái cô đó, cổ bồng một đứa con vô. Mà đứa con này á, băng cái đầu, tự biết không, băng cái đầu á, máu me tùm lum, tay chân quặt quài vậy nè. Trời ơi, khóc lại quý sư, nó trời ơi, thưa quý sư, thưa mấy ông sư, con khổ quá, hai vợ chồng con á, đi lên đây thăm bà mẹ bị bệnh ở trong bệnh viện Chợ Rẫy á, mà nửa chừng đi nửa chừng hai chồng con đi xe Honda với đứa con, nửa chừng chồng con bị xe đụng chết rồi, bây giờ đang nằm trong nhà xác mà không có tiền
để mà chở xác về, mà con của con bị gãy tay ban đầu máu me, ông sư từ bi cho mẹ con chúng con dạy 300 ngàn, năm 300 ngàn để mà đi thăm bệnh. Thì cái người này làm ra cái hình mẫu rất là dễ thương á, dễ xúc động cái từ tâm đó. Thầy Di Thương Tọa nói vậy cũng xúc động từ tâm, nhưng mà cũng cũng muốn học làm giúp cô này. Nó bây giờ nếu cô vậy thôi, bây giờ là để cho nhà sư đi theo cô. Bây giờ chồng cô nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy mà ở nhà xác, để thầy để sư vô sư coi. Nếu mà chồng cô chết vậy thì để sư kêu chiếc xe rồi trả tiền xe luôn chở chồng cô về. Rồi cái kêu cô này đi. Cô này miễn cưỡng không muốn đi, chỉ muốn nhận tiền thôi mà không muốn cho ông sư đi theo. Tại giả mà đi theo đó là nó lộ ra cái giả sao. Rồi cái bác đó dĩ phải lên cái xe, hắn lên cái xe taxi á. Đi đi tới ngã bãi cái cổ nói bạch ông sư thưa ông sư chờ con chút, con xuống đây có chút xíu chuyện con chở vô. Rồi đi tới ngã bãi rồi cái cô ta xuống đi mất tiêu luôn. Chừng sau biết ra ba cái máu là thuốc đỏ không có vậy. Rồi lấy giải bằng tùm lum nhân tử không. Đó, đời họ giả dối ma mị đấy đó. Cho nên họ cứ nói thật, nhưng mà nếu mình không có trí tuệ thì mình sẽ lầm ngay. Thì đây là cái câu chuyện kể tử nghe nha. Cái chuyện đời á, nó giống như là cái câu chuyện quỷ ở Gò Lê Khu. Trong một cái tích chuyện thế này ha. Ở bên Trung Hoa đó, có cái câu chuyện mà thường hay kể lại đó, đó là chuyện con quỷ. Trong cái chuyện Trung Hoa của ông Lã Tử á, ông Lã Tử có kể câu chuyện này á, là con quỷ này nó hay giả làm người rất khéo. Mà nó ở cái gò này gọi là cái gò Lê Khưu. Ai mà đi ngang cái gò, ai bị ngang cái gò ban đêm á, thì ví dụ Phật tử là người nữ á, mà đi ngang cái gò này ban đêm á, thì nó giả ra làm chồng của Phật tử. Phật tử đi về giả giống y rang luôn, rồi nó lại á, là nó dẫn dắt Phật tử đi về nhà. Còn nếu Phật tử là đàn ông á, thì nó giả làm vợ của Phật tử. Còn nếu mà còn không, nó giả làm con trai, con gái. Con quỷ này nó có cái tài đó là nó giả làm người rất là giống. Đó. Thì một hôm á, có một cái ông trong xóm á, ông này rất giàu có, là phú hộ. Đó. Và ông ta đi đám giỗ về, ông ta nhậu say. Rồi ông ta đi ngang cái gò Lê Khưu này á, ông ta đi là đi xiên sẹo ha. Thì con quỷ thấy vậy nó mới giả hiện ra làm con của ông phú hộ này, và nó đến nó dìu ông này đi. Nó nói cha đi đường đi đâu mà ban đêm ban hôm mà xa xưa này không biết cha đi gì tới không, để con dìu cha về. Nó dẫn ông lão này đi, mà nó vừa dẫn ông ta đi á mà vừa chửi rủa ông ta già là không nên nết. con mà nó hổ với em đó là già không nên nết, nhậu gì tới say xưa đến nỗi cho phải con cái ra đón. Nó vừa dìu cái ông này mà vừa chửi ông ta thâm tệ. Thì ông phú hộ này lúc bây giờ sai quá rồi, không biết trời đất, nhưng mà cũng biết là cái thằng con mình nó chửi mình, nó xài xẻ mình. Cho nên ông này về tới nhà ông ta ngủ một giấc, khi mà tỉnh rượu lại ông ta mới nhớ lại, nhớ cái thằng con trời đánh này nè, hôm qua nó đón mình ở cái gò Lê Khưu mà nó vừa dẫn dắt mình á. Nếu mà thật sự nó có lòng từ tâm mà nó có hiếu á, thì nó dẫn mình về nhà thôi, nó còn chửi mình nữa. Ông ta nhớ, ông ta tức quá, ông kêu con ra, ông nói mày á, đứa con hỗn hào mất dạy. Hôm qua tao sai rượu mày ra cái gò Lê Khưu á, mày đón mày dẫn dắt tao thì đó là mày có hiếu, có tình, có nghĩa. Mày biết nghĩ thân tao. Bằng này mày vừa dìu tao đi mà vừa chửi tao nữa là sao? Mày nói nặng, tao nhớ là hôm qua mày nói nặng tao là mất già, mất nết kia. Thì thằng con này bị ông cha kêu ra chửi qua mà tự thấy tức không mà tự. Con này nghe vậy nó khóc, nó lại cha, nó cha hay cha. Con đâu có dám mà hỗn hào bất hiếu với cha vô lễ vậy. Cha ơi cha, con nghe nói á, ở cái gò Lê Khưu á, có con quỷ thường giả người rất là khéo, có lẽ nó giả làm con đó cha, là nó dẫn, nó vừa dẫn cha đi vừa chửi con đó. Thì ông cha này á, nghe vậy mới dò hỏi trong xóm á, thì ai cũng bảo là đúng thế, cái gò này có con quỷ được hiện ban đêm, và nó giả dạng cái người thân của người đi đêm đó. Cho nên nó không hại ai, nhưng mà nó giờ giả dạng người đó để nó chửi rủa người ta. Thì cái ông phú hộ này á, biết được, tìm hiểu biết rồi, ông ta định bụng á, đêm nay mình đi đám tiệc nữa, và đi ngang cái gò Lê Khưu này á, hễ mà gặp nó giả làm con mình nữa thì mình không để nó chửi, mình đâm nó cho chết. Cho nên ông thủ cái dao trong bụng, và ông đi nhậu về á, đánh chén xong về say sưa.
Thì lúc bây giờ cái người con ruột của ổng, người con thiệt đó nha, mới sợ trời ơi cha mình bữa nay đi nữa, mà nếu bây giờ về ngang cái gò đó thế nào cũng gặp con quỷ nó phế nhiễu. Cho nên cái người con này mới ra ngay cái gò để đứng đón cha. Chết không? Chết không? Trời ơi. Cho nên đó là ông phú hộ này vừa đi tới gò cây khô thì thấy con mình đó, thì tưởng cho nó là quỷ hiện nữa. Cho nên nó mới vừa lại gần, ông không nói câu nào, rút cái gươm đó, đâm con một cái lũng gươm luôn. Chết tươi luôn. Đó là câu chuyện nha. Câu chuyện đời giống như là câu chuyện của con quỷ ở gò Lê Khô. Câu chuyện này nói cái gì? Là thật giả lầm người ngay trước mắt. Trên đời này nếu mà tự tu á, không có trí tuệ, có chừng mà tự lầm cái người đạo đức, mà thật sự ra họ không có đạo đức. Họ là người nhưng mà họ là ma quỷ. Có không bà tử? Có không? Trên đời này người nhưng mà ma quỷ nhiều lắm. Họ mang cái dốc dáng con người với tâm họ, tâm ma, tâm quỷ, tức là tâm hơn thua, tâm ganh ghét. Nhiều khi bà tử coi chừng những người thân của mình á, coi chừng á, mình nói thân chứ họ thân thân bề mặt thôi, nhưng mà sau lưng mình họ đâm mình á, họ nói xấu mình đủ chuyện á. Có không? Đời có không? Đời á là giống con quỷ Lê Khu nhiều lắm. Đừng nói chi giờ tôi nè, cũng nhiều trước mặt tôi xá xá bái bái cho sau lưng cũng nói xấu tôi thiếu gì. Tôi nghe tôi không thèm nói thôi. Phật tử thấy không? Mà Phật tử mày có từng bị những người mà đâm sau lưng mình không? Có không? Đó là những người đó là con quỷ ở gò Lê Khu đó kìa. Cho nên á Phật tử thân với người nào, chơi với người nào, Phật tử phải làm sao biết được cái bụng của người đó, để mình không lầm người. Còn sở dĩ mà chúng ta đau khổ trên cuộc đời này, chúng ta lầm quỷ mà tưởng là con, mà con ruột mà tưởng là quỷ, mới chết không? Con ruột của mình mà tưởng là quỷ, mình giết nó, mà trong cái quỷ thiệt lại chơi nó đó. Cái cuộc đời nó giống như vậy đó. Cho nên con người mà không có đạo đức ha, không có đạo đức, không có tình thương chân thật á, họ giả nhân giả nghĩa, họ giả giờ thương yêu mình á, nhưng thật sự đó họ lợi dụng mình cái gì đó. Để nghe kịp không? Còn có người có đạo đức chân thật rồi, có tình thương chân thật là họ lộ ra đó, thì những người này chúng ta kết làm bạn thân với nhau. Cho nên cái chân thật á là một cái nền tảng, một cái nền tảng mà xây dựng tất cả các đạo đức trên cuộc đời này. Mà cái tâm chân thật chúng ta đó là một cái nền tảng để xây dựng phúc đức, xây dựng là một cuộc sống an lạc hạnh phúc giàu có. Còn con người giả dối rồi thì sống trên đời không ai thương ai ghét. Và do cái tâm tánh giả dối gian xảo đó, thì đó là cái căn của ma, thì chết trở về ma đạo. Mà dù cho có phước mà được giàu sang nữa, nhưng mà cái tánh tình không chân thật giả dối thì cái người này không có đức. Thì cái giàu sang ở đời chỉ bất quá là người đời họ kính chuộng thôi. Thường thường cái người đời chúng ta là hay chuộng những người giàu sang. Nhưng mà họ tự biết á, quỷ thần á, chư thiên và chư thánh nhân á, người ta chọn những người có đức. Còn giàu sang chỉ là vật chất bên ngoài thôi, rồi chết cũng bỏ lại. Nhưng mà cái đức có theo ta. Một tâm hồn quảng đại cao thượng, một tâm hồn cao cả, người này chết á, được sanh thiên, sanh đời sau, sanh trong một cái hoàn cảnh phúc lành. Cho nên nói về trong gia đình á, thì đó là trong gia đình giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em mà thiếu nền tảng chân thật để sống á, và đối xử với nhau á, mà không có lòng từ ái á, thì gia đình đó sẽ như một cái xử với nhau á, mà không có lòng từ ái á, thì gia đình đó sẽ như một cái địa ngục đó, một cái địa ngục nhỏ mà không bao giờ có hạnh phúc. Phật tử đồng ý điểm này không? Trong một gia đình mà vợ chồng, con cái, anh em mà không chân thật nhau, vợ thì giả dối chồng, chồng giả dối vợ thì ngoại tình giả dối chồng, chồng thì cũng giả dối với vợ, hen rồi con cái ngang tàn, gia đình này không có đạo đức và không có tình thương chân thật, thì đó phải là địa ngục không? Phải không? Nên Phật tử thấy cái tâm chân thật rất là quan trọng. Rồi trong cái xã hội á, con người chúng ta đang sống á, mà thiếu, mà cái con người sanh ra đời mà thiếu nền tảng giáo dục đạo đức từ nhỏ đó ha, mà không có tâm chân thật từ ái, thì đó là con đường xấu mở rộng ra cho toàn xã hội. Thì tất nhiên á, là cái xã hội này là một địa ngục khổng lồ. Con người với con người sẽ gian dối xảo trá với nhau một sao khổng lồ đó. Cho nên ví dụ bây giờ con người mình á, có sống lâu tới bao lâu, giàu sang bao nhiêu đi nữa, quyền lực bao nhiêu đi nữa ha, nhưng mà người đó không có cái tâm chân thật rồi đó, thì người đó cũng sẽ rơi vào con đường gian ác. Càng giàu mà càng gian ác, càng giàu thì càng nhiều cái tự cao thủ đoạn đó, thì cái người này trước sau cũng hết phước rồi, cũng rơi trong cái địa ngục. Cái đức là quan trọng nhất hơn cái phước. Mà đa số chúng ta thì không biết tu đức thế nào. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào cái then chốt á, là chúng ta tu đức như thế nào đây. Thì Phật tử nhớ rằng trong đạo Phật, người Phật tử mà tu hành á, mà nếu thiếu đức á, nhất là cái đức tánh chân thật á, thì sẽ không bao giờ, cái đạo đó sẽ không bao giờ hưng thạnh. Và cái bản thân của người Phật tử đó cũng không gặt hái được sự thành quả phước đức gì hết.
Ví dụ giờ một trong trong một cái đạo, ví dụ như đạo Phật của chúng ta đi, mà toàn là những người Phật tử giả dối nhau không à, không không có nền tảng chân thật á, vô đây người này lường gạt người kia lường gạt người nọ, sống bằng mặt không bằng lòng, sống không chân thật, đoàn kết với nhau, không không cùng nhau lấy Phật pháp làm trọng, vô đây chỉ biết quyền lợi tư riêng với nhau, chỉ biết quyền lợi cá nhân thôi, thì cái đạo đó thành không Phật tử. Còn nếu một người mà đi vào một cái đạo nào mà hết lòng thương yêu, nghĩ đến cái lợi ích chung cho cái đạo pháp, biết thương yêu nhường nhịn với nhau, thì cái đạo đó rất là thành, và bản thân người Phật tử đó sẽ có phước đức đó. Cho nên nếu chúng ta làm cái gì có thể giả dối, như là mua bán giả dối, nhưng mà cái đạo đức thì không thể giả dối được. Phật tử nghe rõ em, nếu lại muốn tiến hóa trên đường tu á, thì cái đạo đức không thể giả dối được. Cho nên các bậc thánh đức dạy chúng ta thế này: phước là hữu phúc trên đời, lộc là tiền bạc đời đời ấm no, thọ là trăm tuổi sống lâu. Người xưa nói đức là phải tu. Ví dụ bây giờ cái người có phước á, là cái người đó có tiền bạc vật chất, ăn ngon mặc đẹp, ăn quần áo lụa là, đó là cái phước thôi. Cái phước này rất dễ đó, mà tự vậy bố thí ra, bố thí làm từ thiện này thôi, đó là chỉ được cái phước thôi. Mà cái phước này thì Phật tử được cái thành quả là sanh ra đời giàu sang của cải ấm no. Còn cái lộc á là tiền bạc, phước với lộc. Còn cái thọ thì sống lâu, nhưng mà cái đức là không có. Có nhiều khi con người chúng ta có cái phước là được vật chất giàu sang, xe cộ đầy đủ vân vân, đó là cái phước. Nhiều khi chúng ta có cái lộc tiền bạc dư giả, nhiều khi chúng ta có được cái thọ là phước lộc thọ. Mà phước lộc thọ là ai cũng thích chân á. Phật tử thấy là tới ngày Tết cái mình đi mua cái lịch lóc, là mình mua cái lịch nào có ông phước lộc thọ, ông phước thì râu dài ha, rồi cầm thổi vàng, ông thọ thì thôi râu tóc bạc phơ, ai cũng phái phước lộc thọ chân á, mà không phái ông đức. Phật tử thấy chưa? Cho nên phước là hữu phúc trên đời, lộc là tiền bạc đời đời ấm no, thọ là trăm tuổi sống lâu. Nhưng mà cái đức á thì á là người xưa nói đức là phải tu thôi. Còn cái thọ thì dễ lắm, Phật tử có việc mua chim mua cá phóng sanh hoài là tự sống lâu đó là cái thọ. Cái thọ là do cái phước mình phóng sanh, không mình giữ giới không sát sanh và thường xuyên phóng sanh thì được cái quả phúc là thọ. Còn bây giờ Phật tử lộc á, muốn được có tiền bạc thì Phật tử bố thí hay làm từ thiện thì có cái lộc có tiền. Còn Phật tử có được vật chất cao sang nữa thì đó là Phật tử có cái phước. Nhưng mà có cái đức á, thì lại khó, đức là phải tu. Cho nên á, phước cái đức như thế nào? Phước á, là những gì mình làm cho người khác. Thí dụ giờ Phật tử làm giùm cho người khác cái gì đó, thí dụ như người ta lâm vào cái cảnh túng thiếu, mình giúp cho người ta tiền bạc, đó là phước. Hay là nhà người ta bị sập, mình đi qua mình phụ giúp người ta cất lại cái nhà, đó là phước. Hay là người ta thiếu thốn về tiền bạc, không có quần áo, mình giúp cho ta quần áo, đó là cái phước. Phước là những gì mình làm giúp cho người ta. Mà tới nghe kịp chưa? Còn cái đức thì sao? Đức là phải tu. Đức là cái gì? Đức là do mình làm chủ những cái tham dục của bản thân. Cái người có đức là người đó làm chủ cái tham dục của bản thân để mình làm không làm khổ người và khổ vật. Đó là cái đức. Ví dụ giờ cái con người mà lúc nào cũng hay sân hận, gặp cái chuyện gì bực mình thì nói. Một cái con người mà có cái tật xấu á, là hay soi mói chuyện người khác. Con người có cái tật xấu hay bêu riêu cái lỗi lầm của người ta. Rồi con người mà có một cái tánh xấu á, là không bằng lòng ai hơn mình, thì cái này là phải tu mới được. Đức là phải tu, là tức là mình làm chủ những cái thói hư tật xấu của mình, đó là người có đức. Mà tới nghe kịp chưa? Còn cái phước á, là mình bố thí bên ngoài thôi. Còn cái đức là mình làm chủ bên tâm của mình. Cho nên mà người xưa thì nói là phước thường đi chung với đức. Nhưng mà có khi chỉ có phước mà không có đức, mà có nhiều khi có đức mà không có phước. Mà ngày nay á, con người mình làm phước thì nhiều, nhưng mà đức thì ít lắm, ít lắm. Cho nên nhiều khi con người mình không có đức, do vậy mà đời sống vật chất á, thì có những người á, hung bạo á, thì có nhiều người đời sống vật chất á, thì đầy đủ, nhưng mà tánh tình hung bạo dữ dằn, thì cái người này luôn gặp bị tai họa. Hôm rồi tôi đi dự một cái đám tang, cũng là cái chỗ quen biết rồi, mấy thầy mời tôi á. Và tôi biết không, đi một cái đám tang trên thành phố á, cái ông này ông giàu chưa thể tưởng tượng được. Ông có tới là 5 cái tiệm vàng và 6 cây xăng. Và tôi thấy giàu chưa? 5 tiệm vàng và 6 cây xăng. Mà giàu tới đó nhưng mà ông bị không có đức, cho nên ông bị chết thê thảm. Ông lái chiếc xe hơi á, cái xe hơi là 4 chỗ ông lái. Là cái đi ngang cái ngã bãi, tôi biết không? Cái có chiếc xe container đó, chạy ẩu sao mà tông ngay chiếc xe hơi của ổng á. Mà tự biết chiếc xe hơi mà chỗ cái vô lăng, chỗ mà người tài xế mà lái, tự biết không,
nó gãy hang là nguyên cái quan đâm vô cái ngực ổng á, đâm lúc cái ngực ổng lồi ra phía sau luôn, mà cái xe đã bẹp dúng luôn, là ổng kẹt trong đó, cái xe bốn chỗ mà nó bẹp dúng lại là bẹp bẹp hết phân nửa luôn, mà cái vô lăng cái lái nó gãy như lại nó gãy cái vòng tròn á, nó lồi cái cán là mà đâm lúc ngực ổng nằm trên xe luôn. Mà tới đấy chưa, mà vào vô cùng bắt đầu mới kêu thợ đến bắt đầu phá cái xe cứu ông ta, ông ta chết tươi luôn. À, tại sao mà giàu phải trả cái nghiệp nặng như vậy? Thì đây là giàu và phước đức, giàu và phước nhưng mà không có đức, mà đức thì phải có tu. Cho nên đa số Phật tử chúng ta đó đến với đạo Phật á thì nó có hai dạng. Bắt đầu là đi giàu rồi đó, đi vào bệnh rồi đó ha, mà bắt đầu là đụng chạm rồi đó. Thì nếu mà có đụng chạm thì Phật tử mình Phật tâm mà muốn tu thì lắng nghe ha. Khoảng còn 20 phút nữa thì chúng ta đi thẳng vào cái vấn đề. Thì bây giờ cái người Phật tử chúng ta đi đến đạo á, nó có hai dạng. Một dạng đến với đạo á bằng niềm tin, mà các bậc tiền nhân á ta gọi đó là niềm tin tôn giáo. Đó là dạng thứ nhất nha. Tôi nói ra cái Phật tử mình nằm trong hai dạng này, coi hai dạng nào. Cái người đến với đạo á có hai dạng. Một là cái dạng đến với đạo bằng niềm tin. Còn thứ hai á, người Phật tử đến với đạo đó bằng tình cảm. Bây giờ niềm tin là sao và tình cảm là sao? Cái niềm tin đây là niềm tin nơi đạo, niềm tin tôn giáo. Thì đa số người Phật tử á, đi chùa đó và vô đạo á, thì đa số đều lấy sự tham làm đầu. Mà tôi nghe rõ chưa? Lấy sự tham cầu làm đầu trong niềm tin có lợi. Tức là cái người này đi chùa đó với cái tâm tham. Tâm tham trong niềm tin, họ muốn được cái lợi lộc gì đó trong sự cầu sinh, bổng lộc, vật chất. Cái niềm tín ngưỡng này được xây dựng trên cơ sở, cái niềm tín ngưỡng này được xây dựng trên cơ sở của tâm tham cầu, tâm tham cầu. Và cái người này đi với cái dạng đầu tiên là với niềm tin tham cầu. Cho nên cái người này thì họ đi chùa đó, nhất là họ đi chùa những ngày rằm lớn thôi, hay những ngày rằm thường cũng có nữa, nhưng mà họ đi đến chùa họ không có tu hành gì hết. Họ chỉ bố họ cúng dường, họ cầu phước cho gia đạo được bình an, tai qua nạn khỏi, cầu cho được chung số, cầu cho con cái được thành đạt. Họ đi chùa đến với một cái tham cầu trong niềm tin, họ tin rằng Đức Phật là một đấng thần linh có quyền ban phước giáng họa cho con người. Cho nên họ đến bằng niềm tin thôi, chứ họ không có thật sự tu tập. Đây là cái dạng thứ nhất. Phật tử biết cái dạng này có nhiều không? Rất là có nhiều. Cho nên đến bằng cái niềm tin thôi, họ chỉ mong cầu, bỏ tiền ra mong cầu phước báo. Mà tôi gặp cái dạng này rất là nhiều, mà tôi khổ tâm lắm. Có nhiều khi họ cúng dường cho tôi cái họ có thể đến nỗi mà mới đây có cái cô đó thôi, đến cúng dường tôi 100.000 mà họ tham cầu cái niềm tin. Họ nói ba con giờ tối ngủ á, sư biết không, bệnh gái quá trời, bây giờ con cúng dường sư 100.000, sư cầu nguyện cho ba con ngủ hết gái sư. Bây giờ tôi có cầu cho ba cổ ngủ hết gái được không Phật tử? Tôi nói tôi ngủ còn gái đây. Vậy đó Phật tử thấy không? Rồi có nhiều người á, bị bệnh hoạn này kia, họ cúng dường, họ chỉ mong cầu là mình phải cầu nguyện cho gia đình họ này kia đủ thứ. Tôi gặp cái thứ này tôi rầu lắm Phật tử. Tôi biết làm sao mà cầu cho họ được như ý, là họ được tai qua nạn khỏi. Đó. Rồi mới đây có một cái nhà doanh nghiệp Phật tử biết không? Đó. Làm ăn sao đó không biết. Thế dụ lại nó quần cái phiền não quá Phật tử biết sao không? Cái điện chúng nói chưa, bữa nay rầm lớn thầy, bữa nay rầm lớn. Thầy con ghi tên tuổi thầy cúng làm sao mà cho con khỏi bị thế dụ nó quằn, là con sẽ cúng cho thầy 1 triệu thầy. Trời ơi, nhận 1 triệu này mà cầu sao mà cho cái tiệm có không bị thế dụ quằn, con không dám lãnh 1 triệu đâu Phật tử dám lãnh không? Nó thôi cái này không dám, coi ngoài khả năng tôi rồi. Phật tử thấy không? Cho nên đó là chúng ta đến với đạo bằng một cái niềm tin tôn giáo. Mà đa số người này đi chùa đó là chỉ lấy sự tham cầu cho niềm tin. Họ đến chùa với niềm tin, họ cầu này khẩn cái kia. Mà thêm có cái tệ đó nha, nhiều khi Phật tử chúng ta là Phật tử mà chúng ta lại không tin Phật nữa, mà nhiều khi tin thần tài nha, thổ địa nữa nha. Bữa đó tôi đứng ở trên phòng, tôi nhìn thấy có một Phật tử ha, lén đem vô ông thổ địa với ông thần tài đúc với cần Phật. Rồi chấp tay giải kìa đó. Cái tôi nghe rù rì nói Phật ở đây linh đó, đem thần tài đây để cho mỗi ngày là Phật tử vô đây tụng kinh nha, rồi cho không thần này được khai quang điểm nhãn là mình về mình mua may bán đắt. Mấy ngày nay bán ế quá, ông thần tài không độ. Mà sao tôi phải hiểu ra cái cô mà mua thần tài này đó, trời ơi, nó dữ như là quỷ vậy đó, mà hỗn với mẹ không có thể nào nói được hết.
Mà một con người hỗn hào bất hiếu với cha mẹ mà giữ dằn ở đó sớm đấy đó đó, là thần tài có độ người đó không bà tử? Ông thần tài này chắc con mắt ổng bị chấp lạch làm sao đó, đi độ người ác. Cho nên nếu bà tử chỉ tin tưởng thần tài thổ địa mà với cái kiểu đó đó, là không ai, không có thần nào mà phù hộ mình đâu. Bà quá thờ cho cái hình tượng đó thôi, mà quan trọng là nơi chỗ cái nhân đức mình sống. Mình sống chân thật hiếu thảo cha mẹ, mà sống chân thật thương người bố thí cúng dường, mà sống với chân thật tâm biết nhường nhịn lối sớm, một câu nhịn chín câu lành, mà sống chân thật với mọi người, không gian dối, không xảo trá, không nên bị tật đấu, thì bây giờ không thờ thần tài thổ địa chi nữa, cũng dẫn phước đến với mình thôi. Còn bây giờ mình có thờ Thích Ca Di Đà Quan Âm, thế chí thần tài thổ địa thì cái thờ chứ nữa, nhưng mà cái nhân mình ở không có đức, mà tới nghe kịp chưa, thì không có thần nào phù hộ mình đâu. Đó là tôi nói thật đó, có đụng chạm thì chờ tôi giảng xong rồi lát xuống chửi cho tôi kia. Đó là chân lý đó, Phật tử đồng ý chưa? Nhưng mà đây Phật tử khó chấp nhận là tại vì Phật tử chưa tin nhân quả. Đó là cái dạng người thứ nhất, là hạng người đến bằng niềm tin, tham cầu trong niềm tin. Cái này có nhiều không Phật tử? Có nhiều không? Có nhiều không? Trả lời có nhiều không? Phật tử mình có cái này không? Nếu có thì phải chỉnh đốn lại. Còn bây giờ qua cái dạng thứ hai nè, cái dạng này rất là hiếm có nhưng mà phước đức vô lượng luôn, đó là đến với đạo á bằng cái tình cảm tôn giáo. Cái tình cảm đây không phải là cái tình cảm theo đời á, hay là mình cảm tình với ông sư rồi mình đến, không phải vậy, hay là cảm tình với Phật giáo mình đến, mà tình cảm tôn giáo đây chính là cái sự biểu hiện cái tình cảm hy sinh và phục vụ, chỉ mong giúp đỡ và xả ly, không mong cầu đền đáp báo ân. Tình cảm tôn giáo đúng nghĩa của nó đó, đó là cái tinh thần phục vụ, hy sinh lặng lẽ không đền đáp. Ví như Đức Phật Thích Ca ngày xưa đó, trong lúc ngài tu nhân á, thì ngài tu hành á, ngài vì chúng sinh. Có lần đó ngài là một vị thái tử, ngài đi trong rừng á, cùng với anh mình đi dạo rừng chơi đó, ngài thấy có một con cọp mẹ với hai con cọp con bị đói nằm ở trong dưới thung lũng, bị đói gần chết. Và ngài thấy con cọp mẹ là tính ăn thịt con của mình để hết đói. Ngài thấy thương tâm cho loài cọp và muốn cứu con cọp con này khỏi bị con cọp mẹ nó giết, và muốn cứu cho con cọp mẹ này khỏi đói. Ngài hy sinh, ngài cởi chiếc áo của hoàng tử máng trên cây, ngài nhảy xuống cái vực sâu cho con cọp ăn thịt của mình. Đó là nói về cái đức hy sinh lúc mà ngài đang ở địa vị tu nhân đó. Thì do cái đức của ngài quá lớn đi, ngài vừa nhảy xuống vực sâu rồi thì chư thiên, tức là trời đế thích á, nóng ruột quá, ngài nhìn xuống nhân gian có chuyện gì phi thường, thì ngài thấy thái tử có cái tâm bồ tát muốn hy sinh cứu cọp đói, ngài vội vàng hiện thân xuống cho con cọp đừng ăn thịt của ngài, ăn thịt của hoàng tử, và ngài kiếm một con vật chết trong rừng á đem xuống cho cọp ăn, ngài cứu vị bồ tát đó. Đó, đây là câu chuyện muốn nói rằng trải qua nhiều đời nhiều kiếp đó, bồ tát tức là tiền thân Đức Phật Thích Ca đó, ngài đã nêu rõ cái tâm lượng từ bi của Đức Phật. Ngài đã thể hiện lòng từ bi, từ ái, thực tiễn để cứu giúp chúng sinh. Cho nên Phật dạy chúng ta, tôi muốn thành Phật, tôi muốn được có phúc đức, tôi muốn được có cơm ăn áo mặc, tôi muốn cho cuộc đời mình không có khổ đau, thì con người mình phải có biết hy sinh, tự thân làm lợi cho tha nhân, tự ép mình để chu toàn cho tha nhân, khác hẳn với người đời chỉ biết nhắm vào tha nhân mà thủ lợi, mang một cái tâm niệm ích kỷ. Cho nên cái người đến với đạo bằng tình cảm tôn giáo thì người đó phước đức hơn bằng cái người đến với đạo bằng cái niềm tin trong sự tham cầu vụ lợi. Thí dụ tôi nói giờ cái người Phật tử mình đến với đạo chỉ biết gian dái cầu xin là thôi đi về. Đây là cái người chỉ đến bằng cái niềm tin tham cầu thôi. Còn cái tình cảm tôn giáo á, khi mình đến với đạo rồi đó, mình phải biết sự hy sinh. Hy sinh đúng nghĩa của nó là mình biết phục vụ. Thí dụ như giờ Phật tử thấy cái người mà có tình cảm tôn giáo thì cái người này lúc nào cũng nhiệt tình với đạo hết. Thí dụ giờ trong đạo có hữu sự gì? Thí dụ giờ một năm, đại khái một năm có 3 ngày rằm lớn. Ngoài ra trong đạo, nhất là đạo Phật á, thì có những ngày lễ như là lễ Vu Lan, rồi là lễ Tự Tứ á, rồi lễ Dỗ Tổ. Rồi ngoài ra trong đạo mình có những cái Phật sự gì đó. Một cái con người Phật tử mà có đạo tâm á, thì lúc nào họ cũng nhiệt tình, phải không Phật tử? Nhiệt tình coi cái chuyện trong đạo cũng như chuyện của gia đình. Cái con người Phật tử mà có đạo tâm á thì lúc nào họ cũng nhiệt tình, phải không Phật tử? Nhiệt tình coi cái chuyện trong đạo cũng như chuyện của gia đình của mình. Mình đến sớm, ví dụ giờ tôi nói như ngày hôm nay rằm tháng 10, nếu Phật tử có cái sự nhiệt tâm đến với đạo bằng tình cảm á,
thì người Phật tử đó sẽ suy nghĩ rằng, trời ơi, ngày mai là rằm tháng 10 rồi. À, bất cứ chùa nào nha, Phật tử đi chùa nào cũng được đó. Trời ơi, ngày mai rằm tháng 10 rồi, chùa của mình Phật tử bá tánh đến đông, mà không biết thầy của mình trong đó làm sao đây ta. Để mình vô mình coi coi có ai đi chợ không, có ai nấu nướng phục vụ cho bá tánh thập phương không. Đó, rồi trời ơi, rằm tháng 10 lớn đó rồi, bá tánh đi mà không có ai quét dọn là rác rớt sạch sẽ không, son nồi ai chùi không, rồi là nhang đèn dầu đường có ai cúng không, vân vân. Người Phật tử đó có cái nhiệt tình lo cho đạo, mà lo theo cái khả năng của mình đến mình lo, mình phục vụ cho đạo, phục vụ cho tăng chúng, hay phục vụ trong sự hy sinh đó. Thì người Phật tử này có cái đức không? Phật tử có đức không? Có đức không? Còn cái này mình đợi tới ngày rằm vô cúng ớt nhang trái chuối, rồi cái cầu giang sinh này đủ thứ kia, đó là tâm tham cầu. Đây là dạng thứ nhất thôi. Dĩ nhiên là nếu Phật tử có lòng thành, Phật tử cúng dường cũng có phước vậy, nhưng mà cái phước này nó ích kỷ quá. Bây giờ Phật tử cúng một giả gạo thì có phước đó, Phật tử cúng dường giả gạo cho Tam Bảo thì đời sau Phật tử có gạo ăn nha. Rồi là Phật tử cúng tiền có phước đó, nhưng mà cái phước này chỉ có riêng mình thôi, mà cái đức mình không có tỏ rộng trong cuộc đời đó. Rồi còn ngoài ra có nhiều người quan niệm thế này nha, có nhiều người nói là thôi tôi không đi chùa đâu, tôi ăn hiền ở lành là đủ rồi. Tôi chứng minh cho Phật tử, cái người mà nói câu đó đó hen, là người đó si mê lắm. Mới đây tôi đi giảng ở trên trên thành phố á, tôi chứng kiến câu chuyện cái bà này, bà chết. Bà từ lúc mà bà đi lấy chồng tới giờ, bà tử bà hiền lắm, Phật tử hiền, không nói tới ai, ai làm gì làm, không nói ai, đó là ăn hiền ở lành đó. Phật tử nghe chưa, kêu chưa, từ nhỏ lớn không nói động tới ai, ai làm sao làm hen, lúc nào cũng là cầu an hay thôi, hiền lắm, hiền ở lành là vậy đó. Chừng trái rồi tử không, đám ma của bà không ai đi đó, chỉ có con cháu đi thôi, rồi nằm đó rồi thôi. Bà tử không có vô phước gì đâu á. Tôi hỏi bà tử, bây giờ bà ở nhà ăn hiền ở lành thôi, rồi mình không có làm lợi ích cho ai trơn á, không lợi ích cho ai, hàng xóm ai có chết thì kệ họ, ăn rồi gia đình anh em có gì cũng không đến. Rồi một người Phật tử mà nói ăn hiền ở lành thôi, rồi quy ở nhà hoài đó, rồi chết rồi đám ma, cha mình bệnh, má mình bệnh rồi đó, là muốn cho Phật tử đến đông, muốn cho ông thầy mình đến đánh giác mình, Phật tử có đến không? Ăn hiền ở lành thôi đủ rồi, mà đủ không? Ăn hiền ở lành không đủ không? Ăn hiền ở lành đó là đó, mà còn phải cái gì nữa? Ăn hiền ở lành nhưng mà ích kỷ quá. Phật tử nghe rõ chưa? Ăn hiền ở lành không phải đủ đâu, mà Phật tử phải biết thương người, quan tâm chia sẻ đến anh em, rồi phải là quan tâm đến lối xóm, tức là sống nới rộng cái thiện căn phúc đức ra, để mà nghĩ đến mọi người, làm phúc đức người, thì người ta mới cảm thấy đức mình. Cái tối ngày ăn hiền ở lành ở nhà, không thèm nói tới ai làm sao làm, cha chết cũng ngồi đó ăn chầu, mẹ chết cũng ngồi đó đánh bài. Vậy thì có ăn hiền ở lành vậy, người đó có đức không? Đó, mà tự nó nhớ rõ điểm đó ha. Cho nên chúng ta đến với đạo bằng sự nhiệt tình, bằng một cái tình cảm, giống như chúng ta là người con mà thật sự chân thật biết thương cha thương mẹ đó. Mặc dù mình đã có chồng có vợ, có chồng có vợ rồi, nhưng mà cha mẹ chúng ta già cả, yếu đuối, khi mùa đông về hay mùa mưa đến, mình nghĩ đến cha mẹ, trời ơi, cha mẹ mình ở nhà không biết mưa tới nhà có dột không, cha mẹ mình bệnh hoạn có ai săn sóc không, mình nhín ra mình về mình thăm mẹ mình lo cho mẹ mình chén cơm manh áo thuốc thang. Đó là cái tình cảm của chúng ta thật lòng hiếu thảo cha mẹ, thì cái người này có đức không Phật tử? Đó là tu đức nha. Còn bây giờ người Phật tử thì mình cũng phải biết là có cái nhiệt tình, cái tình cảm tôn giáo, khi đạo chúng ta, khi chùa chúng ta có những sự, có hữu sự gì đó, Phật tử biết quan tâm, biết lo lắng, biết chia sẻ, biết nhiệt tình phục vụ cho Tam Bảo, phục vụ cho đạo tràng, là phục vụ cho đại chúng, phục vụ cho sự hưng thạnh của Phật pháp á, thì cái tình cảm tôn giáo này á là dành cho những người có nhiệt tình đó, thì cái người này có đức độ. Thì cái người mà có đức độ rồi á thì được mọi, trước mắt là được mọi người thương mến. Và nói về sự vô hình á thì đức trọng quỷ thần kinh, thì cái người này đi đâu được nhiều người thương mến, mà được quỷ thần kính trọng, mà thật tình nhiệt tình tôn giáo. Bây giờ cái diệu pháp mà Đức Phật dạy cho ông lão này á là sống từ đây về sau ông làm cho cái mặt ông dễ thương, thì cái mặt mà dễ thương đó là muốn cho cái mặt dễ thương là phải sống với chân thật lòng mình, và đến đâu không phải riêng đến với đạo, mình đến với mọi người, đến với nhà ai cũng vậy, mà đến nhà cha mẹ cũng vậy, đến với đạo cũng vậy, đến bằng sự nhiệt tình của con tim của mình, nhiệt tình khối óc mình đó, đó là tu đức. Phật tử đồng ý chưa, nói điểm này không? Mà cái diệu pháp này có nhiều người tu rất thành công, rất là thành công trong đời. Phật tử có nhiều Phật tử á
là sống trên đời có nhiều người họ thương mến đó. Không có bây giờ tôi kể Phật tử nghe, có nhiều người Phật tử á, từ cái nghèo mà bây giờ một cái người Phật tử mà nghèo đi á, mà giờ đi chùa đó hết lòng công quả, hết lòng tu niệm, hết lòng lo tụng kinh, rồi hết lòng là gánh vác cái Phật sự, san sẻ, thì cái người Phật tử này là được mọi người thương mến, phải không? Và sẵn sàng ai cũng giúp đỡ. Hiện tại được nhiều người thương mến giúp đỡ cho Phật tử đó. Rồi tương lai là cái người này sẽ được là cải tạo được cái nghiệp của mình. Cho nên cái tình cảm tôn giáo là sự nhiệt tình hy sinh phục vụ, không tính toán so đo, mà phục vụ với cái lòng chân thật, chứ không phải là miễn cưỡng lấy có như là trả nợ quỷ thần. Ví dụ giờ mình đến chùa mình làm công quả thì làm thiệt tình, mình tu cũng tu thiệt tình, mà mình coi cái đạo của mình giống như là cái nhà của mình, cái đạo cái chùa mình nó thạnh thì mình mừng, mà cái chùa cái thạnh nó si thì mình buồn, mình phải hết lòng đó. Cho nên có nhiều người đã thành công về cái diệu pháp này. Mà bây giờ nói tóm lại, ngay cả bản thân tôi cũng thực hành cái diệu pháp này mà thành công trên đường đạo. Tôi kể tử nghe năm 1995 đó, tôi đây tôi nói ví dụ cho tử thấy điển hình thôi, chứ không phải là tôi đem cái tôi ra để phe. Năm 95 thì tỉnh xá này rất là nghèo, rất là nghèo đến nỗi mà tôi lên tôi đốt nhang á, mà cái đòn tay nó rớt sau ót tôi là nó mát lạnh, mà chút xíu nữa là chết. Mà có Long Thọ Pháp nó đỡ, vừa lên đốt nhang thì đòn tay rớt sau ót. Mà vị trụ trì đời trước ra đi để lại cho một cái gia tài quá nghèo khổ, mấy cái am cốc thì bà tử biết không, là cột bằng cái xua đũa, mà giường tre mình lợp lá, cái nhà bếp là không có một cái cà ràng nấu. Mà khi vị trụ trì đi giao tôi khổ tâm, tôi lên tôi lại Phật. Phật tử biết không, 10 giờ đêm tôi lên đốt nhang là Phật, cái Phật đại tổ, Phật tổ ơi, bây giờ con lãnh cái chùa này, bây giờ nó nghèo quá trời nghèo, bây giờ con phải làm sao đây? Mà con này không có cái tiền bạc nhiều, lúc đó tôi có chiếc xe Honda thôi à. Mà tôi lại Phật, xin Phật phù hộ cho con xin trùng tu cái ngôi tịnh xá này lại. Rồi tôi thỉnh tổ á, từ đây mà đi xuống nhà dưới Phật tử, thỉnh tổ đi á. Mà tôi giái nó kính bạch sư tổ, con về đây trụ trì mà con muốn trùng tu cái tịnh xá này lại, mà không có người giúp đỡ, xin chư tổ phù hộ cho con xây dựng cái tam bảo này á, để cho con người tới lui học đạo để mà triển dương giáo pháp của tổ. Mà tôi bưng hình chư tổ đi, mà tôi tha thiết chân thành nhiệt tình để mà muốn xây dựng tịnh xá này. Mà tự biết không, là đây tôi nói về cái linh chút xíu nha. Rồi cái hình chư tổ tự nhiên sáng rực lên, là trong cái hình của sư tổ, hình giấy thôi mà nó sáng rực lên, mà ánh mắt của tổ như có cái thần ấy, và trên cái gốc cây bồ đề hồi xưa đó là có ánh sáng rồi đó. Tôi biết tổ chứng lòng thành của tôi. Rồi bắt đầu là tôi chỉ có xe Honda tôi bán thôi, được 20 mấy chỉ vàng đó. Bắt đầu đó là tôi lại Phật, nói Phật ơi, bây giờ con có nhiêu tiền đó, mà con không thể để cái chùa này cứ mỗi lần mưa mà cái dột nát hết trơn, dột trên chánh điện dột Phật. Thôi bây giờ con có bao nhiêu làm nhiêu, con giờ xin dựng lên 4 cây cột đúc ấy, rồi con xin lợp bằng tầm vông, lợp lá cho miễn Phật không có mưa nắng gió thôi, Phật chứng minh cái lòng của con. Mà tôi vừa lại Phật mà tôi vừa chảy nước mắt tôi khóc á. Ai dè khi bắt đầu cất xong, vừa khởi công cái Phật tử các nơi ta cúng về, ta cúng mà làm được như ngày hôm nay Phật tử. Mà cái chuyện nó linh cho điểm này nha, khi mà cất xong rồi cũng vừa cạn tiền, mà còn có 7 ngày nữa khánh thành. Mà khánh thành cái chùa không còn cái minh chiếu này, chùa toàn là cái chiếu nát không à. Cái tôi khởi tâm tôi nói, trời ơi, còn 7 ngày nữa khánh thành mà giờ chiếu chưa có, mà bây giờ biết kêu ai mua, giờ mà Phật tử cúng dường mấy tháng nay cất chùa cũng hết tiền, mà giờ mà khánh thành tới làm sao, đang biết nữa rầu, đang lo lo. Ai giờ 3 ngày sau có cái bà với còn công, bà trở lên 30 đôi chiếu. Cái bà lên gặp tôi, cái bà hỏi ông sư, cái chùa này là nghe nói còn tầng nữa là có lễ lớn đó là phải ông sư. Tôi ngạc nhiên đó, bà sao bà biết ở đâu, bà đến đây bà biết. Trời ông sư biết không, tôi ở Gò Công á, tôi cũng thường hay chở chiếu cúng dường các chùa nào thiếu thốn á. Mà hôm này tôi tụng kinh á, cái tôi ngồi thiền cái lim dim, tôi ngồi niệm Phật lim dim, tôi nghe tiếng gọi răng rẳng là bà thường hay đi cúng chùa này kia. Bây giờ bà đi về hướng Tây á, tức là còn Tây á, bà hỏi thăm có một cái ngôi chùa, tức là cái ngôi tịnh xá đó, nói rõ ràng luôn là sắp sửa làm cái đại lễ chư tôn đức về đây dự lễ, đây là cơ hội bà cúng dường để cầu phước đó. Chùa đó bây giờ không có chiếu mà sắp làm cái lễ lớn, cho nên tôi nghe vậy tôi mới hỏi thăm lên đây, mà phải có không sư? Nó có bà ơi, 7 ngày nữa là lễ khánh thành rồi, bà cúng về mà chư thiên á, long thần dẫn bà đi cúng cái này đó là
bà có phước đức đó, bà cúng 30 đôi vào thôi. Cho nên con người có cái lòng thành đó ha, mà lo cho đạo rồi á, thì sẽ những bực phước mặt phước mài, long thần ngộ pháp sẽ ủng hộ cho ta. Phật tử có tin không? Phật tử tin không? Tôi thì có tin hoàn toàn luôn á. Còn bây giờ Phật tử đến với đạo bằng cái tình cảm tôn giáo đi, nhiệt tình hy sinh trải thân phục vụ cho đạo, mà đừng có bao giờ, đừng bao giờ mà tính toán quyền lợi riêng tư của mình đó, thì còn hơn Phật tử tụng kinh hay là bố thí. Do cái đức đó mà nó chiêu cảm cái quả phúc đến với mình đó. Đó là cái dạng người đến với đạo bằng tình cảm tôn giáo, hy sinh phục vụ lo lắng cho đạo tràng, cho tam bảo. Nên mình phải coi cái tam bảo cũng như là cái ngôi chùa, coi như là cái nhà thứ hai của mình, mà mình hết lòng mình lo tùy theo khả năng của mình. Mình có tiền thì mình lo tu bổ, không có tiền thì mình đó, mình đem cái công của mình ra nhổ cỏ, quét sân, lo dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị những ngày rằm lớn. Rồi bây giờ người ta tu, hay những người nào mà bận rộn quá, đơn chiếc quá, người ta không đến được, mà mình thành tâm mà mình đến được, thì mình lo trước một bữa, lo cho cái đạo tràng được sung túc. Mình lo, mình tu không được, mình lo cho người ta tu. Mình không có tiền, ai cúng tiền, mình quan hỷ, mình cúng cái công, mà chủ yếu là mình thật lòng. Thật lòng thì người đó sẽ được phước đức vô lượng. Đó, thì đó là người đến tình cảm tôn giáo, thì đó là người có đức. Mà người xưa nói rằng có đức mặc sức mà ăn. Hồi nãy giờ tôi trình bày Phật tử nắm rõ rồi phải không? Thì là mong rằng Phật tử nghe cái thời pháp này rồi thì đừng như là nước đổ lá môn, đừng như là nước đổ đầu dịch. Nước đổ đầu dịch sao? Phật tử nghe pháp này tôi mong là nó động lại trong tâm hồn Phật tử những cái ý pháp này. Và Phật tử có thật sự quyết tâm tu hay không, quyết tâm chuyển nghiệp hay không? Nếu Phật tử quyết tâm chuyển nghiệp thì từ đây về sau Phật tử phải chuyển lại. Nếu mình đến với đạo Phật, đến với đạo tràng mà đến bằng một cái niềm tin, cái dạng niềm tin trong sự tham cầu vụ lợi đó, thì cái đó là cái phước nhỏ nhoi thôi. Còn nếu Phật tử đến với đạo tràng, đến với đạo Phật nói riêng á, mà đến bằng một cái tình cảm của tôn giáo là nhiệt tình đối với đạo á, thì đây là Phật tử tu đức. Mà cái đức này á thì mặc sức mà ăn, ăn hết đời này đến đời sau, đời con đời cháu nữa. Phật tử nghe rõ chưa? Mà người có đức rồi thì nó trổ cái đức ra rồi, tướng tốt nó đẹp đẽ lắm. Cho nên cái lòng thành là yếu tố quan trọng nhất. Cho nên xưa kia có cô gái ăn bài, xin ăn từ sáng tới chiều có 2 đồng tiền bằng kẽm thôi, mà cô đi ngang cái chùa đó, thấy cái chùa đó đang xây dựng á, cái cô phát tâm nói trời, cái chùa đó đang xây dựng á là chắc là thiếu thốn, mà bấy lâu nay nhiều đời mà nghèo khổ quá, cho nên bây giờ đây sẵn dịp để mình làm phước, để mà cải tạo cái nghiệp khổ tương lai. Cho nên cô ta đem 2 đồng tiền kẽm nó ra vô cúng dường cho chùa hết. Cái người nghèo mà xin ăn từ sáng tới chiều có 2 đồng tiền kẽm thôi, mà nếu bữa đó mà cúng chùa thì bữa đó nhịn đói phải không tử? Mà cô hết lòng mà cúng chùa xong rồi, cái ông hòa thượng trụ trì trong chùa ông ta đắc quả nha, ông ta biết được cái tâm cô gái này, cho nên ông ta lật đật mặc áo cà sa nha, ra là đánh chuông chứng minh cho cô gái này và chúc lành cho cô gái này được như sở nguyện. Là 2 đồng tiền kẽm này á, là 2 đồng tiền kẽm vật ti ít, nhưng mà cái đức của cô nó quá lớn phải không tử? Cho nên cô thành tâm cúng dường 2 đồng tiền kẽm đó. Thì 1 năm sau từ từ cái đức nó cô ta trổ ha. Một cô gái ăn mài xấu xí mà nhưng có đức rồi, từ từ sao nước da cô trắng ra. Hồi đó nước da bánh mật, nước da bánh ít, từ từ nước da cô trắng ra, cái từ từ sao cái tướng cô tốt đẹp đó. Từ tướng tốt đẹp, cái bữa đó cái cô nằm bên gốc cây bên lề đường á, cô nghỉ trưa thôi, bữa đó ăn xin về cũng nghèo ăn xin, mà càng ngày nó càng cái phước tướng nó chỗ ra là do cái đức ở bên trong á. Thì có một vị hoàng tử á, đi du ngoạn đi ngang, cái thấy cô gái ăn mài mặc áo rách rưới á, nhưng mà sao mà cái dung nhan nó tươi sáng phúc hậu gì đâu á, thì thái tử mới xuống ngựa mới cho người kêu cô gái nó dậy hỏi nhà cửa, xong biết cô này ăn mài bồ côi cho nên á, mà có phúc hậu quá, thì hoàng tử á muốn chọn một người phụ nữ mà phúc hậu đức độ về đấy, mà sau này á, là cai quản tam cung lục viện, là mẫu nghi thiên hạ. Hoàng tử không có chuộng thì giàu sang, trong cung thì thiếu gì là cung nữ mà bao nhiêu người đem gả công chúa. Mà thái tử thấy những nàng công chúa mà mình đến cầu hôn á, đẹp thì có đẹp, nhưng mà kiêu xa quá, kiêu xa rồi á, là ích kỷ quá, lộ ra những cái nét thái tử không chịu. Thì thái tử mới hỏi cưới cô gái này. Mới đầu là vua cha phản đối, nhưng mà tùy thái tử đã quyết tâm cưới thì cưới cô gái này. Và một thời gian sau thì vua cha băng hà thái tử lên làm vua, và cô gái này trở nên hoàng hậu. Một cô gái ăn mài mà trở thành hoàng hậu chỉ cũng có 2 đồng tiền kẽm thôi.
Nhưng mà yếu tố nào? Yếu tố này chỗ thành thật. Phải tới ngày đó cho thành tâm mà cũng vừa. Thì của Tý Sơ mà lòng rất là hậu. Tấm lòng của cô, đó là cái đức của cô. Nếu mà khi cô làm hoàng hậu rồi á, thì cô cho chở đến 2 chiếc xe tiền bằng vàng, tức là đồng xu mà bằng vàng á, mà 2 chiếc xe, 2 xe giống như xe ba gác, 2 chiếc xe tiền bằng vàng đến cúng chùa, cúng cái chùa đó nữa. Thì ông hòa thượng này á, cũng còn sống, cho nên ông hòa thượng này không có đắp y cà sa ra chứng minh, mà sai đệ tử mình ra để mà đáp lễ vị hoàng hậu đó. Thì hoàng hậu á, mới thấy gì ngạc nhiên, mới cho mời vị hòa thượng ra, mới nói rằng hồi xưa tôi còn là cô gái nghèo khổ ăn mày, tôi cúng 2 đồng tiền kẽm, mà tại sao hòa thượng thân hành đắp y cà sa ra chứng minh cho tôi, chúc lành cho tôi, còn hôm nay tôi cúng 2 chiếc xe tiền bằng vàng mà sao hòa thượng không ra mà sai đệ tử ra mà đáp lễ tôi là sao? Thì hòa thượng nói rằng ngày xưa định bà là cô gái ăn mày nghèo khổ, nhưng mà cái lòng thành quá thiết tha, cho nên ngoài bằng tăng ra thì không ai đủ đức để mà ra báo đáp bà. Còn hôm nay bà là hoàng hậu rồi, cao sang rồi, nhưng mà cái tâm cúng dường ngày xưa không có thiết tha nữa, của Tý Hậu, nhưng mà cái lòng nó sơ bạc rồi, cho nên nó là ngoài ai chứng minh cũng được, cho nên bằng tăng không ra là vậy đó. Thì hoàng hậu nghe vậy hối hận quá, xin sám hối với hòa thượng. Và từ đó hoàng hậu lo tu nhân tích đức. Thì đời đời hoàng hậu này nếu mà đã giàu sang mà có đức độ nữa, mà không sơ bạc, không kinh người nữa, thì cái đức đó là lưu lại đời đời kiếp kiếp. Phật tử nghe lắm rõ chưa? Thì chúc Phật tử mình về đây từ sau là ráng tu đức nghe. Ráng tu đức và đến với đạo bằng cái tình cảm nhiệt tình của một người Phật tử. Đó là chúng ta tu đức thì người này là trong đời này thôi, hiện tại thôi. Cái người đó đi đâu là người ta thấy là muốn cho mượn tiền là chứ nhất. Rồi không nữa là ta thấy mình đến là ta muốn cho mình có gì để đem đãi mình ăn, còn thấy cái mặt mình xa, cái bà quỷ đến giấu đi con, giấu bánh trái cây, bánh tét rồi giấu hết, đừng cho bà ăn con. Có tiền cũng gài trong tay là không móc nữa. Quý Phật tử thường nghe các bậc cổ đức á, thường dạy cho chúng ta đó là có đức thì mặc sức mà ăn. Phật tử có nghe câu này không? Có không? Ngoài đời tử là nghe câu này, ông bà ta nói nó hoài đó ha. Có đức mặc sức mà ăn. Thì đây chính là cái câu mà người xưa nói á. Thì cái câu này đây là cái căn do chánh yếu của sự ngu mê, nghèo khổ, hoạn nạn, tai ương. Như vậy thì á, cái người mà không sanh ra đời mà không có cơm ăn áo mặc, sanh ra đời nghèo khổ đói khát là do cái gì? Là do thiếu đức. Mà tôi nghe rõ chưa? Có đức thì mặc sức mà ăn. Còn bây giờ mình làm người mà không có cơm ăn áo mặc, mình nghèo khổ là do cái gì? Căn do là tại không có đức. Mà tôi nghe rõ nha, đó là do cái đức. Đức là quan trọng nhất. Đức nó quan trọng hơn cái phước nữa đó. Phật tử nhớ, mà đa số người đời chúng ta nói chung là Phật tử chúng ta nếu không học Phật á, thì chúng ta chỉ đi tìm phước thôi, đi cầu phước thôi. Thí dụ như Phật tử đi chùa làm công quả, nấu cơm, xếp bát, bố thí cúng dường cho người ăn nghèo, người nghèo, ăn mày ăn xin á, đó là Phật tử chỉ đi tìm phước thôi. Nhưng mà ít có người Phật tử nào đi tìm đức hay là tu đức. Cho nên đó là phước mà tội là tội. Còn con người có đức rồi á, thì cái đức này nó diệt tội, nó chuyển nghiệp mình đó là... Còn cái phước là phước, tội là tội, chỉ có đức mới diệt tội. Cho nên tự thấy có nhiều người làm phước thì làm phước dữ lắm, bố thí cúng dường lắm, nhưng mà không có tu đức. Cho nên tánh tình thì gian tham, tánh tình thì là tham sân si dữ dằn. Cho nên cúng bố thí thì bố thí, đi chùa thì đi chùa, nhưng mà đụng chuyện thì chửi á, thì có không thua người đời. Có không tự? Đụng chuyện thì chửi thôi, bởi ta nói ăn mặn nó ngay đó, ăn chay nó dại, cái người ăn chay nó láo còn hơn người ngoài đời nó. Có không Phật tử? Phật tử thấy có không? Đó, cho nên là khi mình tu đi chùa đi chứ mà đụng tới thì biết. Đụng tới là không có nhịn ai nha. Như vậy là Phật tử chỉ tu phước thôi, không có tu đức. Cho nên chính vì không có tu đức cho nên chúng ta khốn khổ hoài. Cho nên cổ đức dạy có đức mặc sức mà ăn á, đây là cách chỉ dạy của người xưa để mà chúng ta có cơm ăn áo mặc, không bị đói nghèo, không bị tai nạn vô phước. Mà cái câu này thì ai cũng hiểu chứ á. Mình thường nghe người ta nói hoài, ông bà mình nói lại đó thì mọi người ai cũng hiểu, cũng biết cái câu dạy có cổ nhân á, có đức mặc sức mà ăn. Nhưng mà biết là biết, mà biết trên cái lý chung nghe thôi. Nhưng có nhiều người không rõ đó, đức là cái gì. Có nhiều người không hiểu cái đức là cái gì chẳng á. Mình nói là có đức mà sức mà ăn, đức trọng quỷ thần kinh á, nói thì nói nhưng mà không biết đức là cái gì, mà phải làm sao cho có đức. Đó, đây là cái quan trọng nhất mà cái bài pháp hôm nay tôi muốn gửi đến phi Phật tử á, là đức là cái gì, nghe rồi á, là phải làm sao cho có đức để được mặc sức mà ăn. Cho nên nghe thì có nghe, nói thì có nói, nghe, nói thì cũng nói theo người ta, người ta nói vậy thì nói theo vậy,
nhưng mà rồi nghèo khổ vẫn nghèo khổ hoài, nghèo khổ hoài, thiếu ăn cũng thiếu ăn hoài. Cho nên là có nhiều người là đã nghèo đã khổ rồi lại còn mắc eo, mà Phật tử thường nghe nói đã nghèo còn mắc eo nữa. Phật tử biết nghèo mà mắc eo là mắc sao không? Nghèo mắc eo là sao biết không? Có một cái chùa đó tôi đi giảng á, tôi đến chùa đó tôi giảng cũng còn dư thì giờ, thì gần cái chùa đó cái có một cái nhà gần cái chùa đó, mà cái nhà của cái này cái người ở xóm thôi, người dân ở xóm của cái ngôi chùa đó thôi, nghèo khổ tự biết không, đi làm thuê làm mướn á, mẹ đi ra cánh nước mướn, con thì đi đi bốc vác, đói đi ra cánh nước mướn, con thì đi đi bốc vác, đói khổ lắm, cho nên ngày ăn có bữa cơm mà sáng không ăn điểm tâm vậy, rồi trưa ăn một bữa thiệt no, rồi qua ngày sau ăn thì quá nghèo khổ đi. Rồi có tự biết không, một hôm cái bà mẹ đó mới dành dụm được cái tiền mà đi làm mướn làm thuê đó, mới mua được cái nồi nấu cơm, nhà không có nồi nấu cơm nữa, cái nồi nó cũ rồi là nó bị sức quay cho rồi nấu đỡ thôi, cho nên dành dụm mua được cái nồi nấu cơm, mà nồi bằng gang nha, nấu cũng được mấy lít gạo, mới mua nấu được bữa. Cái bữa đó cái bà đi, nhà nghèo đâu, cửa đâu có chắc đâu, cuột lại, gài rồi lấy dây cuột lại, ăn trộm vô chôm của bà, lấy cái bà cái nồi mất tiêu, cái nồi bằng gang. Thôi ơi, bà đi về, bà đứng bà chửi tan nát luôn. Thì tôi đến tôi giảng, tôi đứng kế cái nhà kế gần chùa, tôi nghe hết trơn, tôi hỏi hỏi đầu do sao, nó trời, bà nghèo mất cái eo, thầy ơi, nghèo khổ rồi chết mới mua cái nồi trộm vô đây đó, cái đó nghèo mất eo là vậy đó, tôi biết không. Thôi rồi bà đứng bà chửi, trời, bà chửi độc địa, tôi không dám lặp lại nghe, bà chửi bà đào mồ cuốc mã tiên sư thôi đó, rồi bà môi hết dòng họ cái thằng ăn trộm đó, thằng ăn trộm nào mà lấy bà chắc cũng nhức mình. Bà tử thấy không, như vậy là cái người này có đức không? Bà tử đã nghèo mà còn dữ nữa, thấy không? Thay vì cái người có tu á, mà nếu bà tử mà tu á, bà tử hiền á thì thôi lỡ mất là thôi ha, bà tử niệm Phật thôi, tại cái số của mình số nghèo cho nên là mới vừa sắm cái nồi mình mất, thì đó là mình có tu đức. Cái người có tu đức á thì thôi, và cái số mình mất cái nồi thôi, giờ ráng làm ăn kiếm nữa rồi giữ gìn cẩn thận, thì đó mình tu đức. Còn đã nghèo rồi không có đức, mất cái nồi thôi mà bươi cả dòng họ, ông nội ông ngoại ông có ông sơ mà chửi tràn gian đại hải ra vậy, thì đây là con đâu có đức, phải không tử? Đó, cái đức là ở nơi chỗ nội tâm của chúng ta, mà tử nghe rõ chưa? Đó, cho nên Phật tử biết là cái người mà nghèo khổ á thì không có học Phật á, thì khi mà lâm vào cái hoàn cảnh gì đó là họ dữ dằn lắm, họ không có cái phước. Cho nên chính vì không có cái phước, không có đức, cho nên nhiều khi cái lộc nó đến rồi mà họ không có ăn. Như tại tỉnh xá của mình đó, hồi năm ngoái á, thì bên hông tỉnh xá tôi có bữa đó tôi thấy có cái bà đó cũng 40-50 tuổi, bà làm cỏ. Làm cỏ cái tôi mới kêu nói cô ơi, cô có làm cỏ đó, thì cô vét ba cái cỏ dưới mương lên cho nó đường mương nó sạch, nó thông cái đường mương, lặn nước ra vô, lặn có nước thì tôi tưới kiển. Cái cổ nghe là kêu vậy, cổ dạ dạ, cái thấy cổ nghèo quá, tôi mới lấy cho chai nước tương với 50.000 biếu cổ, thấy cổ nghèo khổ quá. Là cái tôi dặn nói 23 tháng chạp tới đây á, tại tỉnh xá tôi có tổ chức cái quỹ lạo cho đồng bào nghèo, bữa đó cô đi vô đi, tôi dành cho cô phần quà. Rồi cô nhớ là cô nhắc lại là tôi là cái người làm cỏ kế bên đình xá đó. Ông sư hôm trước ông sư có kêu tôi á, thì tôi vô đây thì sư cho tôi. Thì cô nhắc vậy đó thì tôi sẽ nhớ. Và tự biết không là tôi cũng thật lòng thương cái người nghèo. Chỉ vét ba cỏ dưới mương lên mà cho chai nước tương. Ăn dưới 50.000 về có mua gạo ăn đỡ, rồi nửa tháng nữa là tới ngày 23 tháng chạp. Nhưng mà Phật tử biết không, cô này không có cái phước để hưởng cái lộc đó. Cho nên ngay cái ngày 22 á, là cổ chuẩn bị rồi, cổ gia đình rất nghèo, người chồng thì bị bại sụi, hai đứa con thì nó khổ, đi bán vé số nghèo khổ lắm. Rồi là 22 là cổ nói là ngày mai này mẹ đi vô tỉnh xá đó, mẹ sẽ lãnh quà của ông sư cho, để về là mẹ nấu một bữa cơm thiệt ngon cho các con. Nhưng mà chiều sáng 22 cái bà bị đụng xe, bà đã bị xe đụng, ta nói chở vô bệnh viện cấp cứu, là hơi thở còn mong manh, Phật tử, hơi thở mong manh đó. Mà cái bệnh đó là chết, nhưng mà cô không chịu chết, tại vì còn nhớ cái 23 là lãnh quà nè, mà chết đâu có đành. Mà trong khi hai đứa con thì đang nghèo khổ nữa, cho nên cổ cà hứa và cổ chờ tới lãnh quà được cổ mới chết. Nhưng mà bây giờ bệnh nằm vậy, đã bị thương tai nạn vậy, làm sao lãnh quà được. Thì cổ có nhờ cái người bạn cổ á,
Người bạn có vô thăm á, cổ mới thiều thào, cổ nói bây giờ nếu mà em thương chị á, em vô cảnh sát Ngọc Đồng bữa 23 đó, em vô em nhắc với ông sư trong đó là ông sư có hứa cho chị là một phần quà 10 ký gạo với tiền với nước tươi gì đó, chị lãnh giùm em, lãnh giùm chị cho chị đi không nổi. Thì cái người bạn ở cổ á nghe vậy thương tình, cho nên cái bữa 23 Tết năm rồi đó thì cô vô cô lãnh cô nhắc lại mới hỏi sao cô kia không đi. Tại tôi nhớ mặt mà, thì cô kể tình trạng vậy, nó trời sao khổ vậy. Cho nên tôi cho thêm, thay vì 10 ký gạo nó tương đương mà 50 ngàn, thì tôi cho thêm 100 ngàn. Thì cô đem về, cái cổ vừa nhìn thấy món quà xong, mà tự ban đem về món quà thì cô giao cho hai đứa con cô xong rồi cô mới nhắm mắt ra đi. Và tự đây ông chờ lãnh quà về cho con rồi mới chịu chắc. Và tự đây ông đó là cái cảnh đói nghèo của nhân gian mà Phật tử nghe trên trên cuộc đời là rất nhiều các hoàn cảnh thương tâm vậy đó. Đó thì bây giờ Đức Phật dạy cái diệu pháp mà chúng ta tu tập đó, thì Phật tử nhớ rằng á, phần đông mọi người chúng ta đó đều hiểu những cái câu nói có đức mà sức mà ăn, nhưng mà Phật tử để kỹ đi, không ai quyết tâm làm cho được nha, để mà sao làm sao cho có đức để mình có mặc sức mà ăn để thoát khỏi cảnh đói nghèo. Nhiều khi chúng ta nghe họ biết vô vui vậy thôi, nhưng mà không chịu quán xét, không chịu thực hành, không chịu tu đức, cho nên nghe phớt phớt qua lỗ tai rồi thôi. Rồi chúng ta trở về đời rồi tánh nào tật nấy, cũng gian tham, cũng hung dữ, ăn rồi cũng là ăn ở cũng thất đức, không có tình người á. Thì đây là cái căn do chính yếu mà làm cho con người chúng ta ngu mê và đói nghèo mãi, là tại vì chúng ta không quyết tâm tu tập để chúng ta được có cái đức. Thì bây giờ cái diệu pháp tu tập để thoát khỏi đói nghèo á, thì đây là cái câu chuyện mà thở Đức Phật còn sinh tiền á. Thì một hôm Đức Phật cùng với A Nan và chư thánh chúng á, trên con đường mà Đức Phật đi du phương hành đạo thuyết pháp độ đời đó, thì Đức Phật đi ngang một cái làng đó, thì có một ông ăn mày. Ông ăn mày này rất là nghèo khổ đói rách. Ông ta đứng bên lề đường á, ông nhìn thấy Đức Phật sao mà tướng tốt quá. Phật tử nhớ rằng Đức Phật là một vị thái tử đi tu, mà trong kinh đó nói rằng ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà lại xuất thân từ một vị hoàng tử là con của vua. Cho nên nói về cái phước tướng á, cái tướng của ngài rất đẹp, mắt tai mũi lưỡi tướng này rất là đẹp, tỏ ra hoàng tử là con của vua. Cho nên nói về cái phước tướng á, cái tướng của ngài rất đẹp, mắt tai mũi lưỡi tướng này rất là đẹp, tỏ ra một cái phước tướng và tỏ ra một cái đức độ, và nét mặt ngài tỏ ra một cái từ tâm. Rồi ông ta dòm lại mình á, ông ta thấy mình sao nghèo khổ bần cùng xấu xí, nước da đen sạm tay chân này nước nẻ, ông ta thấy tủi thân và ông ta ngưỡng mộ Đức Phật quá. Và ông ta thường nghe nói rằng trên cái nhân gian này có một vị Phật ra đời, chắc đây là ông này đây. Cho nên ông ta mới đến á, khiêm cung á, là cúi chào Đức Phật. Rồi ông ta mới hỏi Đức Phật, ông ta than thở, ông ta than thở với Phật á, là về cái nghèo, cái đói, cái khốn khổ, cái bất hạnh của mình. Rồi ông ta mới chắp tay xin Đức Phật á, là xin Phật từ bi chỉ dạy giúp đỡ cho con một cái phương cách gì đó để mà cho con thoát khỏi cái cảnh đói nghèo khổ sở bất hạnh này. Đó thì Đức Phật nhìn cái người đàn ông này một hồi, Đức Phật thương tâm và cảm thông được cái nỗi khổ của ông. Rồi Đức Phật mới từ tốn, mới nói với ông lão ăn mày này như sau. Đức Phật nói rằng, này ông lão, nay Như Lai chỉ cho ông một cái phương cách thật dễ nhớ, dễ làm. Ai mà làm đúng cái phương cách này, như vậy người đó đều thành tựu được. Vậy ông hãy lắng nghe, ghi nhớ và thực hành cho được. Như vậy thì ông có muốn đói, muốn nghèo cũng không được. Đó, đây là Đức Phật phiên ông lão là thực hành cái pháp này. Bây giờ Phật tử có chịu nghe cái pháp này không? Ai muốn thoát khỏi đói nghèo là ráng nghe nha, nghe cái pháp này rất là hay nha. Đó. Thì lúc bây giờ chư tăng theo Đức Phật rất đông. Thường thường Đức Phật đi đâu là có 1.250 vị sư đi theo, đi cùng với Phật. Thì mấy chư tăng này nghe Đức Phật nói thế thì rất là ngạc nhiên. Vì cái ông lão này á, chư tăng nhìn thấy ông này vừa nghèo khổ mà vừa dốt nát, mà tướng thì nó bần cùng, tức là nó dòm con người rất là khốn khổ. Mà bây giờ nếu bây giờ mình nói thật ra đó,
thật tình mà khó dùng cách phương pháp gì để cho cái ông này á, thoát khỏi cái đói cái nghèo. Quả mai á, là chỉ cho ông ta cái cách gì đó đủ ăn đủ mặc thôi, chứ chưa dám nói là thoát khỏi nghèo khổ. Cho nên chư tăng cũng hơi hoang mang. Cho nên chư tăng đều quá là yên lặng để mà cố ý lắng nghe xem Đức Phật chỉ dạy điều gì. Đây chắc phải là một cái diệu pháp gì đó. Tại vì chư tăng thường theo Đức Phật á, thì Đức Phật thường dạy rằng á, cái đói hay cái nghèo khổ á, đó là quả báo của cái nghiệp nhân mà chúng sanh nó tạo ra nhiều đời. Và tớ nhớ rằng cái người sanh ra mà phải nghèo khổ đói khát, tật bệnh tai ương, cuộc đời luôn luôn gặp nhiều bất hạnh á, đó là Đức Phật thường dạy đó là cái quả báo của những cái nghiệp, những cái tội lỗi mà mình đã tạo ra nhiều đời. Mà bây giờ muốn thoát khỏi nghèo khổ đó đó thì phải tu nhân tích đức làm phước thiện nhiều đời mới chuyển đổi cái quả nghiệp đó. Mà bây giờ Đức Phật chỉ dạy cái pháp này chỉ là thoát khỏi cảnh đói nghèo trong hiện tại. Và tự thấy đây là một cái diệu pháp rất là hay, chắc là vi diệu lắm. Cho nên chư tỳ kheo, chư thánh tăng là cũng là nôn nóng chờ Đức Phật dạy như thế nào. Cũng như mới hôm qua ngày 14 đó, có cái ông đó tự biết không, ổng cục hết hai cái giò, không biết ở đâu ổng chống nạn vô đây ổng xin gạo. Rồi thôi tôi cũng cho ổng gạo chút đỉnh tiền. Rồi cái ổng thấy có một cái Phật tử ngoài chợ vô mượn cái đĩa để coi, vô xin đĩa giảng á, về coi cái ổng thấy vậy ổng nói ông sư cho tôi đĩa chứ. Cái tôi hỏi ông nghèo, không phải tôi khi dễ ông mà hỏi ông nghèo thế này là có máy hát đĩa không? Ông nói có, cái máy nó cũ của người ta cho. Ông sư cho tôi đĩa thì tôi coi cho tu chứ. Tôi cầm tôi đưa cho ông cái đĩa mà sao tôi có cái gì đó nghi ngại. Là thấy ông này nó nghèo khổ quá mà lại bị cục hai cái giò nữa. Mà bây giờ ông ta nghe cái này thì không biết ông ta tu được không. Mà tới nghe kêu không tu được không? Tại vì tu là phải có cái vốn. Tức là con người là phải có cái phúc đức làm sao thì tu mới trổ được. Giống như bây giờ mà tự thấy như một cái cây. Cái cây này nó già, nó cằn cỗi rồi. Nó cằn cỗi rồi, bây giờ mình tưới phân vô thì có dựng chạy được không mà tử? Được không? Một cái cây mà nó già, nó cằn cỗi rồi, bây giờ mình có tưới phân vô nữa thì biết bao nhiêu tâm trời ra. Như cái ông này đã nhiều đời, nhiều kiếp, ông làm nghiệp gì đó, bây giờ phải cục hai giò nghèo khổ ăn xin. Bây giờ có nghe được cái băng đĩa này nữa thì bất quá thì cũng có niềm tin vậy thôi. Mà nó tu thì ông ta bắt đầu tu từ đâu? Mà tự thấy không, thôi nhưng mà ông cần cho biết đâu thì ông nghe cái đĩa này về ông hồi tâm lại, ông hiền bớt cũng được, ông hiền bớt, ông có sinh ra không cho ông không chửi người ta cũng được rồi. Mà tự nghe kẹo chưa, cho nên suy nghĩ là thôi cho ông cái đĩa đó. Thì cái ông lão này giống như vậy đó, chư tăng cũng nghi ngại. Thì bây giờ á, chư Đức Phật mới bắt đầu Đức Phật dạy cho ông ta cái diệu pháp. Và tự lắng nghe nha, đây là cái diệu pháp rất là quan trọng mà ai cũng cần phải tu, mà tôi cũng đang tu nữa, tu cái pháp này nữa đó. Đức Phật dạy rằng ông lão hãy ghi nhớ đây, là bắt đầu từ đây á trở đi á, ông lão hãy sống như thế nào cho cái mặt của ông á ai thấy cũng mến thương được như thế á, thì ông có muốn nghèo muốn đói muốn khổ cũng không thể được hả. Thật tự thấy dễ ợt không? Là Đức Phật dạy là ông lão á, ông hãy ghi nhớ đó, là bắt đầu từ đây á, ông sống như thế nào mà cho cái mặt của ông ai thấy cũng mến thương được như thế, thì ông có muốn nghèo muốn đói muốn khổ cũng không thể được. Phật tử thấy và tự nghe vậy tự hiểu gì không? Làm sao cho cái mặt mình dễ thương? Bây giờ cái mặt Phật tử có dễ thương không? Có không? Bây giờ Phật tử mình về là lấy cái nghe là tôi mỗi ngày đi ha. Phật tử về lấy cái gương dò vô cái mặt này có ai thương không ta? Cái mặt này trần ăn trăng quấn, cái mặt này khó đâm đâm, cái mặt này đã quả quọ vợ, cái mặt là thấy ghét rồi sẽ thương được. Mà ta ghét mình thì ta có cho mình không? Ta ghét mình giúp đỡ mình không? Mà Phật tử biết không, có nhiều người cái mặt khó ưa nha Phật tử, có không? Dòm cái mặt là có nhiều người có nhiều người cái mặt dòm là thấy không có cảm tình, là dòm cái mặt sao mà nó quạo vọ nhăn nhó, nhất là cái mặt người nào mà tối ngày cái nhăn nhó quạo vọ đó, thì cái người đó khó thương. Rồi nói cái gì, cái mặt của mình nhiều khi giận chồng giận con là cố chấp này kia, mặt lúc nào cũng quạo vọ, mặt lúc nào cũng cao có đụng chút gây được chút giận hờn á, thì cái mặt này nó nghèo chết luôn. Phật tử đồng ý không? Cái mặt mình á, cái mặt mình nó cũng nói là phước báo của mình.
mà người ta cho mình mượn tiền hay không cũng nhờ cái mặt. Còn này mà giá cái mặt khó ưa mình mà đi mượn tiền là không có một cách đâu. Rồi tới nghe hiểu chưa? Rồi bây giờ mình có nghèo khổ nào muốn ta giúp mình á, mà cái mặt mình nó khó khăn quá không ai cho mượn nữa. Đó. Cho nên cái Phật tử biết không, cái mặt nó quan trọng đó Phật tử. Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Cho nên á là Phật tử bắt đầu từ đây về sau Phật tử coi cái mặt của mình có dễ thương không. Mỗi sáng mà trước khi đi chợ á, dòm vô cái gương coi cái mặt của mình chút đi. Cái mặt mình sửa cái mặt lại. Cho nên trong 7 cách tu có người nghèo đó thì trong đó có cái tu là hòa nhan thí, là bố thí cái khuôn mặt. Có nhiều người sáng đi ra chợ không biết ai ăn gì của mình, nó ra ngoài chợ đi mua hàng hóa, mua này kia đó, đó rồi trả treo mà cái mặt khó khăn cây gỗ. Có nhiều người đi chùa giận chồng đời, giận ai với đời kiếp nào á, mang cái mặt khó đăm đăm đi vô tới chùa luôn. Rồi Phật tử hỏi thăm, bữa nay chị làm gì buồn vậy, sực người ta luôn. Rồi ông thầy, ông sư không biết nay sao bà hay cô làm gì thấy nét mặt buồn, đau khổ vậy. Cự ông sư luôn, nói sư biết gì, sư hỏi. Ông mới chửi tôi nè, bây giờ chồng chửi mình đó, chuyện của mình, còn vô chùa ông sư hỏi bác mớ gì vậy ông sư. Phải Phật tử, rồi huynh đệ không hòa nhau. Cho nên cái mặt của mình đi đâu mang cái nét mặt đó thì tức là khó, khó thương. Mà khó thương á thì làm sao thầy ông sư không biết nay sao bà hay cô làm gì thấy nét mặt buồn đau khổ vậy. Cử ông sư luôn, nói sư biết gì sư hỏi. Ông mới chửi tôi nè, bây giờ chồng chửi mình đó, chuyện của mình, còn vô chùa ông sư hỏi bác mớ gì gây ông sư. Phải Phật tử, rồi huynh đệ không hòa nhau. Cho nên cái mặt của mình đi đâu mang cái nét mặt đó thì tức là khó, khó thương. Mà khó thương á thì làm sao chúng ta được người giúp đỡ. Cho nên cái mặt mình đó cũng là cái nghiệp chướng của mình, mà cái mặt mình cũng là phước báo của mình. Có nhiều người ta nhìn thấy cái mặt mình là ta muốn mượn, muốn kêu lại cho mượn tiền này, có không Phật tử? Có không? Mà có nhiều người thấy cái mặt mình là ta thấy ta, dù có hỏi mượn tiền nữa người ta cũng giấu cất. Cho nên cái mặt nó quan trọng nha Phật tử. Đó. Bây giờ cái những người xuất gia đó Phật tử biết không, có nhiều khi là người ta nhìn thấy cái mặt một người tu, mặt ông sư đó, người ta cũng 50.000 thôi, mình thấy mặt không dễ thương quá cũng 100. Cái này có rồi đó nha Phật tử biết ha. Còn á là cái người có nhiều vị thầy tu á mà cái mặt không dễ thương á, người ta tính cúng cho ông thầy đó 100 mà thấy mặt không khó ưa quá rút lại còn 50. Tại vì Phật tử không có tu biết, cái tôi có đi tu tôi biết ha. Cho nên á cái mặt mình lúc nào cũng phải dễ thương. Thì Phật tử thấy á đây là một cái cơ duyên, và có một cái ông lão nghèo khổ gặp Đức Phật và thưa hỏi Đức Phật như vậy đó. Cho nên Phật muốn chỉ dạy, trước tiên là hiện thực á, thì Đức Phật chỉ dạy cho ông lão này trước. Nhưng mà ý Đức Phật á, muốn chỉ dạy chung cho tất cả chúng sinh. Cho nên mới kết tập kinh điển thành cái câu chuyện này. Nhất là những chúng sinh đang nghèo khổ, chứ chẳng phải là nói riêng cho ông già kia. Đây là Đức Phật trao cho chúng ta một cái mấu chốt, một cái chìa khóa để mà mở cửa thiện căn trong lòng ta, cho lòng ta được đức độ phước báo tỏ rộng ra để gặt hái sự an lạc, no vui, hạnh phúc. Đây là cái chìa khóa mở cửa thiện căn, tức là cái mặt chúng ta, nếu mà mặt chúng ta dễ thương, đây là cái chìa khóa mở cửa thiện căn. Đây là cái lời dạy, là một cái chìa khóa mà mở cửa thiện căn, phúc đức trong tâm chúng ta tuôn trào ra để đời sống chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Mà ở đây Phật tử nhớ rằng đa số chúng ta đó chưa thật biết đó, vì sao chỉ làm cho cái mặt mình ai thấy cũng mến thương thì hết nghèo khổ đó. Phật dạy nghe thì rất là thú vị, nghe rất hay, nhưng mà quá đơn giản, nhưng cũng không phải ai cũng thông hiểu đó, và cũng không biết thật biết phải làm sao để cho cái mặt mình ai thấy cũng ưa. Bây giờ ai không muốn, bây giờ Phật tử mình ngồi đây có ai mà muốn mình ra đường ai thấy mình cũng chửi không? Có không? Có ai muốn ra đường người ta thấy mình, người ta ghét, người ta luyện cà thúi không? Ai cũng muốn mình đi ra đường là ai thấy thương mình. Nhưng mà bây giờ quan trọng là Đức Phật dạy chung chung vậy thôi. Nhưng mà giờ quan trọng là làm sao mà mình cho cái mặt mình dễ thương đây? Mà tự biết cách làm sao không? Biết cách làm sao cho mặt mình dễ thương không? Tôi và tự nó vui vẻ mặt thiệt, cái đó cũng chưa phải nữa. Cho nên là bây giờ Đức Phật dạy vậy đó, nhưng mà làm sao cho cái mặt mình dễ thương đây? Và Phật tử biết á, nghe thì nghe vậy đó, ngồi đây nghe vậy đó, nhưng mà tôi dám bảo chắc rằng á, sau khi nghe cái lời dạy Đức Phật xong á, thì tôi dám chắc rằng cũng không có ai quyết tâm làm cho được cách nào
để cho cái mặt của mình ai cũng thấy dễ thương. Cho nên những người đó nghe thì nghe, nghe pháp thì nghe, nghe thấy hay nhưng mà không quyết tâm làm, cho nên vẫn nghèo khổ hoài đó. Cho nên ở đây thì Phật tử nhớ rằng cái lời dạy Đức Phật tuy đơn giản nhưng mà tôi trình bày ra đó, nó rất là sâu, rất là hay vô cùng luôn. Đây là lời giải thích của chư tổ á, chư thánh tổ đó. Cái lời dạy mà mình lúc nào cũng làm cho cái mặt của mình dễ thương á, thì cái lời dạy đó, đây là một cái chìa khóa để mà mở cửa cái thiện căn trong lòng chúng ta. Đa số thì những người đời đó không có thiện căn, mà thiện căn bởi tại lòng ta mà tu là cội phúc, tình là dây quan. Cái người mà có thiện căn á là cái người đó có cái gốc lành ở trong tâm rồi, thì cái người này lúc nào, cái tâm người này lúc nào cũng hoan hỷ tha thứ, có tình thương, sống thì có sự chân thật. Còn cái người mà không có cái gốc thiện căn á, mà cái gốc của họ là cái gốc ích kỷ, cái bản tâm của họ giống là ác căn á, tâm niệm họ lúc nào cũng ác, ích kỷ, lúc nào cũng ganh tị tật đố, hiềm thù ganh ghét á, đây là những cái ác căn. Mà một cái con người mà thường ích kỷ, ghen ghét, ganh tị á, thì cái người đó có dễ thương không Phật tử? Có dễ thương không? Cái người lúc nào cũng ghen ghét, ích kỷ, không bằng lòng hạnh phúc của người ta thì lúc nào cũng đố kỵ thì làm sao mà dễ thương được đó. Cho nên đó là cái chìa khóa mở cửa thiện căn á, là ở nơi chỗ mấu chốt á, là làm sao cho cái mặt mà dễ thương. Đây thì chư thánh tổ dạy rằng á, muốn cho cái mặt mình lúc nào người ta thấy cũng mến cái đức, mến thương mình á, là cái người đó phải sống chân thật. Và tới nghe kỹ ha, phải sống chân thật, sống hiền hòa, sống từ ái. Ba điểm này nè, sống chân thật, sống hiền hòa, sống từ ái, đó là căn bản để cho mọi người đều mến thương. Một người như thế thì sống ở nơi nào cũng không thể đói nghèo được. Sống chân thật, sống hiền hòa, sống từ ái đó. Thì đây là ba cái yếu tố để cho cái mặt mình dễ thương. Phật tử nghe rõ ha. Bây giờ tôi nói thí dụ thế này, Phật tử thấy một cái con người á, tuy nghèo, cái người đó tuy nghèo khổ nhưng mà cái người này sống thật hiền hòa, Phật tử thấy thương không? Cái người đó nghèo nhưng họ sống hiền hòa, cái lời nói của họ đó im dịu dễ nghe, họ không nói cái lời hỗn hào, phách lối, trịch thượng, họ không nói đâm thọc, không biêu riếu tật xấu của người khác. Cái người nghèo nhưng mà không dông ân bất nghĩa, không gian tham trộm cắp, không ganh ghét tật đấu, thì cái người này Phật tử có ghét họ được không? Có ghét không? À thì cái người này ai thấy cũng ưa tin hết trơn á. Nhưng mà cái người này á, ai cũng ưa tin nhưng mà người ta quý mến thương yêu mình này chưa có, chưa được. Đây chỉ mới bước đầu thôi. Ví dụ giờ chúng ta nghèo khổ nhưng mà chúng ta sống trong một cái xóm, chúng ta đi vào chùa vào đạo mà chúng ta hiền hòa không hung dữ. Mình đi vào đạo mình biết nhường nhịn với nhau. Rồi cái lời nói của mình á, nói là im dịu ngọt ngào. Rồi mình không nói như là hỗn hào, và không nói đâm thọc, không biêu riếu tật xấu của người khác, và nhất là mình sống có trước có sau, có tình có nghĩa, và đặc biệt á, là mình sống đừng có gian tham trộm cắp. Mình nghèo thì nghèo nhưng mà nghèo cho sạch, rất cho thơm. Mình đi đến nhà ai cũng vậy, mình đến nhà anh ruột của mình, chị ruột của mình, mình đến nhà cha mẹ ruột của mình á, thì mình tâm mình phải cho ngay thẳng, không có ăn trộm cắp của cha mẹ, không ăn trộm cắp của anh chị em của mình. Mà đi vào chùa cũng vậy, đang vào chùa là mình nhất định nghèo thì nghèo chứ không ăn cắp của chùa. Mà tới nghe rõ chưa? Không trộm cắp. Thì những người này là có cái uy tín là người ta tin tưởng. Mà tự nghe rõ rồi phải không? Nhưng mà đây chỉ mới bước đầu thôi. Nhưng mà muốn được người ta mến hơn nữa hen, thì cái điều quan trọng đó là chúng ta phải bước thêm một bước nữa đó, là phải sống với cái tâm chân thật đó, có lòng từ ái. Hai cái điểm này rất quan trọng. Tức là mình có cái tâm chân thật là mình không ganh tị tật đố với ai cả. Mà từ từ mà tự biết cái người nghèo á, thì còn có cái tâm hay ganh tị. Mình nghèo mà thấy ai giàu hơn mình á, là cái tâm mình nó khó chịu rồi. Mà tự nghe kêu không? Nó khó chịu, nó không quan hỷ. Rồi nhiều khi á, mình không bằng lòng cái giàu của người ta, mình nghèo hơn người ta, thì mình làm sao mình bằng lòng cái giàu của người ta được. Mình bất hạnh làm sao bằng lòng với cái hạnh phúc của người ta được. Mình xấu mà làm sao mình bằng lòng được cái đẹp của người ta được. Đó, cho nên á, cái mà mình sống chân thật á, mà cái chân thật đây là không ganh tị. Không ganh tị đó trời ơi. Khi mình xấu, mình xấu gái, mà mình gặp ai đẹp hơn mình có cái lòng chân thật, mình mừng cho người ta,
Trời ơi chị tu nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay kiếp này chị đẹp quá, còn em chắc ở ác nhiều kiếp quá, rồi kiếp này nó xấu quá, thôi em ráng em tu cho nhiều sao để bằng chị. Cái người vậy dễ thương không bà tử? Dễ thương không? Còn này mình xấu người ta gặp cái mình chê cái mặt bà đó, bà đẹp cái gì, tại bà tha phấn, bà tha son đánh phấn cái đẹp cái gì, tìm đủ chuyện đấy mà bươi móc người ta, phải không bà tử? Thì cái tâm này tao giật ta thương mình không đó. Có cái ông đó hen, ông nghèo lắm mà ông có cái anh ruột á giàu lắm bà tử. Cái ổng mà người ta mới gặp ổng thấy trời ơi cậu sao mà nghèo khổ quá, rồi con thấy anh của cậu sao mà phước đức giàu có quá. Thì nếu con người có tu tập tâm á, với cái tâm chân thật á, thì mình nói anh hai của tôi ảnh sống được nhiều người thương mến, cho nên ảnh có uy tín làm ăn khá giả, ai cũng thương ảnh, trời ơi tôi mừng ảnh không hết đó. Còn tại các tôi thiếu phước nhiều rồi, những cái tôi nghèo đó, tôi khổ đó là tại cái số phận của mỗi người. Mình nói vậy thì anh hai của mình nghe vậy có thương mình không Phật tử? À thương rồi, cái thằng ba nó nói câu là thương quá, thôi con này mình xấu người ta gặp cái mình chê cái mặt bà đó, bà đẹp cái gì, tại bà tha phấn, bà tha son đánh phấn cái đẹp cái gì, tìm đủ chuyện đấy mà bươi móc người ta, phải không Phật tử? Thì cái tâm này tao giật ta thương mình không đó. Có cái ông đó hen, ông nghèo lắm mà ông có cái anh ruột á giàu lắm Phật tử. Cái ổng mà người ta mới gặp ổng thấy trời ơi cậu sao mà nghèo khổ quá, rồi con thấy anh của cậu sao mà phước đức giàu có quá. Thì nếu con người có tu tập tâm á, với cái tâm chân thật á, thì mình nói anh hai của tôi ảnh sống được nhiều người thương mến, cho nên ảnh có uy tín làm ăn khá giả, ai cũng thương ảnh, trời ơi tôi mừng ảnh không hết đó. Còn tại các tôi thiếu phước nhiều rồi, những cái tôi nghèo đó, tôi khổ đó là tại cái số phận của mỗi người. Mình nói vậy thì anh hai của mình nghe vậy có thương mình không Phật tử? À thương rồi, cái thằng ba nó nói câu đó thương quá, thôi thằng ba mày gần Tết tới là 23 rồi, qua tao cho mày giả gạo cho đấy 1 triệu về xài mày, Phật tử thấy có phước không? Một cái lời nói chân thật thôi, không ganh tị anh của mình đó, thì bà tự thấy có phước. Đằng này mình nghe khen vậy đó, ôi thằng cái ông đó mà giàu cái gì, tham nhũng gian lận mua bán cháo chở mới giàu, ổng mà giàu gì có ngày coi chừng thế vụ vô tịch thu chân, giờ giàu mà ác đi lắm, tại không biết đấy chứ coi giàu đó. Thì anh mình nghe vậy thì có cảm tình với mình không? Rồi Tết mình nghèo qua mượn tiền không cho không, ông đó, mình qua mượn tiền ông tới mày nói tao già ngán này kia, giờ mượn tiền chi phải không đó. Mà tự thấy sống chân thật, mình chân thật cái tâm mà tâm mình không gian ác, không ganh tiền đâu với ai á, và luôn luôn mình hoan hỷ trước sự thành công của người khác. Ví dụ giờ mình nghèo mà ai giàu hơn mình hoan hỷ, không ganh tị thật đấu, ai đẹp hơn mình xấu hơn ta mình cũng hoan hỷ đó. Cái đức tính hoan hỷ và sống chân thật là mình muốn cho cái người đó được hạnh phúc mà không có lòng đố kỵ hơn, đó là cái đức của Phật tử. Phật dạy chúng ta là cái đức ở chỗ đó đó, đó. Cũng như có một kỳ đó có một Phật tử vô nói chuyện với tôi á, nói sư biết không, có cái cô Phật tử đó nghe nghe pháp của sư á, cái chê sư giảng không hay bằng cái ông giảng sư kia. Tôi không nói giảng sư nào, giảng sư kia. Cái tôi nghe vậy tôi nói trời ơi nếu vậy tốt chứ làm sao, bây giờ nếu có vị sư nào vị thầy nào mà giảng hơn sư á thì đó là Phật pháp nó thạnh, phải không Phật tử? Chứ không lẽ giờ một mình tôi dành tôi giảng hay sao? Bây giờ nếu bây giờ trong đạo Phật mà có những vị sư, những vị thầy, những vị thượng tọa, những vị hòa thượng mà những vị đó đều giảng hay hết, thì Phật pháp hoằng truyền độ cho tất cả chúng sinh thì biết đạo tu, thì mình mừng chứ sao, mình vì Phật pháp mình mừng, phải không Phật tử? Còn mình nghe ai chê mình thua người ta cái là mình cái tâm mình nó bực tức, cái tự ái nó sanh ra. Cái người mà hay tự ái bực tức sanh ra, cái người đó tổn đức liền. Phật tử đồng ý không? Đó, cho nên đó là cái người nào mà lúc nào cái tâm không ganh tị tật đố, sống với lòng thành thật của mình á, thì cái người đó 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 là trọn vẹn cho cái mặt của mình, lúc nào cũng dễ thương ha. Đó, và cái người như vậy đó quả tình muốn đói muốn nghèo á cũng không phải được. Cho nên Phật tử biết á, cái gốc rễ của sự khổ đau của con người trong kiếp sống này á, nó phát sinh từ cái chỗ là thiếu sự chân thật tâm và không có lòng từ ái, tức là có tình thương. Cái con người mà có tình thương rồi đó là cái người đó có cái sự thành thật tâm là muốn cho cái người thương mình hạnh phúc. Thí dụ bây giờ một cái người mẹ mà thật sự thương con rồi, mà thấy con mình á nó lấy được người chồng đàng hoàng giàu có, thấy đứa con mình nó thành đạt trên cái cuộc sống á, thì á là người mẹ đó mừng cho con mình. Đây là cái tình mẹ mà, tình mẹ lúc nào cũng muốn cho con mình hạnh phúc. Còn mấy cái người mẹ mà đi ganh tị hạnh phúc của con thì đâu phải là mẹ. Rồi cái người anh á thì lúc nào cũng muốn cho em mình được hạnh phúc, người chồng cũng muốn cho người vợ hạnh phúc, và một vị thầy lúc nào cũng muốn cho người đệ tử mình á hạnh phúc, và cái người đệ tử cũng muốn cho thầy mình á được hạnh phúc. Thì đó là sống với sự chân thật. Còn đằng này á, con người mình á
là thiếu sự chân thật, mà lòng ganh tị thì nhiều thì đầy. Thì đây là chúng ta, cái mặt chúng ta không có cái đức, mà không có đức thì không bao giờ dễ thương được. Cho nên có cái câu mà người xưa ta dạy đó ha, phú á thì nhận ốc, đức thì nhận thân. Tôi tới nghe rõ ha, phú thì nhận ốc, đức nhận thân. Phú là giàu, mà nhận á là thấm nhân, ốc á là nhà. Bây giờ Phật tử bước vô một cái nhà có người nào á, Phật tử nhìn cái ngôi nhà đó đó, mình Phật tử nhìn thấy sự trang trí trong cái nhà của người đó là Phật tử biết người đó giàu hay nghèo liền. Ví dụ giờ cái nhà người đó bước vô thấy cái bộ ghế salon là 50-70 triệu là thấy nó giàu rồi, phải không Phật tử? Đó, rồi dòm ta thấy truyền hình, tủ lạnh, rồi ta cất nhà cao cửa rộng, biết đây là cái nhà giàu rồi. Cái nhà giàu họ có tiền, họ trang trí nhà cửa, thì đó là phú nhận ốc. Còn bây giờ mình nghèo á, cái nhà nghèo vô giờ biết là trong nhà nghèo, trong nhà bước vô nhà trống bập, không có thì có gì đâu mà để trang trí đó, thì phú nhận ốc. Còn tử không đức nhận thân, cái người có đức á thì nó tỏ ra cái mặt á, nó dòm cái mặt người đó, trời ơi, cái bà đó bà giàu mà sao bà phúc hậu quá, hay cái cô nghèo mà sao cô dễ thương quá, hay cô nghèo mà cô có cái tâm chân thật, không ganh ghét từ đó ai đó, nó lộ ra cái đức. Tuy là cái phước không có nhưng mà cái đức có nhiều người có phước nhưng không có đức. Có nhiều người sống trên đời, tại vì không có đức là không có phước. Mà có nhiều người có phước không có đức. Có phước là có nhiều người họ có tiền, có của, nhưng mà tánh tình của họ thì thôi, nó sanh tật nhiều cái, nhiều người ta không ưa cái mình. Cho nên nhiều khi họ giàu là giàu cái phước, giàu công cải vật chất, nhưng mà cái đức họ không có. Cái này bà tử thấy có không? Có không? Có nhiều người nói cái bà đó giàu mà sao thấy ghét quá. Có không bà tử? Đó là cái người này có phước không có đức. Còn cái có nhiều khi á, trời, cái cô nghèo mà sao ai cũng thương mến nhân á, là họ có đức mà không có phước. Đó, như vậy thì cái phước cái đức nó khác nhau xa lắm. Đó, từ từ tôi trình bày tử phước đức thế nào. Cho nên á, đa số người đời á, sống với cái tâm chân thật á, và họ không sống với tâm chân thật và thiếu lòng từ ái á, cho nên họ thường rơi vào cái con đường tội lỗi xấu xa. Đó, đa số người đời á, sống với cái tâm không chân thật. Mình sống mà nếu thiếu cái tâm chân thật mà mình sống giả dối á, và mình không có cái tình thương mà lúc nào cũng đố kỵ đó ha, thì cái người này thường dễ làm ác và thường rơi vào trong cái tội lỗi xấu xa. Tôi thường kể tử nghe là ở ngoài Bắc có cái câu chuyện là có cái ông thầy giáo đó, rồi chồng chết, vợ chết đó, mới để lại đứa con gái mới 5-6 tuổi thôi. Rồi khi mà vợ qua đời, ông ta nuôi con á, gà trống nuôi con vất vả quá, cho nên ông ta muốn cưới thêm người vợ thứ hai để có người về đặng mà chia sẻ với mình, để mà nuôi con của mình. Thì cưới làm quen và định cưới một cái cô giáo. Cô này tên là Hà. Thì cái cô giáo này lần đầu tiên về nhà của người hôn phu của mình á, thì cô nhận thấy là cái đứa bé gái mà con của người vợ trước á, của người chồng sắp cưới mình đó, thì ai cũng thương nhá. Chồng mình cũng thương đứa bé này, mà ông nội bà nội cũng thương đứa bé này. Mà ông cha của đứa bé này là ông thầy giáo đó, mà sao dễ thương đứa con này, là muốn bù đắp lại cái sự thiếu thốn của đứa con của mình. Vừa mới 5-6 tuổi thôi là đã mất mẹ rồi, cho nên mà cô ta quan hỷ và cô ta có tình thương đứa bé đó. Cô ta nghĩ rằng tội nghiệp bé gái này quá, đã mất mẹ sớm, sau này mình về á, mình làm mẹ kế của đứa bé này, mình sẽ đem tất cả tấm lòng của mình ra để thương yêu đứa bé này. Thì nếu bây giờ cái người cô giáo kia đó mà đem tấm lòng chân thật ra mà coi cái bé gái này là con của người vợ trước á, mà coi cũng như là con ruột của mình á, mà hết lòng thương yêu nó, thì nó có mang ơn mình không Phật tử? Nó sẽ mang ơn mình, nó sẽ coi mình như người mẹ ruột, và sau này lớn lên đó, nó sẽ nuôi dưỡng lại mình, nó phụng dưỡng mình. Và nếu một người mẹ kế mà hết lòng thương yêu con chồng thấy đó đó, con người vợ trước đó, như vậy thì cái người chồng này á, có thương quý người vợ này không? Rồi gia đình bên chồng có thương không? Rất thương. Đằng này cô không có lòng từ ái với một đứa bé, mà không có cái chân thật tâm, mà cái lòng ganh tị, ghen hờn nổi lên. Cô nói rằng cái đứa bé nhỏ này thấy ghét. Hình cái mặt nó giống mẹ nó quá. Mà mai mốt đây mình về mình làm vợ chồng của mình đây á, thì ổng dành cái tình thương cho đứa bé này đâu còn cho mình bao nhiêu. Do cái lòng ích kỷ đó, cho nên cái cô giáo này mới dụ cái đứa bé. Vào cái buổi trưa đó, gia đình đi vắng á, thì có mình cái cô giáo này, cái đứa bé gái nhà có cô dụ ra ngoài sau giường đó tử. Rồi bất hằng á là bồng đứa bé này bỏ xuống cái giếng cạn sau giường, xô đứa bé rớt xuống giếng cạn xong rồi lấy cái nắp đậy lại. Và khi cha của đứa bé này á và gia đình đi về thấy mất đứa bé này, mới đi kiếm bắt đầu đi lần lần ra sau tuốt sau giường á cũng mấy trăm thước á, thì thấy có cái giếng cạn đậy lại.
Thì cha đứa bé này mới nghi con mình mất tích kỳ lạ quá, kêu kiếm không có. Thì bất thần dở cái nắp giếng lên này rồi đàn pin xuống thấy đứa bé gái nằm bất tỉnh ở dưới. Thì người cha mới la lên, mới đầu mọi người súng nhau, có người hy sinh mới bắc thang xuống cứu đứa bé lên. Đứa bé bị gãy tay thương tật mà còn sống, gọi chở về bệnh viện cứu sống đứa bé dậy. Rồi cái người cha của đứa bé này còn dám cưới cái cô gái này về làm mẹ kế của con mình nữa không? Cưới không? Rồi cha mẹ của cha ông nội bà nội, ông nội bà nội đứa bé này có thương cái cô này sắp về làm dâu mình nữa không? Rồi ai cũng ghét bỏ cả sớm, ai không ai ưa chứ. Rồi báo đăng chụp hình rồi mà tử thấy không? Vì con người ta sống không chân thật để thương yêu tới nhau. Chính vì không chân thật yêu nhau cho nên cái mặt của mình á là mặt ác quỷ chứ không phải là cái mặt Bồ Tát. Mà tử nghe rõ chưa? Cho nên người nào sống được cái chân thật tâm rồi đó thì nó lộ ra được cái phúc đức. Đây là một người chân thật đức độ và sống đó là chân thật tâm và cái lòng từ ái đó, thì đây là chúng ta chuyển được cái nghiệp xấu chúng ta, cái mặt dữ dằn chúng ta, cái mặt ác độc chúng ta, cái mặt ác quỷ chúng ta sẽ chuyển thành là cái mặt của Quan Âm. Phật tử muốn làm Quan Âm hay muốn làm Giác Sơ? Muốn làm Quan Âm thì từ đây về sau là Phật tử sống phải có tình thương lòng chân thật với nhau phải không? Đó thì là cái người mà thường thường không có lòng chân thật và thiếu lòng từ ái á, nên nó thường rơi vào con đường tội lỗi xấu xa và theo sau đó là tù tội đau khổ và không ai ưa mến, bị mọi người khinh khi xa lánh, thì làm sao sống an ổn trong cuộc đời được? Một cái con người mà đi đâu cũng hay ganh tị tật đố, một con người đi đâu mà sống giả dối thì Phật tử thấy người đó có được ai thương mến không? Đó Phật tử là nhớ đây là cái điểm Đức Phật dạy, nên là bắt đầu từ đây về sau ông phải làm sao cho cái mặt ông dễ thương, tức là do nhiều đời nhiều kiếp ông không có lòng chân thật và không có lòng từ ái thương người, cho nên hôm nay ông bị nghèo khổ đói khát thế đó. Như vậy thì qua cái lời dạy Đức Phật á, chúng ta thấy rằng cái sự thật, cái lòng, cái tâm chân thật á, hay là cái sự thật á, đó là tiêu chuẩn đầu tiên của cuộc sống. Chúng ta muốn thành đạt thành công, chúng ta muốn được người thương mến là chúng ta phải sống với cái tâm chân thật. Sự thật á, lúc nào ai cũng quý chăng á. Thí dụ bây giờ tôi hỏi Phật tử á, cái lửa mà mình nấu cơm á, mà cái lửa đó mà cái lửa không thật, cái lửa giả đó thì nấu là cơm chín không? Cái lửa mà thí dụ như mà tự thấy cái lửa điện tử mà dập trờn mà tự vô mấy cái tiệm mà điện máy đó thì lửa cái lửa giả đó thì là sao nấu cơm? Lửa mà muốn nấu cơm cho chín là phải lửa phải thật. Rồi bây giờ nước á, mà không thật á thì làm sao mà mình uống cho hết khát đó hen. Rồi cái tình thương mà không thật á thì không bao giờ mình cho ai được cái gì, hay là mình dâng tặng lẫn nhau cái gì, rồi làm sao hạnh phúc? Người chồng mà không có tình thương chân thật với vợ thì làm sao cho người vợ được hạnh phúc? Người vợ không có tình thương chân thật với chồng thì làm sao mà hết lòng phục vụ cho chồng? Rồi một nàng dâu mà không hết lòng thương yêu bên bên nhà chồng á thì làm sao mà gây dựng bên nhà chồng cho được hạnh phúc? Cho nên cái đức của người chồng, cái đức của người vợ và cái đức đó là đức chân thật rất quan trọng trong cuộc sống. Phật tử là nhớ điểm này ha. Rồi bây giờ mình đi đánh với đạo đó mà mình không có sự chân thật thì làm sao mà mình tu tập được? Đó. Cho nên Phật tử biết á, trên đời này cái gì mình có thể giả dối được? Mình mua bán giả dối, ăn nói giả dối, nhưng mà hãy nói tới đạo đức là phải chân thật. Mà mình đã tu rồi mà nếu muốn tu trở nên một người đạo đức thì phải chân thật. Mà anh chị muốn trở nên người đạo đức mà anh chị cứ sống giả dối hoài, cái tâm anh cứ gian dối xạo trá hoài, thì bây giờ mình tu suốt đời cũng không bao giờ trở nên một người đạo đức được. Mà có đạo đức rồi thì chúng ta mới tiến hóa từ phàm mới lên thánh được. Có đạo đức chân thật rồi thì ai thấy cũng thương cũng mến. Phật tử đồng ý điểm này không? Còn bây giờ cũng như giống giờ mình, cái nhân mình không có mà muốn có cái quả là sao được? Phật tử muốn nấu cơm thì Phật tử phải lấy gạo mới nấu cơm được. Còn đằng này Phật tử muốn nấu cơm mà Phật tử lấy cát nấu cơm thì có thành cơm không? Đó. Cho nên trên đời này á có nhiều người sống mà họ gian dối. Gian dối họ muốn tìm một cái quả phúc nào đó nhưng mà cái lòng họ không chân thật cho nên họ không có quả báo. Cho nên đối với họ đó họ cố tình cho rằng 2 với 2 là 5. Nhưng mà Phật tử 2 với 2 là mấy? Nhưng mà người ta nói 2 2 là 5 Phật tử chịu không? Đó cho nên những người họ giả dối vậy đó. Họ ma mị hen, họ lường gạt, họ đạo, họ làm ra cái vẻ đạo đức á, hen vẻ thì vẻ đạo đức nhưng mà đó là đạo đức giả. Mà đạo đức giả thì làm sao thành Phật được, mà đạo đức giả làm sao tiến hóa được, mà đạo đức giả làm sao mà có phước đức được, mà con người sống đạo đức giả làm sao có cơm ăn áo mặc được. Đó, cũng giống như là 2 với 2 là 4 mà anh cứ cho 2 là 5. Anh muốn trở nên người đạo đức, chỉ muốn trở nên người đạo đức thánh hiền, anh muốn trở nên một con người dễ thương có đức độ để mà quỷ thần kính trọng chúng ta đó, thì người mình phải có cái đạo đức. Mà không có đạo đức thì giống như là 2 2 là 5 vậy đó. Thì cái người này á thì làm sao mà thành nhà toán được? 2 2 là 4 mà anh nói cái 5 làm sao thành nhà toán học? Bất quá là con người mình vụ lợi thôi chứ không không trở nên nhà toán học được. Đó.
Cho nên trên đời này mà tự biết không, có nhiều người á, họ mở miệng ra họ nói á, trên đời này không có gì quá sự thật á. Mà tự có thường nghe nói không, trên đời này không có gì quá sự thật, sự thật lúc nào cũng cao quý. Nhưng mà sau câu nói ấy đó, Phật tử coi chừng nha, là những một cái chàng dối trá, dối trá là tiếp theo liền. Cho nên Phật tử biết là nếu mà tự chỉ nghe cái lời đầu môi chót lưỡi những người mà họ mở miệng nói sự thật, Phật tử coi chừng bị người ta gạt. Có không Phật tử? Có không? Nhiều khi Phật tử biết người ta, tôi đã còn bị gạt nữa như Phật tử. Có nhiều bữa ta đem vô ba cái son nội, thầy ơi thầy con nghèo con khổ quá này kia, thầy mua giúp giùm con cái bộ son nội, nói trên trời nói hồi khóc lóc, làm như là cái miệng họ có bùa đó, nói rồi mượn tiền tới mua, mua xong rồi coi lại ba cái đồ si không mà, mà họ nói dễ thương lắm Phật tử. Rồi có cô đó, có cô đó, cô vô cô bán mấy cái chiếu mà sau này tôi mới biết ra là cô ăn cắp của ai, cũng đem vô bán cho mình, mà cô vô cô khóc, trời ơi tôi khóc nghe động lòng. Mà mình này có cái tâm, có người tu á, đa số tâm người tu giống như tâm Tam Tạng vậy. Mà cái người đời nó ma mị như hồng hài nhi hay là cốt tinh vậy đó. Mà tới nghe đó chưa, nó ma mị đủ chuyện hết trơn á. Rồi cái tim Bồ Tát của mình tu á, thương người quá à Dương. Đó, mới đây có một cái tỉnh xá trên Sài Gòn á, cái vị sư này kể tôi nghe mà tự biết không, có cái cô đó, cổ bồng một đứa con vô. Mà đứa con này băng cái đầu, tự nhiên băng cái đầu máu me tùm lum, tay chân quặt quài nè. Trời ơi khóc lại quý sư, nó trời ơi, thưa quý sư, thưa mấy ông sư, con khổ quá, hai vợ chồng con đi lên đây thăm thăm bà mẹ bị bệnh ở trong bệnh viện Chợ Rẫy á. Mà nửa chừng đi, nửa chừng hai vợ chồng con đi xe Honda với đứa con, nửa chừng chồng con bị xe đụng chết rồi. Chết rồi bây giờ đang nằm trong nhà xác mà không có tiền để mà chở xác về, mà con bị gãy tay băng đầu máu me, ông sư từ bi cho mẹ con chúng con vài 300 ngàn, năm 300 ngàn để mà đi thăm bệnh. Thì cái người này làm ra cái hình mẫu rất là dễ thương á, dễ xúc động cái từ tâm đó. Thầy Di Thương Tọ nói vậy cũng xúc động từ tâm, nhưng mà cũng muốn hợp làm giúp cô này. Nó bây giờ nếu cô vậy thôi, bây giờ là để cho nhà sư đi theo cô. Bây giờ chồng cô nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy mà ở nhà xác, để thay để sư vô sư coi. Nếu mà chồng cô chết vậy thì để sư kêu chiếc xe rồi trả tiền xe luôn chở chồng cô về. Rồi cái kêu cô này đi. Cô này miễn cưỡng không muốn đi, chỉ muốn nhận tiền thôi mà không muốn cho ông sư đi theo. Tại giả mà, đi theo để nó lộ ra cái giả sao? Rồi cái bác đó dĩ phải lên cái xe, lên cái xe taxi á, đi tới ngã bãi cái cổ nói bạch ông sư thưa ông sư chờ con chút, con xuống đây có chút xíu chuyện con chở vô. Rồi đi tới ngã bãi rồi cái cô ta xuống đi mất tiêu luôn. Chừng sau biết ra ba cái máu là thuốc đỏ không có, rồi lấy giải băng tùm lum cho tử không. Đó, đời họ giả dối ma mị đấy đó, cho nên họ cứ nói thật, nhưng mà nếu mình không có trí tuệ thì mình sẽ lầm ngay. Thì đây là cái câu chuyện kể tử nghe nha. Cái chuyện đời á, nó giống như là cái câu chuyện quỷ ở Gò Lê Khu, trong một cái tích chuyện thế này ha. Ở bên Trung Hoa đó có cái câu chuyện mà thường hay kể lại đó, đó là chuyện con quỷ. Trong cái chuyện Trung Hoa của ông Lã Tử á, ông Lã Tử có kể câu chuyện này á, là con quỷ này nó hay giả làm người rất khéo. Mà nó ở cái gò này gọi là cái gò Lê Khu. Ai mà đi ngang cái gò, ai bị ngang cái gò ban đêm á, thì ví dụ Phật tử là người nữ á, mà đi ngang cái gò này ban đêm á, thì nó giả ra làm chồng của Phật tử. Phật tử đi rồi giả giống y rang luôn, rồi nó lại á, là nó dẫn dắt Phật tử đi về nhà. Còn nếu Phật tử là đàn ông á, thì nó giả làm vợ của Phật tử. Còn nếu mà còn không, nó giả làm con trai, con gái. Con quỷ này nó có cái tài đó là nó giả làm người rất là giống. Đó. Thì một hôm á, có một cái ông trong xóm á, ông này rất giàu có, là phú hộ đó. Và ông ta đi đám dỗ về, ông ta nhậu say. Ông ta đi ngang cái gò Lê Khu này á, ông ta đi là đi xiên sẹo ha. Thì con quỷ thấy vậy nó mới giả hiện ra làm con của ông phú hộ này. Và nó đến nó dìu ông này đi. Nó nói cha đi đường, đi đâu mà ban đêm ban hôm mà say xưa này, không biết cha đi gì đó không, để con dìu cha về.
nó lại nó dẫn ông lão này đi, mà nó vừa dẫn ông ta đi á mà vừa chửi rủa ông ta già là không nên nết. con mà nó hỏi nghe, nó là già không nên nết, nhậu gì tới say xưa đến nỗi cho phải con cái ra đón. Nó vừa diêu cái ông này mà vừa chửi ông ta thâm tệ. Thì ông Phú Hộ này lúc bây giờ sai quá rồi, không biết trời đất, nhưng mà cũng biết là cái thằng con mình nó chửi mình, nó xài xẻ mình. Cho nên ông này về tới nhà ông ta ngủ một giấc, khi mà tỉnh rượu lại ông ta mới nhớ lại, nhớ cái thằng con trời đánh này nè, hôm qua nó đón mình ở cái gò Đại Khu mà nó vừa dẫn dắt mình á. Nếu mà thật sự nó có lòng từ tâm mà nó có hiếu á thì nó dẫn mình về nhà thôi, nó còn chửi mình nữa. Ông ta nhớ, ông ta tức quá, ông kêu con ra, ông nói mày á, đứa con hỗn hào mất dạy, hôm qua tao sai rượu mày ra cái gò Lê Khô á, mày đón mày dẫn dắt tao thì đó là mày có hiếu, có tình, có nghĩa, mày biết nghĩ thân tao. Bằng này mày vừa dìu tao đi mà vừa chửi tao nữa là sao? Mày nói nặng nghe, tao nhớ là hôm qua mày nói nặng tao là mất già mất nết kia đó. Thì thằng con này bị ông cha kêu ra chửi quan mà tự thấy tức không mà tự đó. Con này nghe vậy nó khóc, nó lại cha, nó cha ơi cha, con đâu có dám mà hỗn hào bất hiếu với cha vô lễ vậy. Cha ơi cha, con nghe nói á, ở cái gò Lê Khưu á có con quỷ thường giả người rất là khéo, có lẽ nó giả làm con đó cha, là nó dẫn, nó vừa dẫn cha đi vừa chửi con đó. Thì ông cha này á, nghe vậy mới dò hỏi trong xóm á, thì ai cũng bảo là đúng thế, cái gò này có con quỷ được hiện ban đêm và nó giả dạng cái người thân của người đi đêm đó, cho nên nó không hại ai, nhưng mà nó giờ giả dạng người đó để nó chửi rủa người ta. Thì cái ông Phú Hộ này á, biết được, tìm hiểu biết rồi, ông ta định bụng á, đêm nay mình đi đám tiệc nữa, và đi ngang cái gò Lê Khu này á, hễ mà gặp nó giả làm con mình nữa thì mình không để nó chửi, mình đâm nó cho chết. Cho nên ông thủ cái dao, ông thủ cái dao trong bụng, và ông đi nhậu về á, đánh chén xong về say xưa. Thì lúc bây giờ cái người con ruột của ông á, người con thiệt á nha, mới sợ trời ơi cha mình bữa nay đi nữa, mà nếu bây giờ về ngang cái gò đó thế nào cũng gặp con quỷ nó phế nhiễu. Cho nên cái người con này mới ra ngay cái gò để đứng đón cha. Chết không? Trời ơi. Cho nên đó là ông Phú Hộ này vừa đi tới gò Cây Khô thì thấy con mình á, thì tưởng cho nó là quỷ hiện nữa, cho nên nó mới vừa lại gần, ông không nói câu nào, rút cái gươm á, đâm con một cái lũng gươm luôn, chết tươi luôn. Đó là câu chuyện nha, câu chuyện đời giống như là câu chuyện của con quỷ ở gò Lê Khô. Câu chuyện này nói cái gì? Là thật giả lầm người ngay trước mắt. Trên đời này nếu mà tự tu á, không có trí tuệ, có chừng mà tự lầm cái người đạo đức, mà thật sự ra họ không có đạo đức, họ là người nhưng mà họ là ma quỷ. Có không bà tử? Có không? Trên đời này người nhưng mà ma quỷ nhiều lắm. Họ mang cái dốc dáng con người với tâm họ, tâm ma, tâm quỷ, tất cả tâm hơn thua, tâm ganh ghét. Nhiều khi bà tử coi chừng những người thân của mình á, coi chừng á, mình nói thân chứ họ thân bề mặt thôi, nhưng mà sau lưng mình họ đâm mình á, họ nói xấu mình đủ chuyện á. Có không? Đời có không? Đời á là giống con quỷ Lê Khu nhiều lắm. Đừng nói chi giờ tôi nè, cũng nhiều người trước mặt tôi xá xá bái bái, cho sau lưng cũng nói xấu tôi thiếu gì. Tôi nghe tôi không thèm nói thôi. Phật tử thấy không? Mà Phật tử mày có từng bị những người mà đâm sau lưng mình không? Có không? Đó là những người đó là con quỷ ở gò Lê Khưu đó kìa. Cho nên á, Phật tử thân với người nào, chơi với người nào, Phật tử phải làm sao biết được cái bụng của người đó, để mình không lầm người. Còn sở dĩ mà chúng ta đau khổ trên cuộc đời này, chúng ta lầm quỷ mà tưởng là con, mà con ruột mà tưởng là quỷ, mới chết không? Con ruột có mình mà tưởng là quỷ, mình giết nó, mà trong cái quỷ thiệt lại chơi nó. Đó, cái cuộc đời nó giống như vậy đó. Cho nên con người mà không có đạo đức ha, không có đạo đức, không có tình thương chân thật á, họ giả nhân giả nghĩa, họ giả giờ thương yêu mình á, nhưng thật sự đó họ lợi dụng mình cái gì đó. Để nghe kịp không? Còn con người có đạo đức chân thật rồi, có tình thương chân thật là họ lộ ra đó, thì những người này chúng ta kết làm bạn thân với nhau. Cho nên cái chân thật á là một cái nền tảng, một cái nền tảng mà xây dựng tất cả các đạo đức trên cuộc đời này. Mà cái tâm chân thật chúng ta đó là một cái nền tảng để xây dựng phúc đức, xây dựng là một cuộc sống an lạc hạnh phúc giàu có. Còn con người giả dối rồi thì sống trên đời không ai thương ai ghét, và do cái tâm tánh giả dối gian xảo đó thì đó là cái căn của ma, thì chết trở về ma đạo. Mà dù cho có phước mà được giàu sang nữa, nhưng mà cái tánh tình không chân thật giả dối thì cái người không có đức. Thì cái giàu sang ở đời chỉ bất quá là người đời họ kính chuộng thôi. Thường thường cái người đời chúng ta là hay chuộng những người giàu sang, nhưng mà họ tự biết á, quỷ thần á, chư thiên và chư thánh nhân á, người ta chọn những người có đức. Còn giàu sang chỉ là vật chất bên ngoài thôi, rồi chết cũng bỏ lại. Nhưng mà cái đức có theo ta,
Một tâm hồn quảng đại cao thượng, một tâm hồn cao cả, người này chết á được sanh thiên, sanh đời sau, sanh ở trong cái gia, trong một cái hoàn cảnh phúc lành. Cho nên nói về trong gia đình á, thì á là trong gia đình giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em mà thiếu nền tảng chân Phật để sống á và đối xử với nhau á mà không có lòng từ ái á, thì gia đình đó sẽ như một cái sự với nhau á mà không có lòng từ ái á, thì gia đình đó sẽ như một cái địa ngục đó, một cái địa ngục nhỏ mà không bao giờ có hạnh phúc. Phật tử đồng ý điểm này không? Trong một gia đình mà vợ chồng con cái anh em mà không chân thật nhau, vợ thì giả dối chồng, chồng giả dối vợ, vợ thì ngoại tình giả dối chồng, chồng thì cũng giả dối với vợ, hen rồi con cái ngang tàn, gia đình này không có đạo đức và không có tình thương chân thật, thì đó phải là địa ngục không? Phải không? Nên Phật tử thấy cái tâm chân thật rất là quan trọng. Rồi trong cái xã hội á, con người chúng ta đang sống á mà thiếu, mà cái con người sanh ra đời mà thiếu nền tảng giáo dục đạo đức từ nhỏ đó ha, mà không có tâm chân thật từ ái, thì đó là con đường xấu mở rộng ra cho toàn xã hội. Thì tất nhiên là cái xã hội này là một địa ngục khổng lồ, con người với con người sẽ gian dối xảo trá với nhau một sao khổng lồ đó. Cho nên ví dụ bây giờ con người mình đó, có sống lâu tới bao lâu, giàu sang bao nhiêu đi nữa, quyền lực bao nhiêu đi nữa ha, nhưng mà người đó không có cái tâm chân thật rồi đó, thì người đó cũng sẽ rơi vào con đường gian ác, càng giàu mà càng gian ác, càng giàu thì càng nhiều cái tự cao thủ đoạn đó, thì cái người này trước sau cũng hết phước rồi, cũng rơi trong cái địa ngục. Cái đức là quan trọng nhất hơn cái phước, mà đa số chúng ta thì không biết tu đức thế nào. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào cái then chốt á, là chúng ta tu đức như thế nào đây. Thì Phật tử nhớ rằng trong đạo Phật, người Phật tử mà tu hành á, mà nếu thiếu đức á, nhất là cái đức tánh chân thật á, thì sẽ không bao giờ, cái đạo đó sẽ không bao giờ hưng thành, và cái bản thân của người Phật tử đó cũng không gặt hái được sự thành quả phước đức gì hết. Ví dụ giờ một trong một cái đạo, ví dụ như đạo Phật của chúng ta đi, mà toàn là những người Phật tử giả dối nhau không à, không có nền tảng chân thật á, vô đây người này lường gạt người kia lường gạt người nọ, sống bằng mặt không bằng lòng, sống không chân thật đoàn kết với nhau, không cùng nhau lấy Phật pháp làm trọng, vô đây chỉ biết quyền lợi tư riêng với nhau, chỉ biết quyền lợi cá nhân thôi, thì cái đạo đó thạnh hơn Phật tử. Còn nếu một người mà đi vào một cái đạo nào mà hết lòng thương yêu, nghĩ đến cái lợi ích chung cho cái đạo pháp, biết thương yêu nhường nhịn với nhau, thì cái đạo đó rất là thành, và bản thân người Phật tử đó sẽ có phước đức đó. Cho nên nếu chúng ta làm cái gì có thể giả dối, như là mua bán giả dối, nhưng mà cái đạo đức thì không thể giả dối được. Phật tử nghe rõ em, nếu lại muốn tiến hóa trên đường tu á, thì cái đạo đức không thể giả dối được. Cho nên các bậc thánh đức dạy chúng ta thế này: phước là hữu phúc trên đời, lộc là tiền bạc đời đời ấm no, thọ là trăm tuổi sống lâu, người xưa nói đức là phải tu. Ví dụ bây giờ cái người có phước á, là cái người đó có tiền bạc vật chất, ăn ngon mặc đẹp, ăn quần áo lụa là, đó là cái phước thôi. Cái phước này rất dễ đó, mà tự vậy bố thí ra, bố thí làm từ thiện này thôi, đó là chỉ được cái phước thôi. Mà cái phước này thì Phật tử được cái thành quả là sanh ra đời giàu sang của cải ấm no. Còn cái lộc á là tiền bạc, phước với lộc. Còn cái thọ thì sống lâu, nhưng mà cái đức là không có. Có nhiều khi con người chúng ta có cái phước là được vật chất giàu sang, xe cộ đầy đủ vân vân, đó là cái phước. Nhiều khi chúng ta có cái lộc tiền bạc dư giả, nhiều khi chúng ta có được cái thọ là phước lộc thọ. Mà phước lộc thọ là ai cũng thích vân á. Phật tử thấy là tới ngày Tết cái mình đi mua cái lịch lóc, là mình mua cái lịch nào có ông phước lộc thọ, ông phước thì râu dài ha, rồi cầm thổi vàng, ông thọ thì thôi râu tóc bạc phơ, ai cũng phái phước lộc thọ vân á, mà không phái ông đức. Phật tử thấy chưa? Cho nên phước là hữu phúc trên đời, lộc là tiền bạc đời đời ấm no, thọ là trăm tuổi sống lâu, nhưng mà cái đức á thì á là người xưa nói đức là phải tu thôi. Còn cái thọ thì dễ lắm, Phật tử có việc mua chim mua cá phóng sanh hoài là tự sống lâu đó là cái thọ là do cái phước mình phóng sanh, không mình giữ giới không sát sanh và thường xuyên phóng sanh thì được cái quả phúc là thọ. Còn bây giờ Phật tử lộc á, muốn được có tiền bạc thì Phật tử bố thí hay làm từ thiện thì có cái lộc có tiền. Còn Phật tử có được vật chất cao sang nữa thì đó là Phật tử có cái phước. Nhưng mà có cái đức á, thì lại khó, đức là phải tu. Cho nên á, phước cái đức như thế nào? Phước á, là những gì mình làm cho người khác. Thí dụ giờ Phật tử làm giùm cho người khác cái gì đó. Thí dụ như người ta lâm vào cái cảnh túng thiếu, mình giúp cho người ta tiền bạc, đó là phước. Hay là nhà người ta bị sập, mình đi qua mình phụ giúp người ta cất lại cái nhà, đó là phước. Hay là người ta thiếu thốn về tiền bạc, không có quần áo, mình giúp cho ta quần áo, đó là cái phước.
Phước là những gì mình làm giúp cho người ta. Mà tới nghe kịp chưa? Còn cái đức thì sao? Đức là phải tu. Đức là cái gì? Đức là do mình làm chủ những cái tham dục của bản thân. Cái người có đức là người đó làm chủ cái tham dục của bản thân để mình làm không làm khổ người và khổ vật. Đó là cái đức. Ví dụ giờ cái con người mà lúc nào cũng hay sân hận, gặp cái chuyện gì bực mình thì nói. Một cái con người mà có cái tật xấu là hay soi mói chuyện người khác. Con người có cái tật xấu hay bêu riêu cái lỗi lầm của người ta. Rồi con người mà có một cái tánh xấu là không bằng lòng ai hơn mình, thì cái này là phải tu mới được. Đức là phải tu, là tức là mình làm chủ những cái thói hư tật xấu của mình. Đó là người có đức. Mà tới nghe kịp chưa? Còn cái phước là mình bố thí bên ngoài thôi. Còn cái đức là mình làm chủ bên tâm của mình. Cho nên mà người xưa thì nói là phước thường đi chung với đức. Nhưng mà có khi chỉ có phước mà không có đức, mà có nhiều khi có đức mà không có phước. Mà ngày nay con người mình làm phước thì nhiều, nhưng mà đức thì ít lắm, ít lắm. Cho nên nhiều khi con người mình không có đức. Do vậy mà đời sống vật chất thì có những người hung bạo. Thì có nhiều người đời sống vật chất thì đầy đủ, nhưng mà tánh tình hung bạo dữ dằn, thì cái người này luôn gặp bị tai họa. Hôm rồi tôi đi dự một cái đám tang, cũng là cái chỗ quen biết rồi, mấy thầy mời tôi á. Và tôi biết không, đi một cái đám tang trên thành phố á, cái ông này ông giàu chưa thể tưởng tượng. Ông có tới là 5 cái tiệm vàng và 6 cây xăng. Và tôi thấy giàu chưa? 5 tiệm vàng và 6 cây xăng. Mà giàu tới đó, nhưng mà ông bị không có đức, cho nên ông bị chết thê thảm. Ông lái chiếc xe hơi á, cái xe hơi là 4 chỗ ông lái. Là cái đi ngang cái ngã bãi, tôi biết không? Cái có chiếc xe container đó, chạy ẩu sao mà tông ngay chiếc xe hơi của ổng á. Mà tự biết cái xe hơi mà chỗ cái vô lăng, chỗ mà người tài xế mà lái, tự biết không, nó gãy hang là nguyên cái vô lăng đâm vô cái ngực ổng á, đâm lúc cái ngực ổng lồi ra phía sau luôn. Mà cái xe đó bẹp dúng luôn, là ổng kẹt trong đó. Cái xe 4 chỗ mà nó bẹp dúng lại là bẹp hết phân nửa luôn. Mà cái vô lăng cái lái nó gãy, như vậy nó gãy cái vòng tròn á, nó lồi cái cán là mà đâm lúc ngực ổng nằm trên xe luôn. Mà tự thấy chưa, mà giàu vô cùng. Bắt đầu mới kêu thợ đến, bắt đầu phá cái xe cứu ông ta, ông ta chết tươi luôn. Tại sao mà giàu phải trả cái nghiệp nặng như vậy? Thì đây là giàu và phước đức. Giàu và phước nhưng mà không có đức, mà đức thì phải có tu. Cho nên đa số Phật tử chúng ta đó, đến với đạo Phật á, thì nó có hai dạng. Bắt đầu là đi giàu rồi đó, đi giàu bệnh rồi đó ha. Mà bắt đầu là đụng chạm rồi đó. Thì nếu mà có đụng chạm thì Phật tử mình Phật tâm mà muốn tu thì lắng nghe ha. Khoảng còn 20 phút nữa thì chúng ta đi thẳng vào cái vấn đề. Thì bây giờ cái người Phật tử chúng ta đi đến đạo á, nó có hai dạng. Một dạng đến với đạo á bằng niềm tin, mà các bậc tiền nhân á ta gọi đó là niềm tin tôn giáo. Đó là dạng thứ nhất nha. Tôi nói ra cái Phật tử mình nằm trong hai dạng này, coi hai dạng nào. Cái người đến với đạo á có hai dạng. Một là cái dạng đến với đạo bằng niềm tin. Còn thứ hai á, người Phật tử đến với đạo đó bằng tình cảm. Bây giờ niềm tin là sao mà tình cảm là sao? Cái niềm tin đây là niềm tin nơi đạo, niềm tin tôn giáo. Thì đa số người Phật tử á, đi chùa đó và vô đạo á, thì đa số đều lấy sự tham làm đầu. Mà tôi nghe rõ chưa? Lấy sự tham cầu làm đầu trong niềm tin có lợi. Tức là cái người này đi chùa đó với cái tâm tham. Tâm tham trong niềm tin, họ muốn được cái lợi lộc gì đó trong sự cầu sinh bổng lộc vật chất. Cái niềm tín ngưỡng này được xây dựng trên cơ sở, cái niềm tín ngưỡng này được xây dựng trên cơ sở của tâm tham cầu, tâm tham cầu. Và cái người này đi với cái dạng đầu tiên là với niềm tin tham cầu. Cho nên cái người này thì họ đi chùa đó, nhất là họ đi chùa những ngày rằm lớn thôi, hay những ngày rằm thường cũng có nữa, nhưng mà họ đi đến chùa họ không có tu hành gì hết. Họ chỉ bố họ cúng dường, họ cầu phước cho gia đạo được bình an, tai qua nạn khỏi, cầu cho được chung số, cầu cho con cái được thành đạt. Họ đi chùa đến với một cái tham cầu trong niềm tin. Họ tin rằng Đức Phật là một đấng thần linh có quyền ban phước giáng họa cho con người. Cho nên họ đến bằng niềm tin thôi, chứ họ không có thật sự tu tập. Đây là cái dạng thứ nhất. Phật tử biết cái dạng này có nhiều không? Rất là có nhiều. Cho nên đến bằng cái niềm tin thôi, họ chỉ mong cầu, bỏ tiền ra mong cầu phước báo. Mà tôi gặp cái dạng này rất là nhiều, mà tôi khổ tâm lắm. Có nhiều khi họ cúng dường cho tôi, cái họ có thể đến nỗi mà mới đây có cái cô đó thôi,
đến cúng dường tôi 100.000 mà họ tham cầu cái niềm tin. Họ nói ba con giờ tối ngủ á, sư biết không, bệnh gái quá trời, bây giờ con cúng dường sư 100.000, sư cầu nguyện cho ba con ngủ hết gái sư. Bây giờ tôi có cầu cho ba cổ ngủ hết gái được không bà tử? Tôi nói tôi ngủ còn gái đây. Vậy đó bà tử thấy không? Rồi có nhiều người á, bị bệnh hoạn này kia, họ cúng dường, họ chỉ mong cầu là mình phải cầu nguyện cho gia đình họ này kia đủ thứ. Tôi gặp cái thứ này tôi rầu lắm bà tử. Tôi biết làm sao mà cầu cho họ được như ý, là họ được tai qua nạn khỏi đó. Rồi mới đây có một cái nhà doanh nghiệp bà tử biết không, làm ăn sao đó không biết, thế dụ lại nó quần cái phiền não quá bà tử biết không. Cái điện chúng nói chưa, bữa nay rầm lớn thầy, bữa nay rầm lớn thầy, con ghi tên tuổi thầy cúng làm sao mà cho con khỏi bị thế dụ nó quần, là con sẽ cúng cho thầy 1 triệu thầy. Trời ơi, nhận 1 triệu này mà cầu sao mà cho cái tiệm có không bị thế dụ quần, con không dám lãnh 1 triệu đâu bà tử dám lãnh không? Nó thôi cái này không dám, coi ngoài khả năng tôi rồi. Bà tử thấy không? Cho nên đó là chúng ta đến với đạo bằng một cái niềm tin tôn giáo. Mà đa số người này đi chùa đó là chỉ lấy sự tham cầu cho niềm tin. Họ đến chùa với niềm tin, họ cầu này khẩn cái kia. Mà thêm có cái tệ đó nha, nhiều khi Phật tử chúng ta là Phật tử mà chúng ta lại không tin Phật nữa, mà nhiều khi tin thần tài nha, thổ địa nữa nha. Bữa đó tôi đứng ở trên phòng, tôi nhìn thấy có một Phật tử ha, lén đem vô ông thổ địa với ông thần tài đúc với cần Phật. Rồi chấp tay giải kia đó, cái tôi nghe rù rì nói Phật ở đây linh đó, đem thần tài đây để cho mỗi ngày là Phật tử vô đây tụng kinh nha, rồi cho không thần này được khai quang điểm nhãn là mình về mình mua may bán đắt. Mấy hôm nay bán ế quá, ông thần tài không độ. Mà sao tôi phải hiểu ra cái cô mà mua thần tài này đó, trời ơi, nó dữ như là quỷ vậy đó, mà hỗn với mẹ không có thể nào nói được đó. Mà một con người hỗn hào bất hiếu với cha mẹ mà giữ dằn ở đó sớm tới đó đó, là thần tài có độ người đó không bà tử? Ông thần tài này chắc con mắt ổng bị chấp lệch sao đó, đi độ người ác. Cho nên nếu mà tự chỉ tin tưởng thần tài thổ địa mà với cái kiểu đó đó, là không ai, không có thần nào mà phù hộ mình đâu. Nó quá thờ cho cái hình tượng ấy thôi, mà quan trọng là nơi chỗ cái nhân đức mình sống chân thật hiếu thảo cha mẹ, mà sống chân thật thương người bố thí cúng dường, mà sống với chân thật tâm biết nhường nhịn nói sớm, một câu nhịn chính câu lành, mà sống chân thật với mọi người, không gian dối, không xảo trá, không nên bị tật đấu, thì bây giờ không thờ thần tài thổ địa chứ nữa cũng dẫn phước đến với mình thôi. Còn bây giờ mình có thờ Thích Ca Di Đà Quan Âm, Thế Chí thần tài thổ địa thì cái thờ chứ nữa, nhưng mà cái nhân mình ở không có đức. Mà tới nghe kịp chưa, thì không có thần nào phù hộ mình đâu. Đó là tôi nói thật đó, có đụng chạm thì chờ tôi giảng xong rồi lát xuống chửi cho tôi kia. Đó là chân lý đó, Phật tử đồng ý chưa? Nhưng mà đây Phật tử khó chấp nhận là tại vì Phật tử chưa tin nhân quả. Đó là cái dạng người thứ nhất, là hạng người đến bằng niềm tin nha, tham cầu trong niềm tin. Cái này có nhiều không Phật tử? Có nhiều không? Có nhiều không? Trả lời có nhiều không? Phật tử mình có cái này không? Nếu có thì phải chỉnh đốn lại. Còn bây giờ qua cái dạng thứ hai nè, cái dạng này rất là hiếm có nhưng mà phước đức vô lượng luôn. Đó là đến với đạo á bằng cái tình cảm tôn giáo. Cái tình cảm đây không phải là cái tình cảm theo đời á, hay là mình cảm tình với ông sư rồi mình đến, không phải vậy. Hay là cảm tình với Phật giáo mình đến, mà tình cảm tôn giáo đây chính là cái sự biểu hiện cái tình cảm hy sinh và phục vụ. Chỉ mong giúp đỡ và xả ly, không mong cầu đền đáp báo ân. Tình cảm tôn giáo đúng nghĩa của nó đó, đó là cái tinh thần phục vụ, hy sinh lặng lẽ không đền đáp. Ví như Đức Phật Thích Ca ngày xưa đó, trong lúc ngài tu nhân á, thì ngài tu hành á, ngài vì chúng sinh. Có lần đó ngài là một vị thái tử, ngài đi trong rừng á, cùng với anh mình đi dạo rừng chơi đó, ngài thấy có một con cọp mẹ với 2 con cọp con bị đói nằm ở trong dưới thung lũng, bị đói gần chết. Và ngài thấy con cọp mẹ là tính ăn thịt con của mình để hết đói. Ngài thấy thương tâm cho loài cọp và muốn cứu con cọp con này khỏi bị con cọp mẹ nó giết, và muốn cứu cho con cọp mẹ này khỏi đói. Ngài hy sinh, ngài cởi chiếc áo của hoàng tử máng trên cây, ngài nhảy xuống cái vực sâu cho con cọp ăn thịt của mình. Đó là nói về cái đức hy sinh. Lúc mà ngài đang ở địa vị tu nhân đó, thì do cái đức của ngài quá lớn đi, ngài vừa nhảy xuống vực sâu rồi thì chư thiên, tức là trời đế thích á, nóng ruột quá, ngài nhìn xuống nhân gian có chuyện gì phi thường,
Thì Ngài thấy Thái tử có cái tâm Bồ Tát muốn hy sinh cứu cọp đói, Ngài dội vàng hiện thân xuống cho con cọp đừng ăn thịt của Ngài, ăn thịt của hoàng tử, và Ngài kiếm một con vật chết trong rừng đó, đem xuống cho cọp ăn, Ngài cứu vị Bồ Tát đó. Đó. Đây là câu chuyện nói rằng trải qua nhiều đời nhiều kiếp đó. Bồ Tát tức là tiền thân Đức Phật Thích Ca đó, Ngài đã nêu rõ cái tâm lượng từ bi của Đức Phật đó. Ngài đã thể hiện lòng từ bi từ ái thực tiễn để cứu giúp chúng sinh. Cho nên Phật dạy chúng ta, tôi muốn thành Phật, tôi muốn được có phúc đức, tôi muốn được có cơm ăn áo mặc, tôi muốn cho cuộc đời mình không có khổ đau, thì con người mình phải có biết hy sinh, tự thân làm lợi cho tha nhân, tự ép mình để chu toàn cho tha nhân, khác hẳn với người đời chỉ biết nhắm vào tha nhân mà thủ lợi, mang một cái tâm niệm ích kỷ. Cho nên cái người đến với đạo bằng tình cảm tôn giáo thì người đó phước đức hơn bằng cái người đến với đạo bằng cái niềm tin trong sự tham cầu vụ lợi. Thí dụ tôi nói giờ cái người Phật tử mình đến với đạo chỉ biết gian dái cầu sinh là thôi đi về, để đây là các người chỉ đến bằng cái niềm tin tham cầu thôi. Còn cái tình cảm tôn giáo á, khi mình đến với đạo rồi đó, mình phải biết sự hy sinh. Hy sinh đúng nghĩa của nó là mình biết phục vụ. Thí dụ như giờ Phật tử thấy cái người mà có tình cảm tôn giáo thì cái người này lúc nào cũng nhiệt tình với đạo hết. Thí dụ giờ trong đạo có hữu sự gì, thí dụ giờ một năm đại khái một năm có 3 ngày rằm lớn, ngoài ra trong đạo nhất là đạo Phật á, thì có những ngày lễ như là lễ Vu Lan, rồi là lễ Tự Tứ á, rồi lễ Dỗ Tổ, rồi ngoài ra trong đạo mình có những cái Phật sự gì đó. Một cái con người Phật tử mà có đạo tâm á, thì lúc nào họ cũng nhiệt tình, phải không Phật tử? Nhiệt tình coi cái chuyện trong đạo cũng như chuyện của gia đình. Cái con người Phật tử mà có đạo tâm á, thì lúc nào họ cũng nhiệt tình, phải không Phật tử? Nhiệt tình coi cái chuyện trong đạo cũng như chuyện của gia đình của mình. Mình đến sớm, ví dụ giờ tôi nói như ngày hôm nay rằm tháng 10, nếu Phật tử có cái sự nhiệt tâm đến với đạo bằng tình cảm á, thì người Phật tử đó sẽ suy nghĩ rằng trời ơi, ngày mai là rằm tháng 10 rồi, bất cứ chùa nào nha, Phật tử đi chùa nào cũng được đó, trời ơi, ngày mai rằm tháng 10 rồi, chùa của mình Phật tử bá tánh đến đông, mà không biết thầy của mình trong đó làm sao đây ta, để mình vô mình coi coi có ai đi chợ không, có ai nấu nướng phục vụ cho bá tánh thập phương không đó. Rồi ở rằm tháng 10 lớn đó rồi bá tánh đi mà không có ai quét dọn là rác rớt sạch sẽ không, son nồi ai chùi không, rồi là nhang đèn dầu đường có ai cúng không, vân vân. Người Phật tử đó có cái nhiệt tình lo cho đạo, mà lo theo cái khả năng của mình đến mình lo, mình phục vụ cho đạo, phục vụ cho tăng chúng, hay phục vụ trong sự hy sinh đó. Thì người Phật tử này có cái đức không? Phật tử có đức không? Có đức không? Còn cái này mình đợi tới ngày rằm vô cúng ớt nhang trái chuối rồi cái cầu gian sinh này đủ thứ kia, đó là tâm tham cầu. Đây là dạng thứ nhất thôi. Dĩ nhiên là nếu Phật tử có lòng thành, Phật tử cúng dường cũng có phước vậy, nhưng mà cái phước này nó ích kỷ quá. Bây giờ Phật tử cúng một giả gạo thì có phước đó, Phật tử cúng dường giả gạo cho Tam Bảo thì đời sau Phật tử có gạo ăn nha. Rồi là Phật tử cúng tiền có phước đó, nhưng mà cái phước này chỉ có riêng mình thôi, mà cái đức mình không có tỏ rộng trong cuộc đời đó. Rồi còn ngoài ra có nhiều người quan niệm thế này nha, có nhiều người nói là thôi tôi không đi chùa đâu, tôi ăn hiền ở lành là đủ rồi. Tôi chứng minh cho Phật tử, cái người mà nói câu đó đó hen, là người đó si mê lắm. Mới đây tôi đi giảng ở trên thành phố á, tôi chứng kiến câu chuyện cái bà này, bà chết. Bà từ lúc mà bà đi lấy chồng tới giờ, Phật tử bà hiền lắm Phật tử. Hiền không nói tới ai, ai làm gì làm không nói ai. Đó là ăn hiền ở lành đó Phật tử. Phật tử nghe kịp chưa? Từ nhỏ lớn không nói động tới ai, ai làm sao làm hen. Lúc nào cũng là cầu an hay thôi, hiền lắm, hiền ở lành là vậy đó. Chừng trái Phật tử không, đám ma của bà không ai đi đó. Chỉ có con cháu đi thôi rồi nằm đó rồi thôi, Phật tử không có vô phước gì đâu á. Tôi hỏi Phật tử bây giờ bà nhà ăn hiền ở lành thôi rồi mà không có làm lợi ích cho ai trơn á. Không lợi ích cho ai, hàng xóm ai có chết thì kệ họ. Ăn rồi gia đình anh em có gì cũng không đến. Rồi một người Phật tử mà nói ăn hiền ở lành thôi rồi quy ở nhà hoài đó là chết rồi, đám ma cha mình bệnh má mình bệnh rồi là muốn cho Phật tử đến đông, muốn cho ông thầy mình đến đánh giác mình, Phật tử có đến không? Ăn hiền ở lành thôi đủ rồi mà đủ không? Ăn hiền ở lành không đủ không? Ăn hiền ở lành đó là đó mà còn phải cái gì nữa? Ăn hiền ở lành nhưng mà ích kỷ quá. Phật tử nghe rõ chưa? Ăn hiền ở lành không phải đủ đâu, mà Phật tử phải biết thương người, hay quan tâm chia sẻ đến anh em, rồi phải là quan tâm đến lối xóm, tức là sống nới rộng cái thiện căn phúc đức ra để mà nghĩ đến mọi người, làm phúc đức người thì người ta mới cảm thấy đức mình. Cái tối ngày ăn hiền ở lành ở nhà không thèm nói tới ai làm sao làm,
cha chết cũng ngồi đó ăn trầu, mẹ chết cũng ngồi đó đánh bài đó. Vậy thì có ăn hiền lành vậy, người đó có đức không đó, mà tự nó nhớ rõ điểm đó ha. Cho nên chúng ta đến với đạo bằng sự nhiệt tình, bằng một cái tình cảm, giống như chúng ta là người con mà thật sự chân thật biết thương cha thương mẹ đó. Mặc dù mình đã có chồng có vợ, nên có chồng có vợ rồi, nhưng mà cha mẹ chúng ta già cả yếu đuối, khi mùa đông về hay mùa mưa đến, mình nghĩ đến cha mẹ, trời ơi, cha mẹ mình ở nhà không biết mưa tới nhà có dột không, cha mẹ mình bệnh hoạn có ai săn sóc không, mình nín ra mình về mình thăm mẹ mình lo cho mẹ mình chén cơm manh áo thuốc thang. Đó là cái tình cảm của chúng ta thật lòng hiếu thảo cha mẹ, thì cái người này có đức không Phật tử? Đó là tu đức nghe. Còn bây giờ người Phật tử thì mình cũng phải biết là có cái nhiệt tình, cái tình cảm tôn giáo, khi đạo chúng ta, khi chùa chúng ta có những sự, có hữu sự gì đó, Phật tử biết quan tâm, biết lo lắng, biết chia sẻ, biết nhiệt tình phục vụ cho Tam Bảo, phục vụ cho đạo tràng, là phục vụ cho đại chúng, phục vụ cho sự hưng thạnh của Phật pháp á, thì cái tình cảm tôn giáo này á là dành cho những người có nhiệt tình đó, thì cái người người này có đức độ. Thì cái người mà có đức độ rồi á thì được mọi, trước mắt là được mọi người thương mến. Và nói về sự vô hình á thì đức trọng quỷ thần kinh, thì cái người này đi đâu được nhiều người thương mến, mà được quỷ thần kính trọng, mà thật tình nhiệt tình tôn giáo. Bây giờ cái diệu pháp mà Đức Phật dạy cho ông lão này á là sống từ đây về sau ông làm cho cái mặt ông dễ thương. Thì cái mặt mà dễ thương đó là muốn cho cái mặt dễ thương là phải sống với chân thật lòng mình, và đến đâu không phải riêng đến với đạo, mình đến với mọi người, đến với nhà ai cũng vậy, mà đến nhà cha mẹ cũng vậy, đến với đạo cũng vậy, đến bằng sự nhiệt tình của con tim của mình, nhiệt tình khối óc mình đó, đó là tu đức. Phật tử đồng ý chưa, nói điểm này không? Mà cái diệu pháp này có nhiều người tu rất thành công, rất là thành công trong đời. Phật tử có nhiều Phật tử á là sống trên đời có nhiều người họ thương mến đó. Không có, bây giờ tôi kể hết tử nghe, có nhiều người Phật tử á, từ cái nghèo mà bây giờ một cái người Phật tử mà nghèo đi á, mà giờ đi chùa đó hết lòng công quả, hết lòng tu niệm, hết lòng lo tụng kinh, hen, rồi hết lòng là gánh vác cái Phật sự, hen, san sẻ, thì cái người Phật tử này là được mọi người thương mến phải không, và sẵn sàng ai cũng giúp đỡ. Hiện tại được nhiều người thương mến giúp đỡ cho Phật tử đó, rồi tương lai là cái người này sẽ được là cải tạo được cái nghiệp của mình. Cho nên cái tình cảm tôn giáo là sự nhiệt tình hy sinh phục vụ, không tính toán so đo, mà phục vụ với cái lòng chân thật, chứ không phải là miễn cưỡng lấy có như là trả nợ quỷ thần. Ví dụ giờ mình đến chùa mình làm công quả thì làm thiệt tình, mình tu cũng tu thiệt tình đó. Mà mình coi cái đạo của mình giống như là cái nhà của mình đó. Cái đạo cái chùa mình nó thạnh thì mình mừng, mà cái chùa cái thạnh nó si thì mình buồn đó. Mình phải hết lòng đó. Cho nên có nhiều người đã thành công về cái diệu pháp này. Mà bây giờ nói tóm lại, ngay cả bản thân tôi cũng thực hành cái diệu pháp này mà thành công trên đường đạo. Tôi kể tử nghe năm 1995 đó, tôi đây tôi nói ví dụ cho tử thấy điển hình thôi, chứ không phải là tôi đem cái tôi ra để phe. Năm 1995 thì tỉnh xá này rất là nghèo, rất là nghèo đến nỗi mà tôi lên tôi đốt nhang á, mà cái đòn tay nó rớt sau ót tôi á, là nó mát lạnh mà chút xíu nữa là chết, mà có Long Thọ Pháp nó đỡ, vừa lên đốt nhang thì đầu tay rớt sao ớt. Mà vị trụ trì đời trước ra đi để lại cho một cái gia tài quá nghèo khổ, mấy cái am cốc thì bà tử biết không, là cột bằng cái xua đũa, mà giường tre mình lợp lá, cái nhà bếp là không có một cái cà ràng nấu. Mà khi vị trụ trì đi giao tôi khổ tâm, tôi lên tôi lại Phật. Bà tử biết không, 10 giờ đêm tôi lên đốt nhang là Phật, cái Phật đại tổ, Phật tổ ơi, bây giờ con lãnh cái chùa này, bây giờ nó nghèo quá trời nghèo, bây giờ con phải làm sao đây, mà con này không có cái tiền bạc nhiều, lúc đó tôi có chiếc xe Honda thôi à đó. Mà tôi lại Phật, xin Phật phù hộ cho con xin trùng tu cái ngôi tịnh xá này lại, rồi tôi thỉnh tổ á, từ đây mà đi xuống nhà dưới Phật tử thỉnh tổ đi á, mà tôi giái nó kính bạch sư tổ đó, con về đây trụ trì mà con muốn trùng tu cái tịnh xá này lại, mà không có người giúp đỡ, xin chư tổ phù hộ cho con xây dựng cái Tam Bảo này á, để cho có người tới lui học đạo, để mà chuyển dương giáo pháp của tổ. Mà tôi bưng hình cho tổ đi, mà tôi tha thiết chân thành nhiệt tình để mà muốn sự xây dựng tịnh xá này. Mà tự biết không, là đây tôi nói về cái linh chút xíu nha. Rồi cái hình sư tổ tự nhiên sáng rực lên, sáng rực lên, là trong cái hình của sư tổ, hình giấy thôi mà nó sáng rực lên, mà ánh mắt của tổ như có cái thần ấy,
Và trên cái gốc cây bồ đề hồi xưa đó là có ánh sáng 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 rồi đó. Tôi biết tổ chứng chứng đồng thành của tôi. Rồi bắt đầu đó là tôi chỉ có xe Honda tôi bán thôi, được 20 mấy chỉ vàng đó. Bắt đầu đó là tôi lại Phật, nói Phật ơi, bây giờ con có nhiêu tiền đó mà con không thể để cái chùa này cứ mỗi lần mưa mà cái dột nát hết trơn, dột trên chánh điện dột Phật. Thôi bây giờ con có bao nhiêu làm nhiêu, con giờ xin dựng lên 4 cây cột đúc ấy, rồi con xin lợp bằng tầm vông, lợp lá cho miễn Phật không có mưa nắng gió thôi, Phật chứng minh cái lòng của con. Mà tôi vừa lại Phật mà tôi vừa chảy nước mắt tôi khóc đó. Ai dè khi bắt đầu cất xong, vừa khởi công cái Phật tử các nơi ta cúng về ta cúng mà làm được như ngày hôm nay Phật tử. Mà cái chuyện nó linh cho điểm này nha, khi mà cất xong rồi cũng vừa cạn tiền mà còn có 7 ngày nữa khánh thành. Mà khánh thành cái chùa không còn cái minh chiếu này chùa toàn là cái chiếu nát không à. Cái tôi khởi tâm tôi nói trời ơi, còn 7 ngày nữa khánh thành mà giờ chiếu chưa có, mà bây giờ biết kêu ai mua, bây giờ mà Phật tử cúng dường mấy tháng nay cất chùa cũng hết tiền mà giờ mà khánh thành tới làm sao đang biết nữa rầu nên lo lo. Ai giờ 3 ngày sau có cái bà với còn công bà trở lên 30 đôi chiếu. Cái bà lên gặp tôi, cái bà hỏi ông sư cái chùa này là nghe nói còn tầng nữa là có lễ lớn đó là phải ông sư. Tôi ngạc nhiên đó, bà sao bà biết ở đâu, bà đến đây bà biết. Trời ông sư biết không, tôi ở Gò Công á, tôi cũng thường hay chở chiếu cúng dường các chùa nào thiếu thốn á. Mà hôm này tôi tụng kinh á, cái tôi ngồi thiền cái lim dim, tôi ngồi niệm Phật lim dim, tôi nghe tiếng gọi văng vẳng là bà thường hay đi cúng chùa này kia. Bây giờ bà đi về hướng Tây á, tức là còn Tây á, bà hỏi thăm có một cái ngôi chùa, tức là cái ngôi tịnh xá đó, nói rõ ràng luôn là sắp sửa làm cái đại lễ chư tôn đức về đây dự lễ. Đây là cái hội bà cúng dường để cầu phước. Đó, chùa đó bây giờ không có chiếu mà sắp làm cái lễ lớn. Cho nên tôi nghe vậy tôi mới hỏi thăm lên đây, mà phải có không sư? Nó có bà ơi, 7 ngày nữa là lễ khánh thành rồi. Bà cúng về mà chư thiên á, long thần dẫn bà đi cúng cái này đó là bà có phước đức đó. Bà cúng 30 đôi mà thôi. Cho nên con người có cái lòng thành đó ha, mà lo cho đạo rồi á, thì sẽ những bực phước mặt phước mài long thần ngộ pháp sẽ ủng hộ cho ta. Phật tử có tin không? Phật tử tin không? Tôi thì có tin hoàn toàn luôn á. Còn bây giờ Phật tử đến với đạo bằng cái tình cảm tôn giáo đi, nhiệt tình hy sinh trải thân phục vụ cho đạo, mà đừng có bao giờ, đừng bao giờ mà tính toán quyền lợi riêng tư của mình đó, thì còn hơn Phật tử tụng kinh hay là bố thí. Do cái đức đó mà nó chiêu cảm cái quả phúc đến với mình. Đó là cái dạng người đến với đạo bằng tình cảm tôn giáo, hy sinh phục vụ lo lắng cho đạo tràng, cho tam bảo. Nên mình phải coi cái tam bảo cũng như là cái ngôi chùa, coi như là cái nhà thứ hai của mình. Mà mình hết lòng mình lo tùy theo khả năng của mình. Mình có tiền thì mình lo tu bổ, không có tiền thì mình đem cái công của mình ra nhổ cỏ, quét sân, lo dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị những ngày rằm lớn. Rồi bây giờ người ta tu, hay những người nào mà bận rộn quá, đơn chiếc quá người ta không đến được, mà mình thành tâm mà mình đến được thì mình lo trước một bữa, hay lo cho cái đạo tràng được sung túc. Mình lo, mình tu không được mình lo cho người ta tu. Mình không có tiền ai cúng tiền mình quan hỷ, mình cúng cái công, mà chủ yếu là mình thật lòng. Thật lòng thì người đó sẽ được phước đức vô lượng đó. Thì đó là người đến tình cảm tôn giáo, thì đó là người có đức. Mà người xưa nói rằng có đức mặc sức mà ăn. Hồi nãy giờ tôi trình bày Phật tử nắm rõ rồi phải không? Thì là mong rằng Phật tử nghe cái thời pháp này rồi thì đừng như là nước đổ lá môn, đừng như là nước đổ đầu dịch. Nước đổ đầu dịch sao? Phật tử nghe pháp này tôi mong là nó động lại trong tâm hồn Phật tử những cái ý pháp này. Và Phật tử có thật sự quyết tâm tu hay không? Quyết tâm chuyển nghiệp hay không? Nếu Phật tử quyết tâm chuyển nghiệp thì từ đây về sau Phật tử phải chuyển lại. Nếu mình đến với đạo Phật, đến với đạo tràng mà đến bằng một cái niềm tin, cái dạng niềm tin trong sự tham cầu vụ lợi đó, thì cái đó là cái phước nhỏ nhoi thôi. Còn nếu Phật tử đến với đạo tràng, đến với đạo Phật nói riêng á, mà đến bằng một cái tình cảm của tôn giáo là nhiệt tình đối với đạo á, thì đây là Phật tử tu đức. Mà cái đức này á thì mặc sức mà ăn hết đời này đến đời sau, đời con đời cháu nữa. Mà tôi nghe rõ chưa? Mà người có đức rồi thì nó trổ cái đức ra rồi, tướng tốt nó đẹp đẽ lắm. Cho nên cái lòng thành là yếu tố quan trọng nhất. Cho nên xưa kia có cô gái ăn bài, xin ăn từ sáng tới chiều có 2 đồng tiền bằng kẽm thôi. Mà cô đi ngang cái chùa đó, thấy cái chùa đó đang xây dựng á, cái cô phát tâm nói trời, cái chùa đó đang xây dựng á là chắc là thiếu thốn. Mà bấy lâu nay nhiều đời mà nghèo khổ quá, cho nên bây giờ đây sẵn dịp để mình làm phước.
để mà cải tạo cái nghiệp khổ tương lai. Cho nên cô ta đem 2 đồng tiền kẽm nó ra vô cúng dường cho chùa hết. Cái người nghèo mà xin ăn từ sáng tới chiều có 2 đồng tiền kẽm thôi, mà nếu bữa đó mà cúng chùa thì bữa đó nhịn đói phải không tử? Mà cô hết lòng mà cúng chùa xong rồi, cái ông hòa thượng trụ trì trong chùa ông ta đắc quả nha, ông ta biết được cái tâm cô gái này, cho nên ông ta lật đật mặc áo cà sa nha ra là đánh chuông chứng minh cho cô gái này à, và chúc lành cho cô gái này được như sở nguyện. Là 2 đồng tiền kẽm này á, là 2 đồng tiền kẽm vật ti ít, nhưng mà cái đức của cô nó quá lớn phải không tử? Cho nên cô thành tâm cúng dường 2 đồng tiền kẽm đó. Thì 1 năm sau từ từ cái đức nó cô ta chỗ ha, một cô gái ăn mài xấu xí mà nhưng có đức là từ từ sao nước da cô trắng ra. Hồi đó nước da bánh mật, nước da bánh ít, từ từ nước da cô trắng ra, cái từ từ sau cái tướng cô tốt đẹp đó, từ tướng tốt đẹp. Cái bữa đó cái cổ nằm bên gốc cây bên lề đường á, cổ nghỉ trưa thôi, bữa đó ăn xin về cũng nghèo ăn xin, mà tại càng ngày nó càng cái phước tướng nó chỗ ra là do cái đức ở bên trong á. Thì có một vị hoàng tử á, đi du ngoạn đi ngang, cái thấy cô gái ăn mài mặc áo rách rưới á, nhưng mà sao mà cái dung nhan nó tươi sáng phúc hậu gì đâu á, thì thái tử mới xuống ngựa mới cho người kêu cô gái nó dậy hỏi nhà cửa, xong biết cô này ăn mài bồ côi cho nên á, mà có phúc hậu quá, thì hoàng tử á, muốn chọn một người phụ nữ mà phúc hậu đức độ về đấy mà sau này á, là cai quản tam cung lục viện là mẫu nghi thiên hạ. Hoàng tử không có chuộng thì giàu sang, trong cung thì thiếu gì là cung nữ mà bao nhiêu người đem gả công chúa. Mà thái tử thấy những nàng công chúa mà mình đến cầu hôn á, đẹp thì có đẹp nhưng mà kiêu xa quá, kiêu xa rồi á, là ích kỷ quá, lộ ra những cái nét thái tử không chịu. Thì thái tử mới hỏi cưới cô gái này. Mới đầu là vua cha phản đối, nhưng mà tùy thái tử đã quyết tâm cưới thì cưới cô gái này. Và một thời gian sau thì vua cha băng hà thái tử lên làm vua, và cô gái này trở nên hoàng hậu. Một cô gái ăn mài mà trở thành hoàng hậu chỉ cũng có 2 đồng tiền kẽm thôi, nhưng mà yếu tố nào? Yếu tố này chỗ thành thật, thái tử nghe rõ cho thành tâm mà cũng dược thì của đi sơ mà lòng rất là hậu, tấm lòng của cô đó là cái đức của cô. Nếu mà khi cô làm hoàng hậu rồi á, thì cô cho chở đến 2 chiếc xe tiền bằng vàng, tức là đồng xu mà bằng vàng á, mà 2 chiếc xe giống như xe ba gác, 2 chiếc xe tiền bằng vàng đến cúng chùa, cúng cái chùa đó nữa. Thì ông hòa thượng này á, cũng còn sống, cho nên ông hòa thượng này không có đắp y cà sa ra chứng minh, mà sai đệ tử mình ra để mà đáp lễ vị hoàng hậu đó. Thì hoàng hậu á, mới thấy gì ngạc nhiên, mới cho mời vị hòa thượng ra, mới nói rằng hồi xưa tôi còn là cô gái nghèo khổ ăn mài, tôi cúng 2 đồng tiền kẽm, mà tại sao hòa thượng thân hành đắp y cà sa ra chứng minh cho tôi, chúc lành cho tôi, còn hôm nay tôi cúng 2 chiếc xe tiền bằng vàng mà sao hòa thượng không ra mà sai đệ tử ra mà đáp lễ tôi là sao? Thì hòa thượng nói rằng ngày xưa định bà là cô gái ăn mài nghèo khổ, nhưng mà cái lòng thành quá thiết tha, cho nên ngoài bằng tăng ra thì không ai đủ đức để mà ra báo đáp bà. Còn hôm nay bà là hoàng hậu rồi, cao sang rồi, nhưng mà cái tâm cúng dường ngày xưa không có thiết tha nữa, của đi hậu nhưng mà cái lòng nó sơ bạc rồi, cho nên nó là ngoài ai chứng minh cũng được, cho nên bằng tăng không ra là vậy đó. Thì hoàng hậu nghe vậy hối hận quá, xin sám hối với hòa thượng, và từ đó hoàng hậu lo tu nhân tích đức. Thì đời đời hoàng hậu này nếu mà đã giàu sang mà có đức độ nữa, mà không sơ bạc không kinh người nữa, thì cái đức đó là lưu lại đời đời kiếp kiếp. Phật tử nghe lắm rõ chưa? Thì chúc Phật tử mình về đây từ sau là ráng tu đức nghe, ráng tu đức và đến với đạo bằng cái tình cảm nhiệt tình của một người Phật tử. Đó là chúng ta tu đức thì người này là trong đời này thôi, hiện tại thôi, cái người đó đi đâu là người ta thấy là muốn cho mượn tiền là chứ nhất, rồi không nữa là ta thấy mình đến là ta muốn cho mình có gì để đem đãi mình ăn, còn thấy cái mặt mình xa cái bà quỷ đến giấu đi con, giấu bánh trái cây bánh tét rồi giấu hết đừng cho bà ăn thôi, có tiền cũng gài trong tay là không móc nữa. Quý Phật tử thường nghe các bậc cổ đức á, thường dạy cho chúng ta đó là có đức thì mặc sức mà ăn. Phật tử có nghe câu này không? Có không? À, ngoài đời tử là nghe câu này ông bà ta nói nó hoài đó ha, có đức mặc sức mà ăn. Thì đây chính là cái câu mà người xưa nói á, thì cái câu này đây là cái căn do chánh yếu của sự ngu mê nghèo khổ hoạn nạn tai ương. Như vậy thì cái người mà không sanh ra đời mà không có cơm ăn áo mặc, sanh ra đời nghèo khổ đói khát là do cái gì? Là do thiếu đức. Mà tôi nghe rõ chưa? Có đức thì mặc sức mà ăn, còn bây giờ mình làm người mà không có cơm ăn áo mặc, mình nghèo khổ là do cái gì? Căn do là tại không có đức. Mà tôi nghe rõ ha, đó là do cái đức. Đức là quan trọng nhất, đức nó quan trọng hơn cái phước nữa đó.
Phật tử đó, mà đa số người đời chúng ta nói chung là Phật tử chúng ta nếu không học Phật á thì chúng ta chỉ đi tìm phước thôi, đi cầu phước thôi. Thí dụ giờ Phật tử đi chùa làm công quả, nấu cơm xếp bát, bố thí cúng dường cho người ăn nghèo, người nghèo ăn mày ăn xin á, đó là Phật tử chỉ đi tìm phước thôi. Nhưng mà ít có người Phật tử nào đi tìm đức hay là tu đức. Cho nên đó là phước là phước mà tội là tội. Còn con người có đức rồi á thì cái đức này nó diệt tội, nó chuyển nghiệp mình đó là. Còn cái phước là phước, tội là tội, chỉ có đức mới diệt tội. Cho nên Phật tử thấy có nhiều người làm phước thì làm phước dữ lắm, bố thí cúng dường lắm, nhưng mà không có tu đức. Cho nên tánh tình thì gian tham, tánh tình thì là tham sân si dữ dằn. Cho nên cúng bố thí thì bố thí, đi chùa thì đi chùa, nhưng mà đụng chuyện thì chửi á thì có không thua người đời. Có không Phật tử? Đụng chuyện thì chửi thôi, bởi ta nói ăn mặn nó ngay đó, ăn chay nó dại đó. Cái người ăn chay nó láo còn hơn người ngoài đời đó. Có không Phật tử? Phật tử thấy có không đó? Cho nên là khi mình tu đi chùa đi chứ mà đụng tới thì biết, đụng tới là không có nhịn ai. Như vậy là Phật tử chỉ tu phước thôi, không có tu đức. Cho nên chính vì không có tu đức cho nên chúng ta khốn khổ hoài. Cho nên cổ đức dạy có đức mà sức mà ăn á, đây là cách chỉ dạy của người xưa để mà chúng ta có cơm ăn áo mặc, không bị đói nghèo, không bị tai nạn vô phước. Mà cái câu này thì ai cũng hiểu chứ, mình thường nghe người ta nói hoài, ông bà mình nói lại đó thì mọi người ai cũng hiểu, cũng biết cái câu dạy có cổ nhân á, có đức mà sức mà ăn. Nhưng mà biết là biết, mà biết trên cái lý chung như thôi. Nhưng có nhiều người không rõ đó, đức là cái gì. Có nhiều người không hiểu cái đức là cái gì chẳng á. Mình nói là có đức mà sức mà ăn, đức trọng quỷ thần kinh, nói thì nói nhưng mà không biết đức là cái gì. Mà phải làm sao cho có đức. Đó, đây là cái quan trọng nhất mà cái bài pháp hôm nay tôi muốn gửi đến phi Phật tử á, là đức là cái gì. Rồi là phải làm sao cho có đức để được mặc sức mà ăn. Cho nên nghe thì có nghe, nói thì có nói thì cũng nói theo người ta. Người ta nói vậy còn nói theo vậy, nhưng mà rồi nghèo khổ vẫn nghèo khổ hoài. Nghèo khổ hoài, thiếu ăn cũng thiếu ăn hoài. Cho nên là có nhiều người là đã nghèo đã khổ rồi, lại còn mắc eo mà Phật tử từng nghe nói đã nghèo còn mắc eo nữa. Phật tử biết nghèo mà mắc eo là mắc sao không? Nghèo mắc eo là sao biết không? Có một cái chùa đó tôi đi giảng á, tôi đến chùa đó tôi giảng. Cũng còn dư thì giờ. Thì gần cái chùa đó cái có một cái nhà gần cái chùa đó, mà cái nhà của cái này cái người ở xóm thôi, người dân ở xóm của cái ngôi chùa đó thôi, nghèo khổ tự biết không, đi làm thuê làm mướn á, mẹ đi ra cánh nước mướn, con thì đi đi bốc vác, đói đi ra cánh nước mướn, con thì đi đi bốc vác, đói khổ lắm. Cho nên ngày ăn có bữa cơm mà sáng không ăn điểm tâm, rồi trưa ăn một bữa thiệt no, rồi qua ngày sau ăn thì quá nghèo khổ đi. Rồi bà tự biết không, một hôm cái bà mẹ đó mới dành dụm được cái tiền mà đi làm mướn làm thuê đó, mới mua được cái nồi nấu cơm. Nhà không có nồi nấu cơm nữa, cái nồi nó cũ rồi đó, nó bị sức quay cho rồi nấu đỡ thôi. Cho nên dành dụm mua được cái nồi nấu cơm, mà nồi bằng gang nấu cũng được mấy lít gạo. Mới mua nấu được bữa, cái bữa đó cái bà đi, nhà nghèo đâu, cửa đâu có chắc đâu, cuột lại, gài rồi lấy dây cuột lại, ăn trộm vô chôm của bà, lấy cái bà cái nồi mất tiêu, cái nồi bằng gang. Thôi ơi, bà đi về, bà đứng bà chửi tan nát luôn. Thì tôi đến tôi giảng, tôi đứng kế cái nhà kế gần chùa, tôi nghe hết trơn, tôi hỏi đầu do sao, nó trời, bà nghèo mất cái eo, thầy ơi, nghèo khổ rồi chết mới mua cái nồi trộm vô đây đó, cái đó nghèo mất eo là vậy đó, tôi biết không. Thôi rồi bà đứng bà chửi, trời, bà chửi độc địa, tôi không dám lặp lại nghe, bà chửi bà đào mồ cuốc mã tiên sư thôi chứ trời, bà môi hết dòng họ cái thằng ăn trộm đó, thằng ăn trộm nào mà lấy bà chắc cũng nhứt mình. Bà tử thấy không, như vậy là cái người này có đức không bà tử? Đã nghèo mà còn dữ nữa, thấy không. Thay vì cái người có tu á, mà nếu bà tử mà tu á, bà tử hiền á thì thôi lỡ mất là thôi ha, bà tử niệm Phật thôi, tại cái số của mình số nghèo cho nên á là mới vừa sắm cái nồi mình mất, thì đó là mình có tu đức. Cái người có tu đức á thì thôi, và cái số mình mất cái nồi thôi, giờ ráng làm ăn kiếm nữa rồi giữ gìn cẩn thận, thì đó mình tu đức. Còn đã nghèo rồi không có đức, mất cái nồi thôi mà bươi cả dòng họ, ông nội ông ngoại ông có ông sơ mà chửi tràn gian đại hải ra vậy, thì đây là con đâu có đức phải không tử? Đó, cái đức là ở nơi chỗ nội tâm của chúng ta, mà tử nghe rõ chưa? Đó, cho nên Phật tử biết là cái người mà nghèo khổ á thì không có học Phật á, để khi mà lâm vào cái hoàn cảnh gì đó là họ dữ dằn lắm, họ không có cái phước. Cho nên chính vì không có cái phước, không có đức, cho nên nhiều khi cái lộc nó đến rồi mà họ không có ăn.
Như tại Tịnh Xá của mình đó, hồi năm ngoái á, thì bên hông Tịnh Xá tôi có bữa đó tôi thấy có cái bà đó cũng 40 50 tuổi, bà làm cỏ, làm cỏ cái tôi mới kêu nói cô ơi cô có làm cỏ đó, thì cô vét ba cái cỏ dưới mương lên cho nó đường mương nó sạch, là nó thông cái đường mương lặn nước ra vô lặn có nước, thì tôi tưới kiểng. Cái cổ nghe kêu vậy cổ dạ dạ cái thấy cổ nghèo quá, tôi mới lấy cho chai nước tương với 50.000 biếu cổ, thấy cổ nghèo khổ quá. Là cái tôi dặn lấy 23 tháng chạp tới đây á, tại Tịnh Xá tôi có tổ chức cái quỹ lạo cho đồng bào nghèo. Bữa đó cô đi vô đi, tôi dành cho cô phần quà. Rồi cô nhớ là cô nhắc lại là tôi là cái người làm cỏ kế bên Tịnh Xá đó. Ông sư hôm trước ông sư có kêu tôi á, thì tôi vô đây thì sư cho tôi. Thì cô nhắc vậy đó thì tôi sẽ nhớ. Và tự biết không là tôi cũng thật lòng thương cái người nghèo. Chỉ vét ba cỏ với mương lên mà cho chai nước tương ăn dưới 50.000 về có mua gạo ăn đỡ, rồi nửa tháng nữa là tới ngày 23 tháng chạp. Nhưng mà Phật tử biết không, cô này không có cái phước để hưởng cái lộc đó, cho nên ngay cái ngày 22 á là cổ chuẩn bị rồi. Cổ gia đình rất nghèo, người chồng thì bị bại sụi, hai đứa con thì nó khổ, đi bán vé số nghèo khổ lắm. Rồi á là 22 là cổ nói là ngày mai này mẹ đi vô Tịnh Xá đó, mẹ sẽ lãnh quà của ông sư cho, để về á là mẹ nấu một bữa cơm thiệt ngon cho các con. Nhưng mà chiều sáng 22 cái ta bị đụng xe, đã bị xe đụng, ta nói chở vô bệnh viện cấp cứu là hơi thở còn mong manh, còn tự hơi thở mong manh đó. Mà cái bệnh đó là chết, nhưng mà cô không chịu chết, tại vì còn còn nhớ cái 23 là lãnh quà nè, mà chết đâu có đành, mà trong khi hai đứa con thì đang nghèo khổ nữa, cho nên cổ cà hứa và cổ chờ tới lãnh quà được cổ mới 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 chết. Nhưng mà bây giờ bệnh nằm vậy đã bị thương tai nạn vậy là làm sao lãnh quà được, thì cổ có nhờ cái người bạn cổ á, người bạn có vô thăm á, cổ mới thiều thào cổ nói bây giờ nếu mà em thương chị á, em vô Tịnh Xá Ngọc Đồng bữa 23 đó, em vô em nhắc với ông sư trong đó là ông sư có hứa cho chị á, là một phần quà 10 kg gạo với tiền với nước tương gì đó, chị lãnh giùm em, lãnh giùm chị chứ chị đi không nổi. Thì cái người người bạn ở cổ á nghe vậy thương tình, cho nên cái bữa 23 Tết năm rồi đó thì cô vô cô lãnh, cô nhắc lại mới hỏi sao cô kia không đi. Tại tôi nhớ mặt mà, thì cô kể tình trạng vậy, nó trời sao khổ vậy, cho nên tôi cho thêm thay vì 10 kg gạo nó tương đương mà 50.000 thì tôi cho thêm 100.000. Thì cô đem về, cái cổ vừa nhìn thấy món quà xong mà tự ban đem về món quà thì cô giao cho hai đứa con cô, xong rồi cô mới nhắm mắt ra đi. Và tự đây không chờ lãnh quà về cho con rồi mới chịu chắc. Và tự đây không, đó là cái cảnh đói nghèo của nhân gian mà Phật tử nghe trên trên cuộc đời là rất nhiều các hoàn cảnh thương tâm vậy đó. Đó thì bây giờ Đức Phật dạy cái diệu pháp mà chúng ta tu tập đó, thì Phật tử nhớ rằng á, phần đông mọi người chúng ta đó đều hiểu những cái câu nói có đức mà sức mà ăn, nhưng mà Phật tử để kỹ đi, không ai quyết tâm làm cho được nè, để mà sao làm sao cho có đức để mình có mặc sức mà ăn, để thoát khỏi cảnh đói nghèo. Nhiều khi chúng ta nghe họ biết vô vui vậy thôi, nhưng mà không chịu quán xét, không chịu thực hành, không chịu tu đức, cho nên nghe phớt phớt qua lỗ tai rồi thôi, rồi chúng ta trở về đời rồi tánh nào tật nấy, cũng gian tham, cũng hung dữ, ăn rồi cũng là ăn ở cũng thất đức, không có tình người á, thì đây là cái căn do chính yếu mà làm cho con người chúng ta ngu mê và đói nghèo mãi, là tại vì chúng ta không quyết tâm tu tập để chúng ta được có cái đức. Thì bây giờ cái diệu pháp tu tập để thoát khỏi đói nghèo á, thì đây là cái câu chuyện mà thở Đức Phật còn sinh tiền á. Thì một hôm Đức Phật cùng với A Nan và chư thánh chúng á, trên con đường mà Đức Phật đi du phương hành đạo thuyết pháp độ đời đó, thì Đức Phật đi ngang một cái làng đó, thì có một ông ăn mày này rất là nghèo khổ đói rách. Ông ta đứng bên lề đường á, ông nhìn thấy Đức Phật sao mà tướng tốt quá. Phật tử nhớ rằng Đức Phật là một vị thái tử đi tu, mà trong kinh đó nói rằng ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà lại xuất thân từ một vị hoàng tử là con của vua. Cho nên nói về cái phước tướng á, cái tướng của ngài rất đẹp, mắt tai mũi lưỡi tướng này rất là đẹp, tỏ ra hoàng tử là con của vua. Cho nên nói về cái phước tướng á, cái tướng của ngài rất đẹp,
mắt tai mũi lưỡi tướng này rất là đẹp, tỏ ra một cái phước tướng và tỏ ra một cái đức độ, và nét mặt ngài tỏ ra một cái từ tâm. À, rồi ông ta dòm lại mình á, ông ta thấy mình sao nghèo khổ bần cùng xấu xí, nước da đen sạm tay chân này nước nẻ, ông ta thấy tủi thân và ông ta ngưỡng mộ Đức Phật quá. À, và ông ta thường nghe nói rằng trên cái nhân gian này có một vị Phật ra đời, chắc đây là ông này đây. À, cho nên ông ta mới đến á, khiêm cung á, là cúi chào Đức Phật. À, rồi ông ta mới hỏi Đức Phật, ông ta than thở, ông ta than thở với Phật á, là về cái nghèo, cái đói, cái khốn khổ, cái bất hạnh của mình. Rồi ông ta mới chắp tay xin Đức Phật là xin Phật từ bi chỉ dạy, giúp đỡ cho con một cái phương cách gì đó để mà cho con thoát khỏi cái cảnh đói nghèo khổ sở bất hạnh này. Đó. Thì Đức Phật nhìn cái người đàn ông này một hồi, Đức Phật thương tâm và cảm thông được cái nỗi khổ của ông. Rồi Đức Phật mới từ tốn, mới nói với ông lão ăn mày này như sau. Đức Phật nói rằng, này ông lão, nay Như Lai chỉ cho ông một cái phương cách thật dễ nhớ, dễ làm. Ai mà làm đúng cái phương cách này, như vậy người đó đều thành tựu được. Vậy ông hãy lắng nghe, ghi nhớ và thực hành cho được. Như vậy thì ông có muốn đói, muốn nghèo cũng không được. Đó, đây là Đức Phật phiên ông lão là thực hành cái pháp này. Bây giờ Phật tử có chịu nghe cái pháp này không? Ai muốn thoát khỏi đói nghèo là ráng nghe nha, nghe cái pháp này rất là hay nha. Đó. Thì lúc bây giờ chư tăng theo Đức Phật rất đông. Thường thường Đức Phật đi đâu là có 1250 vị sư đi theo, đi cùng với Phật. Thì mấy chư tăng này nghe Đức Phật nói thế thì rất là ngạc nhiên. Vì cái ông lão này á, chư tăng nhìn thấy ông này vừa nghèo khổ mà vừa dốt nát, mà tướng thì nó bần cùng, tức là nó dòm con người rất là khốn khổ. Mà bây giờ nếu bây giờ mình nói thật ra đó, thật tình mà khó dùng cách phương pháp gì để cho cái ông này thoát khỏi cái đói cái nghèo, quả mai là chỉ cho ông ta cái cách gì đó đủ ăn đủ mặc thôi, chứ chưa dám nói là thoát khỏi nghèo khổ. Cho nên chư tăng cũng hơi hoang mang. Cho nên chư tăng đều là yên lặng để mà cố ý lắng nghe xem Đức Phật chỉ dạy điều gì. Đây chắc phải là một cái diệu pháp gì đó. Tại vì chư tăng thường theo Đức Phật á, thì Đức Phật thường dạy rằng á, cái đói hay cái nghèo khổ á, đó là quả báo của cái nghiệp nhân mà chúng sanh nó tạo ra nhiều đời. Phật tử nhớ rằng cái người sanh ra mà phải nghèo khổ đói khát, tật bệnh tai ương, cuộc đời luôn luôn gặp nhiều bất hạnh á, đó là Đức Phật thường dạy, đó là cái quả báo của những cái nghiệp, những cái tội lỗi mà mình đã tạo ra nhiều đời. Mà bây giờ muốn thoát khỏi nghèo khổ đó thì phải tu nhân tích đức, làm phước thiện nhiều đời mới chuyển đổi cái quả nghiệp đó. Mà bây giờ Đức Phật chỉ dạy cái pháp này chỉ là thoát khỏi cảnh đói nghèo trong hiện tại. Và tự thấy đây là một cái diệu pháp rất là hay, chắc là vi diệu lắm. Cho nên chư tỳ kheo, chư thánh tăng là cũng là nôn nóng chờ Đức Phật dạy như thế nào. Cũng như mới hôm qua ngày 14 đó, có cái ông đó, ông tự biết không, ổng cục hết hai cái giò, không biết ở đâu ông chống nạn vô đây ông xin gạo. Rồi thôi tôi cũng cho ổng gạo chút đỉnh tiền. Rồi cái ổng thấy có một cái Phật tử ngoài chợ vô mượn cái đĩa để coi, vô xin đĩa giảng á, về coi. Cái ổng thấy vậy ổng nói, ông sư cho tôi đĩa chứ. Cái tôi hỏi ông nghèo, không phải tôi khi dễ ông, mà hỏi ông nghèo thế này là có máy hát đĩa không? Ông nói có, cái máy nó cũ của người ta cho. Ông sư cho tôi đĩa thì tôi coi cho tôi chứ. Tôi cầm tôi đưa cho ông cái đĩa mà sao tôi có cái gì đó nghi ngại, là thấy ông này nó nghèo khổ quá mà lại bị cục hai cái giò nữa, mà bây giờ ông ta nghe cái này thì không biết ông ta tu được không. Mà tới nghe kêu không tu được không, tại vì tu là phải có cái vốn, tức là con người là phải có cái phúc đức làm sao thì tu mới trổ được. Giống như bây giờ mà tự thấy như một cái cây này nó già, nó cằn cỗi rồi, bây giờ mình tưới phân vô thì có dựng chạy được không, mà tử được không? Một cái cây mà nó già, nó cằn cỗi rồi, bây giờ mình có tưới phân vô nữa thì biết bao nhiêu tâm trời ra. Như cái ông này đã nhiều đời nhiều kiếp ông làm nghiệp gì đó, bây giờ phải cục hai giò nghèo khổ ăn xin, bây giờ có nghe được cái băng đĩa này nữa thì bất quá thì cũng có niềm tin vậy thôi. Mà nói tu thì ông ta bắt đầu tu từ đâu?
Ông tự thấy không? Thôi thôi, nhưng mà ông cần là cho biết đâu thì ông nghe cái đĩa này về, ông hồi tâm lại, ông hiền bớt cũng được. Ông hường hiền bớt, ông có sinh ra không cho, ông không chửi người ta cũng được rồi. Mà thấy nghe kẹo chưa, cho nên suy nghĩ là cho ông cái đĩa. Đó, thì cái ông lão này giống như vậy đó, chư tăng cũng nghi ngại. Thì bây giờ á, chưa Đức Phật mới bắt đầu, Đức Phật dạy cho ông ta cái diệu pháp. Và tự lắng nghe nha. Đây là cái diệu pháp rất là quan trọng mà ai cũng cần phải tu, mà tôi cũng đang tu nữa, tu cái pháp này nữa đó. Đức Phật dạy rằng ông lão hãy ghi nhớ đây hen, là bắt đầu từ đây á trở đi á, ông lão hãy sống như thế nào cho cái mặt của ông á ai thấy cũng mến thương được, như thế á thì ông có muốn nghèo muốn đói muốn khổ cũng không thể được hả. Thầy tự thấy dễ ợt không? Là Đức Phật dạy là ông lão á, ông hãy ghi nhớ đó, là bắt đầu từ đây á, ông sống như thế nào mà cho cái mặt của ông ai thấy cũng mến thương được, như thế thì ông có muốn nghèo muốn đói muốn khổ cũng không thể được. Phật tử thấy và tự nghe vậy tự hiểu gì không? Làm sao cho cái mặt mình dễ thương? Bây giờ cái mặt Phật tử có dễ thương không? Có không? Bây giờ bây giờ Phật tử mình về là lấy cái nghe là tôi mỗi ngày đi ha, Phật tử về lấy cái gương dò vô cái mặt này có ai thương không ta? Ha, cái mặt này trần ăn trăng quấn, cái mặt này khó đăm đăm, cái mặt này đã quả quọ giờ, cái mặt là thấy ghét rồi sẽ thương được. Mà ta ghét mình thì ta có cho mình không? Ta ghét mình giúp đỡ mình không? Mà Phật tử biết không, có nhiều người cái mặt khó ưa nha Phật tử, có không? Dòm cái mặt là có nhiều người, có nhiều người cái mặt dòm là thấy không có cảm tình, là dòm cái mặt sao mà nó quạo vọ nhăn nhó, nhất là cái mặt người nào mà tối ngày cái nhăn nhó quạo vọ đó ha, thì cái người đó khó thương rồi. Rồi nói cái gì, cái mặt của mình nhiều khi giận chồng giận con là cố chấp này kia, mặt lúc nào cũng quạo vọ, mặt lúc nào cũng cao có đụng chút gây được chút giận hờn á, thì cái mặt này nó nghèo chết luôn. Phật tử đồng ý không? Cái mặt mình á, cái mặt mình nó cũng nói là phước báo của mình, mà người ta cho mình mượn tiền hay không cũng nhờ cái mặt. Còn này mà giá cái mặt khó ưa mình mà đi mượn tiền là không có một cách đâu. Rồi tới nghe kiểu được. Rồi bây giờ mình có nghèo khổ nào muốn ta giúp mình á, mà cái mặt mình nó khó khăn quá không ai cho mượn nữa. Đó. Cho nên cái Phật tử biết không, cái mặt nó quan trọng đó Phật tử. Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Cho nên á là Phật tử bắt đầu từ đây về sau Phật tử coi cái mặt của mình có dễ thương không. Mỗi sáng mà trước khi đi chợ á, dòm vô cái gương coi cái mặt của mình chút đi. Cái mặt mình sửa cái mặt lại. Cho nên trong bảy cách tu có người nghèo đó, thì trong đó có cái tu là hòa nhan thí, là bố thí cái khuôn mặt. Có nhiều người sáng đi ra chợ không biết ai ăn gì của mình, nó ra ngoài chợ đi mua hàng hóa, mua này kia đó, rồi trả treo mà cái mặt khó khăn cây gỗ. Có nhiều người đi chùa giận chồng đời, giận ai không biết đời kiếp nào á, mang cái mặt khó đăm đăm đi vô tới chùa luôn. Rồi Phật tử hỏi thăm, bữa nay chị làm gì buồn vậy, sực người ta luôn. Rồi ông thầy ông sư không biết nay sao bà hay cô làm gì thấy nét mặt buồn đau khổ vậy, cự ông sư luôn, nói sư sư biết gì sư hỏi. Ông mới chửi tôi nè, hen, bây giờ chồng chửi mình đó, chuyện của mình, còn vô chùa ông sư hỏi bác mớ gì gây ông sư. Phật tử rồi huynh đệ không hòa nhau, cho nên cái mặt của mình đi đâu mang cái nét mặt đó thì rất là khó khó thương. Mà khó thương á thì làm sao thầy ông sư không biết nay sao bà hay cô làm gì thấy nét mặt buồn đau khổ vậy, cự ông sư luôn, nói sư sư biết gì sư hỏi. Ông mới chửi tôi nè, hen, bây giờ chồng chửi mình đó, chuyện của mình, còn vô chùa ông sư hỏi bác mớ gì gây ông sư. Phải không tử rồi huynh đệ không hòa nhau, cho nên cái mặt của mình đi đâu mang cái nét mặt đó thì tức là khó khó thương. Mà khó thương á thì làm sao chúng ta được người giúp đỡ, cho nên cái mặt mình đó cũng là cái nghiệp chướng của mình, mà cái mặt mình cũng là phước báo của mình. Có nhiều người ta nhìn thấy cái mặt mình là ta muốn mượn, muốn kêu lại cho mượn tiền này, có không Phật tử? Có không? Mà có nhiều người thấy cái mặt mình là ta thấy là ta dù có hỏi mượn tiền nữa người ta cũng giấu cất. Cho nên cái mặt nó quan trọng nha Phật tử. Đó. Bây giờ cái những người xuất gia đó Phật tử biết không, có nhiều khi là người ta nhìn thấy cái mặt một người tu, mặt ông sư đó, người ta cúng 50.000 thôi mà thấy mặt không dễ thương quá cúng 100. Cái này có rồi đó nha. Phật tử biết ha. Còn á là cái người có nhiều vị thầy tu á mà cái mặt không dễ thương á, người ta tính cúng cho ông thầy đó 100 mà thấy mặt không khó ưa quá rút lại còn 50.
Tại vì Phật tử không có tu biết, cái nào tôi có đi tu tôi biết ha. Cho nên á, cái mặt mình lúc nào cũng phải dễ thương. Thì Phật tử thấy á, đây là một cái cơ duyên, và có một cái ông lão nghèo khổ gặp Đức Phật và thưa hỏi Đức Phật như vậy đó, cho nên Phật muốn chỉ dạy. Trước tiên là hiện hiện thực á, thì Đức Phật chỉ dạy cho ông lão này trước, nhưng mà ý Đức Phật á, muốn chỉ dạy chung cho tất cả chúng sinh, cho nên mới kết tập kinh điển thành cái câu chuyện này, nhất là những chúng sinh đang nghèo khổ, chứ chẳng phải là nói riêng cho ông già kia. Đây là Đức Phật trao cho chúng ta một cái mấu chốt, một cái chìa khóa để mà mở cửa thiện căn trong lòng ta, cho lòng ta được đức độ phước báo tỏ rộng ra để gặt hái sự an lạc, no vui, hạnh phúc. Đây là cái chìa khóa mở cửa thiện căn, tức là cái mặt chúng ta, nếu mà mặt chúng ta dễ thương, đây là cái chìa khóa mở cửa thiện căn. Đây là cái lời dạy, là một cái chìa khóa mà mở cửa thiện căn, phúc đức trong tâm chúng ta tuôn trào ra để đời sống chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Mà ở đây Phật tử nhớ rằng đa số chúng ta đó chưa thật biết đó, vì sao chỉ làm cho cái mặt mình ai thấy cũng mến thương thì hết nghèo khổ đó. Phật dạy nghe thì rất là thú vị, nghe rất hay, nhưng mà quá đơn giản, nhưng cũng không phải ai ai cũng thông hiểu đó, và cũng không biết thật biết phải làm sao để cho cái mặt mình ai thấy cũng ưa. Bây giờ ai không muốn, bây giờ Phật tử mình ngồi đây có ai mà muốn mình ra đường ai thấy mình cũng chửi không? Có không? Có ai muốn ra đường người ta thấy mình, người ta ghét, người ta luyện luyện cà thúi không? Ai cũng muốn mình đi ra đường là ai thấy thương mình. Nhưng mà bây giờ quan trọng là Đức Phật dạy chung chung vậy thôi. Nhưng mà giờ quan trọng là làm sao mà mình cho cái mặt mình dễ thương đây? Mà tự biết cách làm sao không? Biết cách làm sao cho mặt mình dễ thương không? Tôi mà tự nó vui vẻ mặt thiệt, cái đó cũng chưa phải nữa. Cho nên là bây giờ Đức Phật dạy vậy đó, nhưng mà làm sao cho cái mặt mình dễ thương đây? Và Phật tử biết á, nghe thì nghe vậy đó, ngồi đây nghe vậy đó, nhưng mà tôi dám bảo chắc rằng á, sau khi nghe cái lời dạy Đức Phật xong á, thì tôi dám chắc rằng cũng không có ai quyết tâm làm cho được cách nào để cho cái mặt của mình ai cũng thấy dễ thương. Cho nên những người đó nghe thì nghe pháp thì nghe thấy hay, nhưng mà không quyết tâm làm, cho nên vẫn nghèo khổ hoài đó. Cho nên ở đây thì Phật tử nhớ rằng cái lời dạy Đức Phật tuy đơn giản, nhưng mà tôi trình bày ra đó, nó rất là sâu, rất là hay vô cùng luôn. Đây là lời giải thích của chư tổ á, chư thánh tổ đó. Cái lời dạy mà mình lúc nào cũng làm cho cái mặt của mình dễ thương á, thì cái lời dạy đó, đây là một cái chìa khóa để mà mở cửa cái thiện căn trong lòng chúng ta. Đa số thì những người đời đó không có thiện căn, mà thiện căn bởi tại lòng ta mà tu là cội phúc, tình là dây quan. Cái người mà có thiện căn á, là cái người đó có cái gốc lành ở trong tâm rồi, thì cái người này lúc nào, cái tâm người này lúc nào cũng hoan hỷ tha thứ, có tình thương, sống thì có sự chân thật. Còn cái người mà không có cái gốc thiện căn á, mà cái gốc của họ là cái gốc ích kỷ, cái bản tâm của họ giống là ác căn á, tâm niệm họ lúc nào cũng ác, ích kỷ, lúc nào cũng ganh tị tật đố, hiềm thù ganh ghét á, đây là những cái ác căn. Mà một cái con người mà thường ích kỷ, ghen ghét, ganh tị á, thì cái người đó có dễ thương không Phật tử? Có dễ thương không? Cái người lúc nào cũng ghen ghét, ích kỷ, không bằng lòng hạnh phúc với người ta thì lúc nào cũng đố kỵ thì làm sao mà dễ thương được đó. Cho nên đó là cái chìa khóa mở cửa thiện căn á, là ở nơi chỗ mấu chốt á, là làm sao cho cái mặt mình dễ thương đây. Thì chư thánh tổ dạy rằng á, muốn cho cái mặt mình lúc nào người ta thấy cũng mến cái đức, mến thương mình á, là cái người đó phải sống chân thật. Và tới nghe kỹ ha, phải sống chân thật, sống hiền hòa, sống từ ái. Ba điểm này nè, sống chân thật, sống hiền hòa, sống từ ái, đó là căn bản để cho mọi người đều mến thương. Một người như thế thì sống ở nơi nào cũng không thể đói nghèo được. Sống chân thật, sống hiền hòa, sống từ ái đó. Thì đây là ba cái yếu tố để cho cái mặt mình dễ thương. Phật tử nghe rõ ha. Bây giờ tôi nói thí dụ thế này, Phật tử thấy một cái con người á, tuy nghèo, cái người đó tuy nghèo khổ, nhưng mà cái người này sống thật hiền hòa, Phật tử thấy thương không? Cái người đó nghèo nhưng họ sống hiền hòa, cái lời nói của họ đó im dịu dễ nghe, họ không nói cái lời hỗn hào, phách lối, trịch thượng, họ không nói đâm thọc, không biêu riếu tật xấu của người khác. Cái người nghèo nhưng mà không vong ân bất nghĩa, không gian tham trộm cắp, không ganh ghét tật đố,
Thì cái người này Phật tử có ghét họ được không? Có ghét không? À thì cái người này ai thấy cũng cũng ưa tin hết trơn á. Nhưng mà cái người này á, ai cũng ưa tin nhưng mà người ta quý mến, thương yêu mình này chưa có, chưa được. Đây chỉ mới bước đầu thôi. Ví dụ giờ chúng ta nghèo khổ, nhưng mà chúng ta sống trong một cái xóm, chúng ta đi vào chùa, vào đạo, mà chúng ta hiền hòa không hung dữ. Mình đi vào đạo, mình biết nhường nhịn với nhau. Rồi cái lời nói của mình á, nói là im dịu, ngọt ngào. Rồi mình không nói như là hỗn hào, và không nói đâm thọc, không biêu riếu thật xấu của người khác. Và nhất là mình sống có trước, có sau, có tình, có nghĩa. Và đặc biệt á, là mình sống đừng có gian tham trộm cắp. Mình nghèo thì nghèo, nhưng mà nghèo cho sạch, chất cho thơm. Mình đi đến nhà ai cũng vậy. Mình đến nhà anh ruột của mình, chị ruột của mình, mình đến nhà cha mẹ ruột của mình á, thì mình tâm mình phải cho ngay thẳng, không có ăn trộm cắp của cha mẹ, không ăn trộm cắp của anh chị em của mình. Mà đi vào chùa cũng vậy. Thế vào chùa là mình nhất định nghèo thì nghèo, chứ không ăn cắp của chùa. Mà tới nghe rõ chưa? Không trộm cắp. Thì những người này là có cái uy tín, là người ta tin tưởng. Phật tử nghe rõ rồi phải không? Nhưng mà đây chỉ mới bước đầu thôi. Nhưng mà muốn được người ta mến hơn nữa hen, thì cái điều quan trọng đó là chúng ta phải bước thêm một bước nữa, đó là phải sống với cái tâm chân thật. Đó, có lòng từ ái. Hai cái điểm này rất quan trọng. Tức là mình có cái tâm chân thật là mình không ganh tị tật đối với ai cả. Mà thường thường mà tự biết cái người nghèo á, thì còn có cái tâm hay ganh tị. Mình nghèo mà thấy ai giàu hơn mình á, là cái tâm mình nó khó chịu rồi. Mà tới nghe kêu không? Nó khó chịu, nó không quan hỷ. Rồi nhiều khi á, mình không bằng lòng cái giàu của người ta. Mình nghèo hơn người ta thì mình làm sao mình bằng lòng cái giàu của người ta được. Mình bất hạnh làm sao bằng lòng với cái hạnh phúc của người ta được. Mình xấu mà làm sao mình bằng lòng được cái đẹp của người ta được. Đó. Cho nên á, cái mà mình sống chân thật á, mà cái chân thật đây là không ganh tị. Không ganh tị đó trời ơi. Khi mình xấu, mình xấu gái, mà mình gặp ai đẹp hơn mình có cái lòng chân thật, mình mừng cho người ta. Trời ơi, chị tu nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay kiếp này chị đẹp quá, còn em chắc ở ác nhiều kiếp quá, rồi kiếp này sẽ xấu quá, rồi em ráng em tu cho nhiều sao để bằng chị. Cái người vậy dễ thương không Phật tử? Dễ thương không? Còn này mình xấu người ta gặp cái bị chê cái mặt bà đó, bà đẹp cái gì, tại bà tha phấn, bà tha son đánh phấn cái đẹp cái gì, tìm đủ chuyện đấy mà bươi móc người ta, phải không Phật tử? Thì cái tâm này ta giật ta thương mình không đó. Có cái ông đó hen, ông nghèo lắm mà ông có cái anh ruột á giàu lắm Phật tử. Cái ổng mà người ta mới gặp ổng thấy trời ơi cậu sao mà nghèo khổ quá, rồi con thấy anh của cậu sao mà phước đức giàu có quá. Thì nếu con người có tu tập tâm á, với cái tâm chân thật á, thì mình nói anh hai của tôi ảnh sống được nhiều người thương mến, cho nên ảnh có uy tín làm ăn khá giả, ai cũng thương ảnh, trời ơi tôi mừng ảnh không hết á. Còn tại các tôi thiếu phước nhiều rồi, những cái tôi nghèo tôi khổ, đó là tại cái số phận của mỗi người. Mình nói vậy thì anh hai của mình nghe vậy có thương mình không Phật tử? À thương à, cái thằng ba nó nói câu là thương quá. Thôi con này mình xấu người ta gặp cái bị chê cái mặt bà đó, bà đẹp cái gì, tại bà tha phấn, bà tha son đánh phấn cái đẹp cái gì, tìm đủ chuyện đấy mà bươi móc người ta, phải không Phật tử? Thì cái tâm này ta giật ta thương mình không đó. Có cái ông đó hen, ông nghèo lắm mà ông có cái anh ruột á giàu lắm Phật tử. Cái ổng mà người ta mới gặp ổng thấy trời ơi cậu sao mà nghèo khổ quá, rồi con thấy anh của cậu sao mà phước đức giàu có quá. Thì nếu con người có tu tập tâm á, với cái tâm chân thật á, thì mình nói anh hai của tôi ảnh sống được nhiều người thương mến, cho nên ảnh có uy tín làm ăn khá giả, ai cũng thương ảnh, trời ơi tôi mừng ảnh không hết á. Còn tại các tôi thiếu phước nhiều rồi, những cái tôi nghèo tôi khổ, đó là tại cái số phận của mỗi người. Mình nói vậy thì anh hai của mình nghe vậy có thương mình không Phật tử? À thương à, cái thằng ba nó nói câu là thương quá. Thôi thằng ba mày gần Tết tới rồi, 23 ngày qua tao cho mày giả gạo cho đấy 1 triệu về xài mày, Phật tử thấy có phước không? Một cái lời nói chân thật thôi, không ganh tị anh của mình đó, thì Phật tử thấy có phước. Đằng này mình nghe khen vậy đấy, ôi thằng cái ông đó mà giàu cái gì, tham nhũng gian lận mua bán cháo trở mới giàu, ổng mà giàu gì có ngày coi chừng thế vụ vô tịch thu chân vậy. Giàu mà ác đi lắm, tại không biết chứ coi giàu đó. Thì anh mình nghe vậy thì có cảm tình với mình không? Rồi Tết mình nghèo qua mượn tiền không cho không? Ông đó, mình qua mượn tiền ông tới, mày nói tao già ngán là kia giờ mượn tiền chi, phải không? Đó mà tự thấy sống chân thật, mình chân thật cái tâm, mà tâm mình không gian ác, không ganh tị đối với ai á, và luôn luôn mình quan hỷ trước sự thành công của người khác. Ví dụ giờ mình nghèo mà ai giàu hơn mình quan hỷ, không ganh tị thật đấu. Ai đẹp hơn mình xấu hơn người ta mình cũng quan hỷ. Đó. Cái đức tính quan hỷ và sống chân thật
là mình muốn cho cái người đó được hạnh phúc mà không có lòng đố kỵ hơn. Đó là cái đức của Phật tử. Phật dạy chúng ta là cái đức ở chỗ đó đó. Đó. Cũng như có kỳ đó có một Phật tử vô nói chuyện với tôi á. Nói sư biết không, có cái cô Phật tử đó nghe nghe pháp của sư á, cái chê sư giảng không hay bằng cái ông giảng sư kia. Tôi không nói giảng sư nào, giảng sư kia. Cái tôi nghe vậy tôi nói trời ơi, nếu vậy tốt chứ làm sao. Bây giờ nếu có vị sư nào, vị thầy nào mà giảng hơn sư á thì đó là Phật pháp nó thạnh thêm Phật tử. Chứ không lẽ giờ một mình tôi giảng hay sao? Bây giờ nếu bây giờ trong đạo Phật mà có những vị sư, những vị thầy, những vị thượng tọa, những vị hòa thượng mà những vị đó đều giảng hay hết thì Phật pháp hoằng truyền độ cho tất cả chúng sinh thì biết đạo tu thì mình mừng chứ sao? Mình vì Phật pháp mình mừng thấy Phật tử. Còn mình nghe ai chê mình thua người ta cái là mình cái tâm mình nó bực tức, cái tự ái nó sanh ra. Cái người mà hay tự ái bực tức sanh ra, cái người nó tổn đức liền. Phật tử đồng ý không? Đó, cho nên nó là cái người nào mà lúc nào cái tâm không ganh tị tật đố, sống với lòng thành thật của mình á, thì cái người đó 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 là trọn vẹn cho cái mặt của mình, lúc nào cũng dễ thương ha. Đó, và cái người như vậy đó, quả tình muốn đói muốn nghèo á cũng không phải được. Cho nên Phật tử biết á, cái gốc rễ của sự khổ đau của con người trong kiếp sống này á, nó phát sinh từ cái chỗ là thiếu sự chân thật tâm và không có lòng từ ái, tức là có tình thương. Cái con người mà có tình thương rồi đó, là cái người đó có cái sự thành thật tâm là muốn cho cái người thương mình hạnh phúc. Thí dụ bây giờ một cái người mẹ mà thật sự thương con rồi, mà thấy con mình á nó lấy được người chồng đàng hoàng giàu có, thấy đứa con mình nó thành đạt trên cái cuộc sống á, thì là người mẹ đó mừng cho con mình. Đây là cái tình mẹ mà. Tình mẹ lúc nào cũng muốn cho con mình hạnh phúc. Còn mấy cái người mẹ mà đi ganh tị hạnh phúc của con thì đâu phải là mẹ. Rồi cái người anh á thì lúc nào cũng muốn cho em mình được hạnh phúc, người chồng cũng muốn cho người vợ hạnh phúc, và một vị thầy lúc nào cũng muốn cho người đệ tử mình á hạnh phúc, và cái người đệ tử cũng muốn cho thầy mình á được hạnh phúc. Thì đó là sống với sự chân thật. Còn đằng này á, con người mình á là thiếu sự chân thật mà lòng ganh tị thì nhiều thì đầy, thì đây là chúng ta, cái mặt chúng ta không có cái đức, mà không có đức thì không bao giờ dễ thương được. Cho nên có cái câu mà người xưa ta dạy đó ha, phú á thì nhận ốc, đức thì nhận thân. Tôi tới nghe rõ ha, phú thì nhận ốc, đức nhận thân. Phú là giàu, mà nhận á là thấm nhân, ốc á là nhà. Bây giờ Phật tử bước vô một cái nhà có người nào á, Phật tử nhìn cái ngôi nhà đó đó, mình Phật tử nhìn thấy sự trang trí trong cái nhà của người đó là Phật tử biết người đó giàu hay nghèo liền. Thí dụ giờ cái nhà người đó bước vô thấy cái bộ ghế salon là 5-70 triệu là thấy nó giàu rồi, phải không Phật tử? Đó, rồi dòm nó thấy truyền hình, tủ lạnh, rồi ta cất nhà cao cửa rộng, biết đây là cái nhà giàu. Cái nhà giàu họ có tiền, họ trang trí nhà cửa, thì đó là phú nhận ngốc. Còn bây giờ mình nghèo á, cái nhà nghèo vô giờ biết là trong nhà nghèo, trong nhà bước vô nhà trống bập, không có thì có gì đâu mà để trang trí. Đó thì phú nhận ngốc. Còn tử không đức nhận thân, cái người có đức á thì nó tỏ ra cái mặt á, nó dòm cái mặt người đó, trời ơi cái bà đó bà giàu mà sao bà phúc hậu quá, hay cái cô nghèo mà sao cô dễ thương quá, hay cô nghèo mà cô có cái tâm chân thật, không ganh ghét từ đó ai. Nó lộ ra cái đức, tuy là cái phước không có nhưng mà cái đức có. Có nhiều người có phước nhưng không có đức. Có nhiều người sống trên đời tại vì không có đức là không có phước, mà có nhiều người có phước không có đức. Có phước là có nhiều người họ có tiền có của, nhưng mà tánh tình của họ thì thôi nó sanh tật nhiều cái, nhiều người ta không ưa cái mình, cho nên nhiều khi họ giàu là giàu cái phước, giàu công cải vật chất, nhưng mà cái đức họ không có. Cái này bà tử thấy có không? Có không? Có nhiều người nói cái bà đó giàu mà sao thấy ghét quá, có không bà tử? Đó là cái người này có phước không có đức. Còn cái có nhiều khi á, trời cái cô nghèo mà sao ai cũng thương mến nhân á, là họ có đức mà không có phước. Đó, như vậy thì cái phước cái đức nó khác nhau xa lắm. Đó, từ từ tôi trình bày tử phước đức thế nào. Cho nên á, đa số người đời á, sống với cái tâm chân thật á, và họ không sống với tâm chân thật và thiếu lòng từ ái á, cho nên họ thường rơi vào cái con đường tội lỗi xấu xa. Đó, đa số người đời á, sống với cái tâm không chân thật. Mình sống mà nếu thiếu cái tâm chân thật mà mình sống giả dối á, và mình không có cái tình thương mà lúc nào cũng đố kỵ đó ha, thì cái người này thường dễ làm ác và thường rơi vào trong cái tội lỗi xấu xa. Tôi thường kể tử nghe là ở ngoài Bắc có cái câu chuyện là có cái ông thầy giáo đó, rồi chồng chết, vợ chết đó, mới để lại đứa con gái mới 5-6 tuổi thôi. Rồi khi mà vợ qua đời, ông ta nuôi con á, gà trống nuôi con vất vả quá, cho nên ông ta muốn cưới thêm người vợ thứ hai để có người về đặng mà chia sẻ với mình, để mà nuôi con của mình.
thì cưới đầm quen và định cưới một cái cô giáo. Cô này tên là Hà. Thì cái cô giáo này lần đầu tiên về nhà của người hôn phu của mình á, thì cô nhận thấy là cái đứa bé gái mà con của người vợ trước á, của người chồng sắp cưới mình đó, thì ai cũng thương nhá, chồng mình cũng thương đứa bé này, mà ông nội bà nội cũng thương đứa bé này, mà ông cha của đứa bé này là ông thầy giáo đó, mà sợ dễ thương đứa con này là muốn bù đắp lại cái sự thiếu thốn của đứa con của mình, vừa mới 5-6 tuổi thôi là đã mất mẹ rồi, cho nên mà cô ta quan hỷ và cô ta có tình thương đứa bé đó, cô ta nghĩ rằng tội nghiệp bé gái này quá, đã mất mẹ sớm, sau này mình về á, mình làm mẹ kế của đứa bé này, mình sẽ đem tất cả tấm lòng của mình ra để thương yêu đứa bé này. Thì nếu bây giờ cái người cô giáo kia đó mà đem tấm lòng chân thật ra mà coi cái bé gái này là con của người vợ trước á, mà coi cũng như là con ruột của mình á, mà hết lòng thương yêu nó, thì nó có mang ơn mình không Phật tử? Nó sẽ mang ơn mình, nó sẽ coi mình như người mẹ ruột, và sau này lớn lên đó, nó sẽ nuôi dưỡng lại mình, nó phụng dưỡng mình. Và nếu một người mẹ kế mà hết lòng thương yêu con chồng hay đó đó, con người vợ trước đó, như vậy thì cái người chồng này á, có thương quý người vợ này không? Rồi gia đình bên chồng có thương không? Rất thương. Đằng này cô không có lòng từ ái với một đứa bé, mà không có cái chân thật tâm, mà cái lòng ganh tị, ghen hờn nổi lên. Cô nói rằng cái đứa bé nhỏ này thấy ghét. Hình cái mặt nó giống mẹ nó quá. Mà mai mốt đây mình về mình làm vợ chồng của mình đây á, thì ông dành cái tình thương cho đứa bé này đâu còn cho mình bao nhiêu. Do cái lòng ích kỷ đó cho nên cái cô giáo này mới dụ cái đứa bé. Vào cái buổi trưa đó gia đình đi vắng á, thì có mình cái cô giáo này, cái đứa bé gái nhà có cô dụ ra ngoài sau giường đó tử. Rồi bất hằng là bồng đứa bé này bỏ xuống cái giếng cạn sau giường. Xô đứa bé rớt xuống giếng cạn xong rồi lấy cái nắp cậy lại. Và khi cha của đứa bé này á và gia đình đi về thấy mất đứa bé này mới đi kiếm bắt đầu đi lần lần ra sao tuốt sau giường á, cũng mấy trăm thước á, thì thấy có cái giếng cạn đậy lại, thì cha đứa bé này mới nghi con mình mất tích kỳ lạ quá, kêu kiếm không có, thì bất thần dở cái nắp giếng lên này rồi đàn pin xuống thấy đứa bé gái nằm bất tỉnh ở dưới, thì người cha mới la lên, mới đầu mọi người súng nhau, có người hy sinh mới bắt thang xuống cứu đứa bé lên, đứa bé bị gãy tay thương tật mà còn sống, gọi chở về bệnh viện cứu sống đứa bé vậy. Rồi cái người cha của đứa bé này còn dám cưới cái cô gái này về làm mẹ kế của con mình nữa không? Cưới không? Rồi cha mẹ của cha ông nội bà nội đứa bé này có thương cái cô này sắp về làm dâu mình nữa không? Rồi ai cũng ghét bỏ cả sớm, không ai ưa chứ. Rồi báo đăng chụp hình rồi. Mà tử thấy không? Vì con người ta sống không chân thật để thương yêu tới nhau. Chính vì không chân thật yêu nhau cho nên cái mặt của mình á là mặt ác quỷ, chứ không phải là cái mặt Bồ Tát. Mà tử nghe rõ chưa? Cho nên người nào sống được cái chân thật tâm rồi đó, thì nó lộ ra được cái phúc đức. Đây là một người chân thật đức độ và sống đó là chân thật tâm và cái lòng từ ái đó, thì đây là chúng ta chuyển được cái nghiệp xấu chúng ta, cái mặt dữ dằn chúng ta, cái mặt ác độc chúng ta, mặt ác quỷ chúng ta sẽ chuyển thành là cái mặt của Quan Âm. Phật tử muốn làm Quan Âm hay muốn làm Giải Sơ? Muốn làm Quan Âm thì từ đây về sau là Phật tử sống phải có tình thương lòng chân thật với nhau, phải không? Đó thì là cái người mà thường thường không có lòng chân thật và thiếu lòng từ ái á, nên nó thường rơi vào con đường tội lỗi xấu xa và theo sau đó là tù tội đau khổ và không ai ưa mến, bị mọi người khinh khi xa lánh, thì làm sao sống an ổn trong cuộc đời được? Một cái con người mà đi đâu cũng hay ganh tị tật đó, một con người đi đâu mà sống giả dối thì Phật tử thấy người đó có được ai thương mến không? Đó, Phật tử là nhớ đây là cái điểm Đức Phật dạy, nên là bắt đầu từ đây về sau ông phải làm sao cho cái mặt ông dễ thương, tức là do nhiều đời nhiều kiếp ông không có lòng chân thật và không có lòng từ ái thương người, cho nên hôm nay ông bị nghèo khổ đói khát thế đó. Như vậy thì qua cái lời dạy Đức Phật á, chúng ta thấy rằng cái sự thật, cái lòng, cái tâm chân thật á, hay là cái sự thật á, đó là tiêu chuẩn đầu tiên của cuộc sống. Chúng ta muốn thành đạt thành công, chúng ta muốn được người thương mến là chúng ta phải sống với cái tâm chân thật. Sự thật á, lúc nào ai cũng quý chân á. Thí dụ bây giờ tôi hỏi Phật tử á, cái lửa mà mình nấu cơm á, mà cái lửa đó mà cái lửa không thật, cái lửa giả đó thì nấu là cơm chín không? Cái lửa mà ví dụ như mà tự thấy cái lửa điện tử mà dập trần mà tự vô mấy cái tiệm mà điện máy đó thì lửa cái lửa giả đó thì là sao nấu cơm? Lửa mà muốn nấu cơm cho chín là phải lửa phải thật. Rồi bây giờ nước á mà không thật á thì làm sao mà mình uống cho hết khác? Đó hen. Rồi cái tình thương mà không thật á thì không bao giờ mình cho ai được cái gì, hay là mình dâng tặng lẫn nhau cái gì, rồi làm sao hạnh phúc?
Người chồng mà không có tình thương chân thật với vợ thì làm sao cho người vợ được hạnh phúc? Người vợ không có tình thương chân thật với chồng thì làm sao mà hết lòng phục vụ cho chồng? Rồi một nàng dâu mà không hết lòng thương yêu bên nhà chồng á, thì làm sao mà gây dựng bên nhà chồng cho được hạnh phúc? Cho nên cái đức của người chồng, cái đức của người vợ, và cái đức đó là đức chân thật rất quan trọng trong cuộc sống. Phật tử là nhớ điểm này ha. Rồi bây giờ mình đi đánh với đạo đó mà mình không có sự chân thật thì làm sao mà mình tu tập được đó. Cho nên Phật tử biết á, trên đời này cái gì mình có thể giả dối được, mình mua bán giả dối, ăn nói giả dối, nhưng mà hãy nói là đạo đức là phải chân thật. Mà mình đã tu rồi mà nếu muốn tu trở nên một người đạo đức thì phải chân thật. Mà anh chị muốn trở nên người đạo đức mà anh chị cứ sống giả dối hoài, cái tâm anh cứ gian dối xạo trá hoài, thì bây giờ mình tu suốt đời cũng không bao giờ trở nên một người đạo đức được. Mà có đạo đức rồi thì chúng ta mới tiến hóa từ phàm mới lên thánh được. Có đạo đức chân thật rồi thì ai thấy cũng thương cũng mến. Phật tử đồng ý điểm này không? Còn bây giờ cũng như giống giờ mình, cái nhân mình không có mà muốn có cái quả là sao được? Phật tử muốn nấu cơm thì Phật tử phải lấy gạo mới nấu cơm được. Còn lần này Phật tử muốn nấu cơm mà Phật tử lấy cát nấu cơm thì có thành cơm không? Đó. Cho nên trên đời này á, có nhiều người sống họ gian dối. Gian dối họ muốn tìm một cái quả phúc nào đó, nhưng mà cái lòng họ không chân thật, cho nên họ không có quả báo. Cho nên đối với họ đó, họ cố tình cho rằng 2 với 2 là 5. Nhưng mà Phật tử 2 với 2 là mấy? Nhưng mà người ta nói 2 với 2 là 5, Phật tử chịu không? Đó. Cho nên những người họ giả dối vậy đó, họ ma mị ha, họ lường gạt, họ làm ra cái vẻ đạo đức á, hen vẻ thì vẻ đạo đức, nhưng mà đó là đạo đức giả. Mà đạo đức giả thì làm sao thành Phật được, mà đạo đức giả làm sao tiến hóa được, mà đạo đức giả làm sao mà có phước đức được, mà con người sống đạo đức giả làm sao có cơm ăn áo mặc được. Đó, cũng giống như là 2 với 2 là 4 mà anh cứ cho 2 là 5. Anh muốn trở nên người đạo đức, chỉ muốn trở nên người đạo đức thánh hiền, anh muốn trở nên một con người dễ thương có đức độ để mà quỷ thần kính trọng chúng ta đó, thì người mình phải có cái đạo đức. Mà không có đạo đức thì giống như là 2 với 2 là 5 vậy đó. Thì cái người này á, thì làm sao mà thành nhà toán được? 2 với 2 là 4 mà anh nói cái 5 là sao thành nhà toán học? Bất quá là con người mình vụ lợi thôi, chứ không trở nên nhà toán học được. Đó. Cho nên trên đời này mà tự biết không? Có nhiều người á, họ mở miệng ra họ nói á, trên đời này không có gì qua sự thật hết. Mà tự có thường nghe nói không? Trên đời này không có gì qua sự thật, sự thật lúc nào cũng cao quý. Nhưng mà sau câu nói ấy đó, Phật tử coi chừng nha. Là những một cái chàng dối trá, dối trá là tiếp theo liền. Cho nên Phật tử biết là nếu Phật tử chỉ nghe cái lời đầu môi chót lưỡi những người mà họ mở miệng nói sự thật, Phật tử coi chừng bị người ta gạt. Có không Phật tử? Có không? Nhiều khi Phật tử biết người ta, tôi là còn bị gạt nữa như Phật tử. Có nhiều bữa ta đem vô ba cái son nồi, nói thầy ơi thầy con nghèo con khổ quá, này kia thầy mua giúp giùm con cái bộ son nồi. Nói trên trời nói hồi khóc lóc, làm như là cái miệng họ có bùa đó. Nói rồi mượn tiền tới mua xong rồi coi lại ba cái đồ si không à. Mà họ nói dễ thương lắm Phật tử. Rồi có cô đó cô vô cô bán mấy cái chiếu. Mà sau này tôi mới biết ra là cô ăn cắp của ai thôi. Cô đem vô cô bán cho mình. Mà cô vô cô khóc, trời ơi tôi khóc nghe động lòng. Mà mình này có cái tâm của người tu á, đa số tâm người tu giống như tâm tâm tạng vậy. Mà cái người đời nó ma mị như hồng hài nhi hay là cốt tinh vậy đó. Phật tử nghe rõ chưa? Nó ma mị đủ chuyện hết trơn á. Rồi cái tim Bồ Tát của mình tu á, thương người quá à Dương. Đó. Mới đây có một cái tỉnh xá trên Sài Gòn á, cái vị sư này kể tôi nghe, và tự biết không, có cái cô đó cổ bồng một đứa con vô. Mà đứa con này á, băng cái đầu, tự biết băng cái đầu á, máu me tùm lum, tay chân quặt quài vậy nè. Trời ơi khóc lại quý sư, nó trời ơi, thưa quý sư, thưa mấy ông sư, con khổ quá, hai vợ chồng con á đi lên đây thăm bà mẹ bị bệnh ở trong bệnh viện Chợ Rẫy á, mà nửa chừng đi nửa chừng hai chồng con đi xe Honda với đứa con, nửa chừng chồng con bị xe đụng chết rồi bây giờ đang nằm trong nhà xác mà không có tiền để mà chở xác về, mà con bị gãy tay băng đầu máu me, ông sư từ bi cho mẹ con chúng con vài 300 ngàn, 300 ngàn để mà đi thăm bệnh. Thì cái người này làm ra cái hình mạo rất là dễ thương á, dễ xúc động cái từ tâm đó. Thầy Di Thương Tọa nói vậy cũng xúc động từ tâm, nhưng mà cũng muốn hợp làm giúp cô này. Nói bây giờ nếu cô vậy thôi, bây giờ là để cho nhà sư đi theo cô. Bây giờ chồng cô nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy mà ở nhà xác, để thầy để sư vô sư coi. Nếu mà chồng cô chết vậy thì để sư kêu chiếc xe
rồi trả tiền xe luôn chở chồng cô về. Đó. Rồi cái kêu cô này đi, cô này miễn cưỡng không muốn đi, chỉ muốn nhận tiền thôi mà không muốn cho ông sư đi theo, tại giả mà đi theo đó là nó lộ ra cái giả sao. Rồi cái bác đó dĩ phải lên cái xe, hắn lên cái xe taxi á, đi đi tới ngã bãi cái cổ nói bạch ông sư, ông sư thưa ông sư chào con chút, con xuống đây có chút xíu chuyện con trở vô. Rồi đi tới ngã bãi rồi cái cô ta xuống đi mất tiêu luôn. Chừng sau biết ra ba cái máu là thuốc đỏ không có, rồi lấy giải bằng tùm lum nhân tử không đó, đời họ giả dối ma mị đấy đó, cho nên họ cứ nói thật, nhưng mà nếu mình không có trí tuệ thì mình sẽ làm ngay. Thì đây là cái câu chuyện kể tử nghe nha. Cái chuyện đời á nó giống như là cái câu chuyện quỷ ở Gò Lê Khu, trong một cái tích chuyện thế này ha. Ở bên Trung Hoa đó có cái câu chuyện mà thường hay kể lại đó, đó là chuyện con quỷ. Trong cái chuyện Trung Hoa của ông Lã Tử á, ông Lã Tử có kể câu chuyện này á, là con quỷ này nó hay giả làm người rất khéo à, mà nó ở cái gò này gọi là cái gò Lê Khưu. Ai mà đi ngang cái lò, ai bị ngang cái gò ban đêm á, thì ví dụ Phật tử là người nữ á, mà đi ngang cái gò này ban đêm á, thì nó giả ra làm chồng của Phật tử. Phật tử đi về giả giống y rang luôn, rồi nó lại á, là nó dẫn dắt Phật tử đi về nhà. Còn nếu Phật tử là đàn ông á, thì nó giả làm vợ của Phật tử. Còn nếu mà còn không, nó giả làm con trai, con gái. Con quỷ này nó có cái tài đó là nó giả làm người rất là giống. Đó. Thì một hôm á, có một cái ông trong xóm á, ông này rất giàu có, là phú hộ. Đó. Và ông ta đi đám dỗ về, ông ta nhậu say. Rồi ông ta đi ngang cái lò, đi ngang cái gò Lê Khu này á, ông ta đi là đi xiên sẹo ha. Thì con quỷ thấy vậy nó mới giả hiện ra làm con của ông phú hộ này, và nó đến nó diều ông này đi. Nó nói cha đi đường đi đâu mà ban đêm ban hôm mà xa xưa này không biết cha đi gì tới không, để con diều cha về. Nó lại nó dẫn ông lão này đi, mà nó vừa dẫn ông ta đi á mà vừa chửi rủa ông ta già là không nên nết con mà nó hổ với em đó là già không nên nết, nhậu gì tới say xưa đến nỗi cho phải con cái ra đón. Nó vừa diêu cái ông này mà vừa chửi ông ta thâm tệ. Thì ông phú hộ này lúc bây giờ sai quá rồi, không biết trời đất, nhưng mà cũng biết là cái thằng con mình nó chửi mình, nó xài xẻ mình. Cho nên ông này về tới nhà ông ta ngủ một giấc, khi mà tỉnh rượu lại ông ta mới nhớ lại, nhớ cái thằng con trời đánh này nè, hôm qua nó đón mình ở cái gò Lê Khu mà nó vừa dẫn dắt mình á. Nếu mà thật sự nó có lòng từ tâm mà nó có hiếu á, thì nó dẫn mình về nhà thôi, nó còn chửi mình nữa. Ông ta nhớ, ông ta tức quá, ông kêu con ra, ông nói mày á, đứa con hỗn hào mất dạy, hôm qua tao sai rượu mày ra cái gò Lê Khu á, mày đón mày dẫn dắt tao thì đó là mày có hiếu, có tình, có nghĩa, mày biết nghĩ thân tao. Bằng này mày vừa dìu tao đi mà vừa chửi tao nữa là sao? Mày nói nặng, tao nhớ là hôm qua mày nói nặng tao là mất già mất nết kia. Thì thằng con này bị ông cha kêu ra chửi quan mà tự thấy tức không mà tự. Thằng con này nghe vậy nó khóc, nó lại cha, nó cha ơi cha, con đâu có dám mà hỗn hào bất hiếu với cha vô lễ vậy. Cha ơi cha, con nghe nói á, ở cái gò Lê Khưu á, có con quỷ thường giả người rất là khéo, có lẽ nó giả làm con đó cha, là nó dẫn, nó vừa dẫn cha đi vừa chửi con đó. Thì ông cha này á, nghe vậy mới dò hỏi trong xóm á, thì ai cũng bảo là đúng thế, cái gò này có con quỷ được hiện ban đêm, và nó giả dạng cái người thân của người đi đêm đó, cho nên nó không hại ai, nhưng mà nó giờ giả dạng người đó để nó chửi rủa người ta. Thì cái ông phú hộ này á, biết được, tìm hiểu biết rồi, ông ta định bụng á, đêm nay mình đi đám tiệc nữa, và đi ngang cái gò Lê Khu này á, hễ mà gặp nó giả làm con mình nữa thì mình không để nó chửi mình, đâm nó cho chết. Cho nên ông thủ cái dao trong bụng, và ông đi nhậu về á, đánh chén xong về say xưa. Thì lúc bây giờ cái người con ruột của ông á, người con thiệt á nha, mới sợ trời ơi cha mình bữa nay đi nữa, mà nếu bây giờ về ngang cái gò đó thế nào cũng gặp con quỷ nó phế nhiễu. Cho nên cái người con này mới ra ngay cái gò để đứng đón cha. Chết không trời ơi. Cho nên đó là ông phú hộ này vừa đi tới gò Lê Khu thì thấy con mình á, thì tưởng cho nó là quỷ hiện nữa, cho nên nó mới vừa lại gần, ông không nói câu nào, rút cái gươm á, đâm con một cái lũng gươm luôn, chết tươi luôn. Đó là câu chuyện nha. Câu chuyện đời giống như là câu chuyện của con quỷ ở gò Lê Khu. Câu chuyện này nói cái gì?
là thật giả lầm người ngay trước mắt. Trên đời này nếu mà tự tu á, không có trí tuệ, có chừng mà tự lầm cái người đạo đức, mà thật sự ra họ không có đạo đức, họ là người nhưng mà họ là ma quỷ. Có không bà tử? Có không? Trên đời này người nhưng mà ma quỷ nhiều lắm. Họ mang cái dốc dáng con người với tâm họ, tâm ma, tâm quỷ, tức là tâm hơn thua, tâm ganh ghét. Nhiều khi bà tử coi chừng những người thân của mình á, coi chừng á, mình nói thân cái họ thân thân bề mặt thôi, nhưng mà sau lưng mình họ đâm mình á, họ nói xấu mình đủ chuyện á, có không? Đời có không? Đời á là giống con quỷ Ly Khu nhiều lắm. Đừng nói chi giờ tôi nè cũng nhiều người trước mặt tôi xá xá bái bái, cho sau lưng cũng nói xấu tôi thiếu gì, tôi nghe tôi không thèm nói thôi. Phật tử thấy không? Mà Phật tử mày có từng bị những người mà đâm sau lưng mình không? Có không? Đó là những người đó là con quỷ ở Gò Ly Khưu đó kìa. Cho nên á, Phật tử thân với người nào, chơi với người nào, Phật tử phải làm sao biết được cái bụng của người đó để mình không lầm người. Còn sở dĩ mà chúng ta đau khổ trên cuộc đời này, chúng ta lầm quỷ mà tưởng là con, mà con ruột mà tưởng là quỷ, mới chết không, con ruột của mình mà tưởng là quỷ, mình giết nó, mà trong cái quỷ thiệt lại chơi nó đó. Cái cuộc đời nó giống như vậy đó. Cho nên con người mà không có đạo đức ha, không có đạo đức, không có tình thương chân thật á, họ giả nhân giả nghĩa, họ giả vờ thương yêu mình á, nhưng thật sự đó họ lợi dụng mình cái gì đó, để nghe kịp không. Còn con người có đạo đức chân thật rồi, có tình thương chân thật rồi, họ lộ ra đó, thì những người này chúng ta kết làm bạn thân với nhau. Cho nên cái chân thật á là một cái nền tảng, một cái nền tảng mà xây dựng tất cả các đạo đức trên cuộc đời này. Mà cái tâm chân thật chúng ta đó là một cái nền tảng để xây dựng phúc đức, xây dựng là một cuộc sống an lạc hạnh phúc giàu có. Còn con người giả dối rồi thì sống trên đời không ai thương ai ghét, và do cái tâm tánh giả dối gian xảo đó thì đó là cái căn của ma, thì chết trở về ma đạo. Mà dù cho có phước mà được giàu sang nữa, nhưng mà cái tánh tình không chân thật giả dối thì cái người không có đức, thì cái giàu sang ở đời chỉ bất quá là người đời họ kính chuộng thôi. Thường thường cái người đời chúng ta là hay chuộng những người giàu sang, nhưng mà họ tự biết á, quỷ thần á, chư thiên và chư thánh nhân á, người ta chọn những người có đức. Còn giàu sang chỉ là vật chất bên ngoài thôi, rồi chết cũng bỏ lại, nhưng mà cái đức có theo ta. Một tâm hồn quảng đại cao thượng, một tâm hồn cao cả, người này chết á được sanh thiên, sanh đời sau, sanh ở trong cái danh, trong một cái hoàn cảnh phúc lành. Cho nên nói về trong gia đình á, thì đó là trong gia đình giữa cha mẹ vợ chồng con cái anh em mà thiếu nền tảng chân thật để sống á, và đối xử với nhau á mà không có lòng từ ái á, thì gia đình đó sẽ như một cái xử với nhau á mà không có lòng từ ái á, thì gia đình đó sẽ như một cái địa ngục đó, một cái địa ngục nhỏ mà không bao giờ có hạnh phúc. Phật tử đồng ý điểm này không? Trong một gia đình mà vợ chồng con cái anh em mà không chân thật nhau, vợ thì giả dối chồng, chồng giả dối vợ, vợ thì ngoại tình giả dối chồng, chồng thì cũng giả dối với vợ, hen rồi con cái ngang tàn, gia đình này không có đạo đức và không có tình thương chân thật, thì đó phải là địa ngục không? Phải không? Nên Phật tử thấy cái tâm chân thật rất là quan trọng. Rồi trong cái xã hội á, con người chúng ta đang sống á, mà thiếu, mà cái con người sanh ra đời mà thiếu nền tảng giáo dục đạo đức từ nhỏ đó ha, mà không có tâm chân thật từ ái, thì đó là con đường xấu mở rộng ra cho toàn xã hội. Thì tất nhiên á là cái xã hội này là một địa ngục khổng lồ, con người với con người sẽ gian dối xảo trá với nhau một sao khổng lồ đó. Cho nên ví dụ bây giờ con người mình đó có sống lâu tới bao lâu, giàu sang bao nhiêu đi nữa, quyền lực bao nhiêu đi nữa ha, nhưng mà người đó không có cái tâm chân thật rồi đó, thì người đó cũng sẽ rơi vào con đường gian ác, càng giàu mà càng gian ác, càng giàu thì càng nhiều cái tự cao thủ đoạn đó, thì cái người này trước sau cũng cũng hết phước rồi, cũng rơi trong cái địa ngục. Cái đức đó là quan trọng nhất hơn cái phước, mà đa số chúng ta thì không biết tu đức thế nào. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào cái then chốt á, là chúng ta tu đức như thế nào đây. Thì Phật tử nhớ rằng trong đạo Phật, người Phật tử mà tu hành á, mà nếu thiếu đức á, nhất là cái đức tánh chân thật á, thì sẽ không bao giờ, cái đạo đó sẽ không bao giờ hưng thành, và cái bản thân của người Phật tử đó cũng không gặt hái được sự thành quả phước đức gì hết. Ví dụ giờ một trong trong một cái đạo, ví dụ như đạo Phật của chúng ta đi, mà toàn là những người Phật tử giả dối nhau không à, không không có nền tảng chân thật á, vô đây người này lường gạt người kia lường gạt này nọ, sống bằng mặt không bằng lòng, sống không chân thật, đoàn kết với nhau không không cùng nhau lấy Phật pháp làm trọng, vô đây chỉ biết quyền lợi tư riêng với nhau, chỉ biết quyền lợi cá nhân thôi, thì cái đạo đó thành không Phật tử? Còn nếu một người mà đi vào một cái đạo nào mà hết lòng thương yêu, nghĩ đến cái lợi ích chung cho cái đạo pháp, biết thương yêu nhường nhịn với nhau, thì cái đạo đó rất là thành, và bản thân người Phật tử đó sẽ có phước đức đó. Cho nên nếu chúng ta làm cái gì có thể giả dối
như là mua bán giả dối, nhưng mà cái đạo đức thì không thể giả dối được. Và tự nghe rõ, nếu lại muốn tiến hóa trên đường tu á, thì cái đạo đức không thể giả dối được. Cho nên các bậc thánh đức dạy chúng ta thế này: phước là hữu phúc trên đời, lộc là tiền bạc đời đời ấm no, thọ là trăm tuổi sống lâu. Người xưa nói đức là phải tu. Ví dụ bây giờ cái người có phước á, là cái người đó có tiền bạc vật chất, ăn ngon mặc đẹp, ăn quần áo lụa là, đó là cái phước thôi. Cái phước này rất dễ đó, mà tự vậy bố thí ra, bố thí làm từ thiện này thôi, đó là chỉ được cái phước thôi. Mà cái phước này thì Phật tử được cái thành quả là sanh ra đời giàu sang của cải ấm no. Còn cái lộc á là tiền bạc, phước với lộc. Còn cái thọ thì sống lâu, nhưng mà cái đức là không có. Có nhiều khi con người chúng ta có cái phước là được vật chất giàu sang, xe cộ đầy đủ vân vân, đó là cái phước. Nhiều khi chúng ta có cái lộc tiền bạc dư giả, nhiều khi chúng ta có được cái thọ là phước lộc thọ. Mà phước lộc thọ là ai cũng thích vân á. Phật tử thấy là tới ngày Tết cái mình đi mua cái lịch lóc, là mình mua cái lịch nào có ông phước lộc thọ, ông phước thì râu dài ha, rồi cầm thổi vàng, ông thọ thì thôi râu tóc bạc phơ, ai cũng phái phước lộc thọ vân á, mà không phái ông đức. Phật tử thấy chưa? Cho nên phước là hữu phúc trên đời, lộc là tiền bạc đời đời ấm no, thọ là trăm tuổi sống lâu. Nhưng mà cái đức á thì á là người xưa nói đức là phải tu thôi. Còn cái thọ thì dễ lắm, Phật tử có việc mua chim mua cá phóng sanh hoài là tự sống lâu rồi. Đó là cái thọ là do cái phước mình phóng sanh, không mình giữ giới không sát sanh và thường xuyên phóng sanh thì được cái quả phúc là thọ. Còn bây giờ Phật tử lộc á, muốn được có tiền bạc thì Phật tử bố thí hay làm từ thiện thì có cái lộc có tiền. Còn Phật tử có được vật chất cao sang nữa thì đó là Phật tử có cái phước. Nhưng mà có cái đức á, thì lại khó, đức là phải tu. Cho nên á, phước cái đức như thế nào? Phước á, là những gì mình làm cho người khác. Thí dụ bây giờ Phật tử làm giùm cho người khác cái gì đó, thí dụ như người ta lâm vào cái cảnh túng thiếu, mình giúp cho người ta tiền bạc, đó là phước. Hay là nhà người ta bị sập, mình đi qua mình phụ giúp người ta cất lại cái nhà, đó là phước. Hay là người ta thiếu thốn về tiền bạc, không có quần áo, mình giúp cho ta quần áo, đó là cái phước. Phước là những gì mình làm giúp cho người ta. Mà tới nghe kịp chưa? Còn cái đức thì sao? Đức là phải tu. Đức là cái gì? Đức là do mình làm chủ những cái tham dục của bản thân. Cái người có đức là người đó làm chủ cái tham dục của bản thân để mình làm không làm khổ người và khổ vật. Đó là cái đức. Ví dụ giờ cái con người mà lúc nào cũng hay sân hận, gặp cái chuyện gì bực mình thì nói. Một cái con người mà có cái tật xấu á, là hay soi mói chuyện người khác. Con người có cái tật xấu hay bêu riêu cái lỗi lầm của người ta. Rồi con người mà có một cái tánh xấu á, là không bằng lòng ai hơn mình, thì cái này là phải tu mới được. Đức là phải tu, là tức là mình làm chủ những cái thói hư tật xấu của mình, đó là người có đức. Mà tới nghe kịp chưa? Còn cái phước á, là mình bố thí bên ngoài thôi. Còn cái đức là mình làm chủ bên tâm của mình. Cho nên mà người xưa thì nói là phước thường đi chung với đức. Nhưng mà có khi chỉ có phước mà không có đức, mà có nhiều khi có đức mà không có phước. Mà ngày nay á, con người mình làm phước thì nhiều, nhưng mà đức á, thì ít lắm. Ít lắm, cho nên nhiều khi con người mình không có đức. Do vậy mà đời sống vật chất á, thì có những người á, hung bạo á, thì có nhiều người đời sống vật chất á, thì đầy đủ, nhưng mà tánh tình hung bạo dữ dằn, thì cái người này luôn gặp bị tai họa. Hôm rồi tôi đi dự một cái đám tang, cũng là cái chỗ quen biết rồi, mấy thầy mời tôi á. Và tôi biết không, đi một cái đám tang trên thành phố á, cái ông này ông giàu chưa thể tưởng tượng được. Ông có tới là 5 cái tiệm vàng và 6 cây xăng. Và tôi thấy giàu chưa? 5 tiệm vàng và 6 cây xăng. Mà giàu tới đó, nhưng mà ông bị không có đức, cho nên ông bị chết thê thảm. Ông lái chiếc xe hơi á, cái xe hơi là 4 chỗ ông lái. Rồi cái đi ngang cái ngã bãi, tôi biết không, cái có chiếc xe container đó, chạy ẩu sao mà tông ngay chiếc xe hơi của ổng á. Mà tự biết chiếc xe hơi mà chỗ cái vô lăng, chỗ mà người tài xế mà lái, tự biết không, nó gãy hen là nguyên cái vô lăng đâm vô cái ngực ổng á, đâm lúc cái ngực ổng lồi ra phía sau luôn. Mà chiếc xe đó bẹp dúng luôn, là ổng kẹt trong đó. Cái xe bốn chỗ mà nó bẹp dúng lại là bẹp hết phân nửa luôn. Mà cái vô lăng cái lái nó gãy, như vậy nó gãy cái vòng tròn á, nó lồi cái cán là mà đâm lúc ngực ổng nằm trên xe luôn. Mà tới đấy chưa, mà giàu vô cùng, bắt đầu mới kêu thợ đến, bắt đầu phá cái xe cứu ông ta, ông ta chết tươi luôn. Tại sao mà giàu phải trả cái nghiệp nặng như vậy? Thì đây là giàu và phước đức, giàu và phước nhưng mà không có đức, mà đức thì phải có tu. Cho nên đa số Phật tử chúng ta đó, đến với đạo Phật á, thì nó có hai dạng.
bắt đầu là đi vào rồi đó, đi vào bệnh rồi đó ha, mà bắt đầu là đụng chạm rồi đó. Thì